Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 932, một đạo làm quan nằm ở dân, làm chính trị phải giải ưu phiền của dân. Giám đốc Lý, thành phố La Nam làm như thế nào, có phải là muốn giao tất cả hợp đồng kia cho xí nghiệp địa phương hay không? Lãnh đạo thượng cấp dù vẫn rất bình tĩnh nhưng vẻ mặt rõ ràng là không vui. Giám đốc Lý nhìn khắp bốn phía, khi thấy vẻ mặt cung kính của các vị lãnh đạo thành phố và tỉnh ủy, thế là trong lòng có hơi sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn lấy can đảm nói. Điều này, cũng không phải, bọn họ vốn là không có những xí nghiệp làm các công đoạn như vậy. Thành phố La Nam không có các xí nghiệp tự sản xuất các linh kiện, như vậy lãnh đạo còn dám cho ra chỉ thị như vậy, bọn họ đang muốn làm gì? Nguyên nhân của nó thật sự đáng để cho người ta nghiền ngẫm. Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy nhịp tim gia tăng. Hai người bọn họ lúc này thật sự có hành động cực kỳ ăn ý, cả hai đi đến bên cạnh lãnh đạo, chuẩn bị nhận kiểm điểm với lãnh đạo. Vì sao lại như vậy? Lãnh đạo thượng cấp suy nghĩ giây lát, sau đó lên tiếng hỏi giám đốc Lý. Điều này, hình như là vì vị trí thành phố trọng tâm. Đám cán bộ thành phố La Nam có ý kiến vì sự kiện thành phố Tam Hồ tiến lên làm thành phố trọng tâm. Giám đốc Lý dù sao cũng biết rõ một phần với sự kiện này, thế cho nên trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng ấp úng nói. Lãnh đạo thượng cấp trầm ngâm giây lát, trên mặt chợt xuất hiện nụ cười. Anh Lý, anh cứ yên tâm, chính quyền nhất định sẽ giúp anh giải quyết vấn đề này. Đồng thời tôi cũng nhắc với anh một câu, xí nghiệp có quyền tự chủ kinh doanh, cần phải được tôn trọng. Dưới những lời cảm tạ chân thành của giám đốc Lý, lãnh đạo thượng cấp rời khỏi xưởng giấy. Khi lên xe thì bầu không khí đã trở nên cực kỳ nghiêm túc và căng thẳng, thậm chí còn cực kỳ áp lực. Có người có thể trốn được kiếp nạn, nhưng lại có người căn bản không có nơi nào để ẩn nấp. Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân cùng lên xe, lúc này bọn họ căn bản không thể nào trốn được, thậm chí ngay cả bí thư Lâm Trường Công cũng không thể nào tránh đi được. Thủ tướng, chúng tôi không làm tốt công tác mới xuất hiện sự kiện này, chúng tôi nhất định sẽ điều tra thật kỹ, sẽ xử lý thật nghiêm túc những người tương quan trách nhiệm. Hào Nhất Phong ngồi trên xe dùng giọng trầm bổng nói lời bảo chứng với lãnh đạo thượng cấp. Vẻ mặt lãnh đạo thượng cấp khôi phục lại như thường, lão nhìn thoáng qua Hào Nhất Phong, ánh mắt rơi lên người Lâm Trường Công. Các anh có biết rõ sự kiện thành phố La Nam chống lại xí nghiệp của thành phố Tam Hồ hay không? Lúc này áp lực lên người Lâm Trường Công là rất lớn, hắn chỉ cảm thấy sau lưng ươn ướt, trong bụng vang lên những âm thanh rột rột. Đầu óc hắn liên tục xoay chuyển, hắn cố gắng xem xét ngôn từ, sau đó cẩn thận nói. Chúng tôi thật sự biết rõ sự kiện này. Vậy các anh lựa chọn biện pháp gì? Lãnh đạo thượng cấp dù vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh nhưng nghe vào trong tai Lâm Trường Công lại làm cho hắn sinh ra cảm giác thật sự khó thể nào hít thở. Lâm Trường Công thật sự có nghe qua sự kiện này, nhưng tình huống là như vậy, hắn có biện pháp nào khác được sao? Sau khi thành phố Tam Hồ cướp lấy vị trí thành phố trọng tâm trên tay của thành phố La Nam, bản thân thành phố Tam Hồ có chiếc mũ thành phố trọng tâm, anh còn có thể muối mặt đi tìm Vương Tử Quân sao? Lâm Trường Công sẽ điên cuồng chạy đến thành phố La Nam, sẽ yêu cầu Vương Tử Quân quan tâm đến xí nghiệp thành phố Tam Hồ sao? Như vậy căn bản là Lâm Trường Công không còn thể diện gì nữa. Chúng tôi đã tiến hành điều tra nghiêm túc, đã tìm ra vấn đề, đang định để cho Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Hồ tiến hành phối hợp với thành phố La Nam để xử lý. Lâm Trường Công không thể nói là mình không có phản ứng, biện pháp xử lý duy nhất chính là không làm gì cả. Nhưng lúc này có nhiều lãnh đạo ngồi trên xe, hắn chỉ có thể dùng bộ sách võ thuật bình thường để đối chiêu. Lãnh đạo thượng cấp căn bản là khá bất mãn với câu trả lời của Lâm Trường Công. Đạo làm quan nằm ở cơ thể nhân dân, làm chính trị cần phải đưa dân ra khỏi vòng vây hãm. Một khi là quan phụ mẫu địa phương, mọi người cần phải cố gắng công tác, phải giải nạn cho các xí nghiệp địa phương, như vậy mới được dân tâm, mới thuận dân ý, mới có thể làm tốt công tác phát triển kinh tế. Xe vẫn chạy trên đường rất vững vàng, lúc này chủ nhiệm Triệu như ngồi trên đống kim, trong lòng tràn đầy cảm giác không tốt. Lúc này nhắc lại sự kiện thành phố trọng tâm. Không phải là muốn cái mạng của mình sao? Chủ nhiệm Triệu chợt cảm thấy hai chân như mềm nhũn, giống như cơ thể thật sự suy nhược, trong lòng lạnh ngắt, một cảm giác kinh hoàng chưa từng có xuất hiện trong đầu, lờ mờ còn sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn nghĩ đến tình huống sự việc bại lộ,
thế là cả người chợt run rẩy, trong lòng rối loạn. Hắn trợn tròn mắt nhìn đoàn xe chạy về hướng thành phố La Nam, chỉ cảm thấy mình căn bản là không có ý nghĩ gì, thật sự vô kế khả thi. Chúng ta bây giờ sẽ đi đâu? Trong bầu không khí tràn đầy áp lực, lãnh đạo thượng cấp chợt lên tiếng hỏi. Đi đến thành phố Đông Bộ. Nhân viên ở bên cạnh nhanh chóng trả lời lãnh đạo. Bây giờ còn chưa đến 11 giờ, còn có chút thời gian, không phải nói con đường này chạy sang thành phố La Nam sao? Chúng ta đến thành phố La Nam dùng cơm. Lãnh đạo thượng cấp lên tiếng rồi khẽ nhắm mắt lại. Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt không ngừng biến đổi. Tất cả đang xảy ra ngay trước mắt, bọn họ thật sự sinh ra cảm giác không yên. Lãnh đạo đột nhiên cho ra quyết định làm cho trái tim của bọn họ treo lên giữa không trung, càng cảm thấy cực kỳ bất an. Vốn chỉ là một việc nhỏ, vì sao lại biến thành như vậy? Bây giờ thay đổi tuyến đường sang thành phố La Nam, không thể khẳng định sẽ không sinh ra thiêu thân. Vương Tử Quân là người có năng lực, là một người vừa có năng lực vừa có thành tích quá chói sáng, rõ ràng là người mà chính mình căn bản không thể nào khống chế được. Hào Nhất Phong cầm lấy điện thoại di động, lên tiếng phân phó cho đoàn xe. Lúc này đoàn xe đang chuẩn bị chạy về phía thành phố Đông Bộ, đột nhiên chuyển hướng về phía thành phố La Nam. Vì trước đó căn bản không có chuẩn bị sẽ đến thành phố La Nam, thế cho nên không có lực lượng cảnh sát bố trí trên đường, đoàn xe chỉ được một chiếc xe cảnh sát dẫn đầu chạy về phía trước như bay. Một lúc sau lãnh đạo thượng cấp đưa mắt nhìn ra cửa sổ, gió đông bắc đang thổi xuống ảo ạt, khung cảnh có chút thê lương. Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đều đưa mắt lên người thượng cấp, trong lòng thầm bàn tính xem nên giải thích như thế nào với lãnh đạo. Xe chạy đi rất nhanh, có nhiều đoàn xe bị xe mở đường giành quyền ưu tiên vượt lên trước, khung cảnh không ngừng lướt qua cửa sổ. Nhất Phong, sao trên đường có nhiều xe khách đi lại như vậy? Lãnh đạo thượng cấp chợt lên tiếng hỏi. Hào Nhất Phong nghe thấy lãnh đạo lên tiếng, thế là thầm thả lỏng một chút, lão vội vàng lên tiếng. Đây là những đoàn xe du lịch, bọn họ đang đi du lịch. Hào Nhất Phong lên tiếng, lại một chiếc xe du lịch bị vượt qua, tiếng nhạc khẽ truyền đến. Tiếng hát thắng lợi vang lên khắp không gian. Chương 932-2, đạo làm quan nằm ở dân, làm chính trị phải giải ưu phiền của dân. Chiếc xe kia mở nhạc rất lớn, rõ ràng người trên xe cũng rất vui vẻ, lãnh đạo thượng cấp nghe tiếng nhạc mà khẽ cười. Bầu không khí chuyển biến tốt hơn một chút. Lãnh đạo chỉ vào những chiếc xe chở khách du lịch rồi cười nói. Mùa đông là mùa du lịch ế hàng, thành phố phía nam tỉnh Sơn Nam này có gì tốt, vì sao lại có nhiều người đến tham quan như vậy? Thủ trưởng, đây là các du khách đi ngắm núi Cô Yên Sơn. Lúc này núi Cô Yên Sơn thành phố La Nam vẫn còn khá tươi tốt, bên đó còn có vài sơn cốc rộng, đi phu là mùa đông nhưng không chịu ảnh hưởng bởi gió lạnh nên khí hậu rất tốt. Thật sự giống như mùa xuân. Đồng thời còn có một nguyên nhân quan trọng, chỗ này có suối nước nóng, ngài xem, khách du lịch liên miên không dứt. Thạch Kiên Quân đã từng đi đến viếng thăm Cô Yên Sơn, thế nên hắn hiểu rất rõ, vì vậy khi thấy Hào Nhất Phong không trả lời được thì nhanh chóng lên tiếng. Mặc kệ trước kia hai người bọn họ tranh chấp như thế nào, nhưng bây giờ hai người bọn họ lại phối hợp cực kỳ ăn ý. Dù sao thì tình thế bây giờ thật sự là ép người. Bọn họ phải liên thủ với nhau, phải ứng phó tình huống khó khăn này. Sự kiện không chỉ ảnh hưởng đến tương lai phát triển của cả hai người bọn họ, còn liên quan đến hình tượng của tỉnh Sơn Nam, bọn họ cũng không dám để nó tiếp tục phát sinh vấn đề. Khu du lịch Cô Yên Sơn luôn được quảng cáo trên đài truyền hình Trung ương, không thể ngờ tỉnh Sơn Nam lại có một chỗ tốt như vậy, đúng là thế ngoại đào viên. Lãnh đạo thượng cấp lại biểu hiện ra tâm tình vui vẻ. Điều này làm cho Thạch Kiên Quân và Hào Nhất Phong cảm thấy phấn chấn tinh thần. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó Thạch Kiên Quân nói tiếp. Khu du lịch Cô Yên Sơn được kiến thiết hơn 2 năm qua, khi đó thành phố La Nam dùng khu du lịch Cô Yên Sơn làm cơ sở tiến hành liên hợp với công ty Đông Du để cùng nhau khai phá. Bây giờ khu du lịch đã được đầu tư hơn 2 tỷ, chỉ sau 2 năm đã thu hút được hơn 10 triệu khách du lịch. Là một con số khổng lồ để thúc đẩy thành phố La Nam phát triển kinh tế. Khu du lịch Cô Yên Sơn thuộc vào địa phận huyện Dương Phong, có một cây treo tiền như vậy nên kinh tế huyện Dương Phong có bước phát triển rất mạnh. Trước kia huyện Dương Phong là một huyện nghèo nhất tỉnh, bây giờ đã trở thành một trong 10 huyện mạnh mẽ nhất tỉnh.
Hơn nữa huyện Dương Phong nhờ phát triển du lịch mà còn thúc đẩy các hạng mục kinh tế khác phát triển theo, thật sự là đầu tư vào một điểm mà phát xạ khắp vùng. Dù giới thiệu về khu du lịch Cô Yên Sơn chẳng khác nào hát bài ca ngợi Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này Hào Nhất Phong cũng chỉ có thể bỏ qua chút bực tức cá nhân, phải dùng giọng tràn đầy nụ cười nói. Khu du lịch Cô Yên Sơn của thành phố La Nam có thể nói là một tấm danh thiếp đánh bóng tên tuổi của tỉnh Sơn Nam, bây giờ có nhiều phim truyền hình và điện ảnh được quay ở khu du lịch Cô Yên Sơn, là một địa phương được các đoàn làm phim yêu mến. Lãnh đạo thượng cấp nghe mà liên tục gật đầu, càng cảm thấy thích thú với khu du lịch Cô Yên Sơn. Lão mỉm cười lắng nghe những lời của Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân, sau đó nói. Một hạng mục tốt có thể kéo cả địa phương phát triển, thành phố La Nam có khu du lịch Cô Yên Sơn, như vậy phải định vị chính mình thật chuẩn, nhìn vào điểm này đã thấy tỉnh Sơn Nam có nhân tài. Lâm Trường Công cũng ngồi trên xe, dù đã ra khỏi thành phố Tam Hồ, bí thư thị ủy Tam Hồ như hắn có thể xuống xe. Nhưng lúc này lãnh đạo không mở miệng, hắn chỉ có thể quật cường ngồi yên mà thôi. Sau khi nghe hai vị lãnh đạo tỉnh ủy hợp lực ca tụng Vương Tử Quân, hắn thật sự cảm thấy khó chịu. Tuy trong lòng không thoải mái nhưng Lâm Trường Công không thể không thừa nhận hai vị lãnh đạo nói đúng, chính hắn cũng cực kỳ hâm mộ khu du lịch Cô Yên Sơn, đây chính là một bát vàng dành cho người thành phố La Nam. Hàng năm thành phố La Nam có được hiệu quả và lợi ích phát triển kinh tế rất mạnh, tất cả giống như những hạt tuyết rơi từ trên trời xuống làm cho người ta phải đỏ cả mắt. Lần này Lâm Trường Công đi theo các vị lãnh đạo đến La Nam, là phúc hay là họa đây? Hắn ngồi trên xe rất quy củ, hắn cảm thấy mình giống như một con cá bị đặt lên thớt, chỉ có thể vùng vẫy tránh né và thở hồng hộc mà thôi, không thể có năng lực bơi về biển cả tự do tự tại là thành phố Tam Hồ. Dù tình huống lần này là do thành phố La Nam tạo ra, thế nhưng Lâm Trường Công biết rất rõ tình huống phát triển kinh tế của La Nam. Nếu thành tích của La Nam bày ra trước mắt lãnh đạo, rốt cuộc sẽ là tình huống gì, hắn biết rất rõ ràng. Lâm Trường Công hiểu rõ thì làm được gì? Bây giờ hắn thật sự là không thể làm gì hơn. Cho dù hắn biết rõ người ta muốn đánh mình cũng chỉ có thể mỉm cười nuốt răng vào bụng mà thôi. Tình huống phát triển của thành phố La Nam là một sự thật hiển nhiên, căn bản không cần áp chế, cũng áp chế không nổi. Xây dựng khu du lịch Cô Yên Sơn, xây dựng đường cao tốc Sơn La, xem ra ban ngành thành phố La Nam đã thực hiện được không ít công tác. Sau khi nghe Hào Nhất Phong lên tiếng giới thiệu, lãnh đạo thượng cấp chợt mở miệng nói. Hào Nhất Phong nghe những lời ca tụng của lãnh đạo thượng cấp, trong lòng thật sự có đủ hương vị. Cơ hội lần này là khó có được, lão đành phải nghĩ một đằng làm một nẻo mà thôi, chỉ có thể mở miệng hát ca khúc ca tụng Vương Tử Quân. Dù sao lãnh đạo cũng muốn đến thành phố La Nam, đây là một thành phố phát triển quá tốt đẹp, nếu chính anh là lãnh đạo đứng đầu một tỉnh mà còn bất mãn, như vậy sẽ lưu lại ấn tượng thế nào cho lãnh đạo đây? Không phải là anh đang soi mói, tìm xương trong trứng gà sao? Tỉnh ủy chúng tôi cực kỳ hài lòng về tình hình phát triển của thành phố La Nam. Đúng vậy, thủ trưởng, năm trước thành phố La Nam phát triển hơn 100%, năm nay dù chưa đến công tác báo cáo cuối năm, thế nhưng phát triển cao hơn năm trước không phải là vấn đề. Thạch Kiên Quân cũng mở miệng bổ sung vào lời nói của Hào Nhất Phong. Lúc này xe vừa đến trạm thu phí đầu đường đi vào thành phố La Nam, mọi người chợt bị hấp dẫn bởi bốn tấm biển quảng cáo lớn hai bên đường. Bên trên dùng một loại chữ cứng cáp có lực viết một dòng chữ. Nhân dân thành phố La Nam chào đón quý khách. Những trò tuyên truyền thế này căn bản không có gì xa lạ với người trong quan trường, không có gì gọi là quá mức chú ý. Vấn đề là trên bốn tấm biển quảng cáo có vẽ những hình ảnh núi non làm cho người ta nhìn vào mà kinh ngạc. Từ xa nhìn vào hai tấm quảng cáo có thể thấy được bốn mùa xuân hạ thu đông ở khu du lịch Cô Yên Sơn. Trên tấm biển miêu tả mùa xuân có cảnh tượng tuyết bị hòa tan, vạn vật phục hồi, bầu trời xanh lam bao la, đến nơi nào cũng thấy du khách chơi xuân, mùa hè thì nơi này biến thành một tấm thảm thiên nhiên, mùa thu có những vườn cây đỏ rực trái chín, khách du lịch vui thú ngắm cảnh thần tiên, mùa đông thì bừng bừng những dòng khí nóng của các dòng suối nước nóng. Bốn tấm biển quảng cáo lớn hai ven đường làm cho người ta kinh ngạc, thậm chí ngay cả Hào Nhất Phong cũng không thể ngờ. Lão thầm nghĩ là vị nhiếp ảnh nào chụp được những khung cảnh trên. Thật sự có lực quảng cáo quá lớn. Lão thầm cảm thấy quá kỳ diệu, nhưng nghĩ lại thì thấy trình độ của nhà nhiếp ảnh kia là khá cao, nhưng dù sao thì cũng phải có cảnh tượng chân thật mới được.
đồng thời phải ca tụng người nào cho ra ý nghĩ quảng cáo như thế, chắc chắn đó phải là Vương Tử Quân. Người này luôn cho ra những ý nghĩ khác thường, làm việc không theo thường quy, lại thường cho ra những hiệu quả khó ngờ. Anh nói xem, nếu như các vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam đều là bát tiên quá hải, tất cả đều có năng lực, như vậy tỉnh Sơn Nam sẽ phát triển đến dạng gì? Sẽ có hiệu quả gì? Nghĩ lại làm cho người ta không khỏi hưng phấn không thôi. Gió lạnh thổi đến, Hào Nhất Phong chợt sinh ra một ý nghĩ kỳ lạ. Chính mình sao lại thấy đối phương không thuận mắt, cứ mãi áp chế như vậy? Đáng lý ra mình cần phải mở rộng tấm lòng mới đúng chứ? Chương 933, một nhìn về tôi mới là tốt nhất. Lúc này Bí thư Thị ủy La Nam là Vương Tử Quân đã dẫn theo đội hình gồm 4 bộ ban ngành đi đến giao lộ đường cao tốc nghênh đón. Người thành phố La Nam đến khá đông nhưng lại rất ít xe, chẳng qua trận thế vẫn rất đầy đủ, bề ngoài thể hiện sự tôn trọng lãnh đạo, xe mang theo lại ít, chỉ là một chiếc xe mở đường, một chiếc xe 30 chỗ mà thôi. Hào Nhất Phong nhìn trận thế trước mắt và hiểu ngay cả chút chuyện nhỏ nhặt thì Vương Tử Quân cũng không bỏ qua, không phải là sự việc quá rõ ràng sao. Vừa nghe nói lãnh đạo đến kiểm tra khảo sát thành phố La Nam, tâm tình mọi người rất kích động, tất cả đều chạy đến đây. Nhưng thành phố La Nam chúng tôi có tiền, dù là có cả đống tiền thì cũng phải cúi đầu mà sống, tiết kiệm là thượng sách. Tiểu tử Vương Tử Quân này quá thông minh, người này thậm chí lại còn biết cách dùng tiền, rõ ràng là phương pháp quảng cáo tốt nhất cho biện pháp chính trị của mình. Thủ trưởng, các đồng chí thành phố La Nam đang đứng chờ bên dưới. Hào Nhất Phong nhìn thoáng qua khung cảnh ngoài xe, sau khi cân nhắc về Vương Tử Quân thì báo cáo với lãnh đạo thượng cấp. Lãnh đạo thượng cấp đến thành phố La Nam vốn muốn xem xét vấn đề mà giám đốc Lý đã phản ánh, nhưng trên đường đi đã sớm được nghe về nhiều việc, hơn nữa còn có những lời đánh giá tốt đẹp của Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân về La Nam, thế là có thêm nhiều ấn tượng. Ý nghĩ lúc trước của lão không khỏi biến hóa, thành phố Tam Hồ cũng đừng trách người ta chống lại anh, vì người ta là thành phố giàu mạnh, các anh có bản lĩnh thì cứ phát triển theo bọn họ rồi hãy nói. Cho đồng chí thành phố La Nam lên xe. Vương Tử Quân đang đứng chờ đợi đoàn xe của lãnh đạo đi đến, trong lòng rất sốt ruột, xem như kế hoạch của hắn đã hoàn thành. Dù Vương Tử Quân đang nhắc nhở mình rất nhiều, hắn cần phải bình tĩnh hơn, nhưng trái tim của hắn vẫn đập nhanh hơn bình thường. Dù sao lần này cũng khác biệt so với trước kia, thông qua lần này hắn sẽ tìm về vinh dự cho thành phố La Nam, tất cả sẽ quay về trong tay nhân dân La Nam. Tử Quân, theo tôi lên xe. Quan Vĩnh Hạ từ trên xe đi xuống, hắn căn bản không bắt tay với Vương Tử Quân đã dùng giọng dồn dập nói. Sau khi Vương Tử Quân đi đến bên cạnh xe, Quan Vĩnh Hạ chợt trầm giọng nói. Chú ý sự kiện liên quan đến xí nghiệp thành phố Tam Hồ. Vì thời gian gấp rút nên Quan Vĩnh Hạ căn bản không thể nói quá rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy mình nên làm như thế, xem như tranh thủ nhắc nhở Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đi lên xe. Lãnh đạo thượng cấp nhìn thấy mà không khỏi sững sờ. Lão thấy nhiều vị bí thư thị ủy như Lâm Trường Công, nhưng ít được gặp những vị bí thư thị ủy trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Thủ trưởng, đây chính là đồng chí bí thư thị ủy La Nam, là Vương Tử Quân. Hào Nhất Phong lúc này nhanh chóng mở miệng giới thiệu Vương Tử Quân cho lãnh đạo. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo thượng cấp nhìn thấy Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân không phải lần đầu tiên được thấy mặt lãnh đạo thượng cấp. Dù sao bây giờ có TV và truyền thông, hơn nữa mỗi ngày Vương Tử Quân đều không quên bỏ qua chương trình thời sự. Nếu so sánh với trên TV thì gương mặt lãnh đạo thượng cấp lúc này càng thêm hòa ái, nhưng trong cảm giác hòa ái lại làm cho Vương Tử Quân cảm nhận được sự uy nghiêm. Hắn nhịn không được phải giơ tay chào lãnh đạo theo phương pháp nhà binh, sau đó tranh thủ nở nụ cười. Thật ra Vương Tử Quân cũng không biết vị lãnh đạo này có xuất thân quân đội, khi nhìn thấy lãnh đạo. Hắn thấy thủ trưởng có khí thế không giận mà uy, thế nên không khỏi thực hiện cách chào theo quân đội. Hắn nghĩ rằng duỗi tay ra với lãnh đạo thì giống như có chút thất lễ. Cũng chính là một hành vi vô ý như vậy, là một hành động căn bản không hợp quy, thế nhưng lại làm cho lãnh đạo có chút cảm xúc. Đã nhiều năm rồi chưa được hưởng thụ qua cảm giác quân nhân, hôm nay một quan viên địa phương lại làm cho lão được ôn lại chút cảm giác dĩ vãng. Sau đó lãnh đạo cũng nở nụ cười đứng lên vươn tay với Vương Tử Quân, hai bên bắt tay thật chặt, lãnh đạo cười nói. Đồng chí Vương Tử Quân, cậu thật sự làm cho tôi kinh ngạc.
Dù bí thư và chủ tịch tỉnh của các cậu đã nói, cậu là người quyết đoán, có ý nghĩ, là cán bộ trẻ có năng lực, thế nhưng tôi cũng không ngờ cậu còn trẻ như vậy. Vương Tử Quân nghe rõ lời nói của lãnh đạo thượng cấp mà đầu óc cấp tốc xoay chuyển, hắn trầm ngâm khoảnh khắc rồi cung kính nói. Thủ trưởng, tôi có thể đi đến vị trí hôm nay cũng là vì nhờ vào thành quả của chế độ cải cách trẻ hóa cán bộ do ngài thúc đẩy, ngài đã cho những cán bộ trẻ chúng tôi có sân khấu để phát triển. Hôm nay được gặp ngài thật sự là quá vinh dự và xúc động. Hào Nhất Phong vốn lo lắng Vương Tử Quân căn bản không trả lời được vấn đề này, bây giờ nghe được câu trả lời của Vương Tử Quân thì vô cùng hài lòng, đồng thời trong lòng càng oán hận không thôi. Ai nói tiểu tử thối này chỉ biết đùa giỡn và chơi trò cao tay. Chỉ cần hắn vui, chỉ sợ là ngoài miệng trơn như bôi mỡ. Không, không phải là mỡ, phải nói là vừa trơn vừa khéo, vừa mạnh vừa mềm. Dù là hắn chỉ thở ra một hơi cũng làm cho anh cảm thấy ngọt như đường phèn. Đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa Vương Tử Quân và lãnh đạo thượng cấp, nhưng hắn lại hiểu tác phong của lãnh đạo. Vì vậy mà hắn luôn kiên trì nguyên tắc, không bao giờ tham chiến nếu không có chuẩn bị, hơn nữa phương án trẻ hóa cán bộ chính là một chỉ thị của lãnh đạo thượng cấp. Y thuật cần chú ý cách dùng dược thảo, quan trường cần chú ý đến phương diện hợp lý, nói một cách dễ hiểu thì bất kỳ quan viên nào cũng có chỗ ngứa của riêng mình. Quả nhiên câu nói của Vương Tử Quân làm cho lãnh đạo thượng cấp rất hài lòng, gương mặt lộ ra nụ cười tươi vui, lại lặp đi lặp lại một câu. Rất tốt, rất tốt. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống vị trí của mình, xe đã chạy đến một công trường xây dựng khá đồ sộ. Lãnh đạo thượng cấp nhìn thấy công trường xây dựng đang rất khí thế, không khỏi cười hỏi. Bí thư Tử Quân, chỗ này các anh đang định kiến thiết cái gì đây? Thủ trưởng, đây là thành phố mới của La Nam. Khi kinh tế liên tục phát triển và tiến thêm bước lớn, nội thành của thành phố La Nam căn bản không thể nào chống đỡ được lượng dân cư ngày càng lớn. Vì vậy hôm nay thành phố La Nam dưới sự giúp đỡ của lãnh đạo cấp trên đã quyết định mở thêm một thành phố mới rộng 30 km2. Lúc này thành phố mới đã có quy mô đơn giản, đã hoàn thành 3-4 con đường nối thông nhau, nhìn qua thật sự thông thoáng bốn phía, một số công trình khởi công từ đầu năm đã lên đến đỉnh phong. Dù nhìn qua khắp công trường thấy khá thô ráp, thế nhưng đã có được hình dáng cơ bản của thành phố mới. Chương 933-2, nhìn về tôi mới là tốt nhất. Hào Nhất Phong vì không có hứng thú với Vương Tử Quân nên không tình nguyện đến thành phố La Nam, lão cũng như lãnh đạo thượng cấp, là lần đầu tiên được thấy thành phố mới của La Nam. Phải nói là lúc này thành phố mới của La Nam đã làm cho lão cực kỳ ngạc nhiên. Năm xưa lão là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, biết rõ công tác xây dựng thành phố mới rất khó khăn, nhưng nếu có thể lợi dụng tốt một khu đô thị mới, như vậy sẽ có tác dụng không thể đo lường với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mới một năm trôi qua không đến La Nam mà Vương Tử Quân đã có những hành động mạnh mẽ như vậy, thật sự là không đơn giản chút nào. Đưa mắt nhìn khắp thành phố La Nam thì Hào Nhất Phong căn bản vứt đi tất cả những gì không ưa với Vương Tử Quân, thay vào đó là cảm giác vui mừng hớn hở. Một khu đô thị mới như vậy thì cần ít nhất hơn 300.000 dân tiến vào. Đồng chí Tử Quân, cậu thấy thành phố La Nam có thể xuất ra một lượng dân cư như vậy để bổ sung vào đô thị mới này không? Lãnh đạo thượng cấp đưa mắt nhìn khắp bốn phía rồi trầm giọng hỏi. Chủ nhiệm Triệu từ đầu đến giờ luôn có cảm giác không yên, bây giờ lại có chút hưng phấn. Thành phố La Nam xây dựng khu đô thị mới với diện tích khá lớn, dù có thể tạo ra thành tích, nhưng nếu nhìn từ góc độ khác, cũng là một phương án khá tốn tiền của và không mấy khả thi. Nếu như Vương Tử Quân không thể giải thích rõ ràng, như vậy sẽ là một đòn có lực sát thương tác động vào thẳng mặt thành phố La Nam. Nếu so sánh với chủ nhiệm Triệu thì tâm tư của đám lãnh đạo tỉnh Sơn Nam là khá nặng nề. Đặc biệt là Hào Nhất Phong, lão hy vọng hành trình đến La Nam lần này có kết quả mỹ mãn, đồng thời cũng hy vọng Vương Tử Quân có thể lưu lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo, mong sao tiểu tử kia có công lớn, có thể trọng dụng. Phải biết rằng với tình huống hiện tại của Vương Tử Quân thì chỉ có thể phát triển lên đến cao tầng trong tỉnh mà thôi, nếu làm cho lãnh đạo thượng cấp có cái nhìn không tốt về Vương Tử Quân, như vậy sẽ là một đòn đả kích chí mạng với tình hình phát triển sau này. Thủ trưởng, tôi không sợ khu đô thị mới quá lớn, ngược lại chỉ sợ nó quá nhỏ. Vương Tử Quân cũng không dừng lời quá lâu, hắn chỉ ra bên ngoài rồi nói. Năm ngoái số dân nội thành của thành phố La Nam là 300.000.
bây giờ đã lên đến con số 500.000. Trong số đó có gia đình những xí nghiệp đến đầu tư, có những nhân viên và nhân tài đến từ 4 phương 8 hướng tụ tập trong các khu công nghệ, hơn nữa còn có một lượng lớn công nhân viên. Theo số liệu thống kê sơ bộ của thành phố La Nam chúng tôi, năm ngoái muốn thuê một căn nhà 50 mét vuông ở thành phố La Nam thì cần 50 đồng một tháng, đến đầu năm nay thì giá cả là 70 đồng, bây giờ lên đến 90 đồng. Căn cứ vào những con số như vậy thì thấy rõ giá cả thuê nhà ngày càng đắt đỏ, rõ ràng là quy mô thành phố La Nam là gông cùm cho sự phát triển kinh tế. Thuận theo quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia, căn cứ vào nhu cầu nhà ở ngày càng bức thiết của nhân dân, như vậy thành phố chúng tôi cần phải mở rộng để chào đón tương lai tươi sáng. Vương Tử Quân vốn chuẩn bị cho ra vài tình huống của La Nam, thế nhưng không biết vì sao hắn lại nhìn không được nói về phương diện giá cả phòng ốc ngày càng tăng cao vào đời sau. Hắn thấy lực ảnh hưởng của mình tối đa chỉ ở thành phố La Nam, nhưng nếu có được sự tán thành của lãnh đạo thượng cấp, như vậy sức ảnh hưởng sẽ mở rộng, sẽ có nhiều thành phố mở rộng khu đô thị mới hơn. Thành phố La Nam đã sớm có quy hoạch, sớm có nguyên nhân, đã dự tính từ trước, thế cho nên căn bản là cho ra cống hiến với hậu thế. Lãnh đạo thượng cấp nghe Vương Tử Quân nhắc đến tình huống của thành phố La Nam thì thầm gật đầu, nhưng sau khi Vương Tử Quân nói về xu thế phát triển đời sau thì vẻ mặt lại càng thêm ngưng trọng. Lúc này lực chú ý của lão đã nhanh chóng chuyển lên người của Vương Tử Quân, trong lòng càng thêm vui vẻ vì phát hiện ra nhân tài. Một người còn trẻ như vậy có thể đi đến vị trí hiện tại, tuyệt đối là nhân tài. Lãnh đạo thượng cấp đã sớm có ý nghĩ như vậy, thế nhưng bây giờ nghe Vương Tử Quân nói về những phương diện phát triển kinh tế, cũng chỉ có thể sinh ra ý nghĩ khác, vị cán bộ trẻ tuổi này căn bản không chỉ là hai chữ nhân tài mà thôi. Chủ nhiệm Triệu chợt sinh ra cảm giác như chìm xuống đáy cốc. Hắn là người đi theo lãnh đạo nhiều năm, hắn đã quá quen với những biểu hiện của lãnh đạo, đó rõ ràng là đang tán thưởng về một vị cán bộ trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nói cái gì thì chủ nhiệm Triệu căn bản không thể nghe vào trong đầu, tất cả lực chú ý của hắn đã bị công trường hừng hực bên ngoài thiêu đốt sạch sẽ. Lúc này đã có nhiều căn nhà được xây dựng cơ bản, tất cả giống như một đòn ngàn cân giáng vào trong lòng hắn. Dù chưa tiến vào trong trung tâm thành phố La Nam, thế nhưng chỉ cần nhìn vào khu đô thị mới ở bên ngoài, căn bản đã có thể biết được tình huống bên trong là sôi động thế nào. Tất nhiên thành phố Tam Hồ dù có đem ra cũng khó thể so sánh với La Nam vào lúc này. Nói về phương diện danh dự thì chủ nhiệm Triệu căn bản không có chuyện gì là quá đáng, nhưng điều làm hắn khó chịu chính là khi tỉnh Sơn Nam báo cáo lên trên về danh sách thành phố trọng tâm, hắn là người cản trở không thông qua. Vương Tử Quân mở miệng nói xong, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn, thật sự trở thành tiêu điểm của mọi người. Đồng chí Vương Tử Quân, cậu thật sự có cái nhìn rất độc đáo về quá trình phát triển của thành thị. À, thế này đi, cậu viết một báo cáo về những ý nghĩ của mình đưa lên cho tôi. Lãnh đạo thượng cấp giống như nhìn thấy áp lực từ ánh mắt mọi người dồn lên Vương Tử Quân, thế nên lão chỉ cười cười rồi dùng giọng ôn hòa nói. Lãnh đạo lên tiếng làm cho bầu không khí ngưng trọng trong xe trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, ánh mắt mọi người tiếp tục nhìn về phía Vương Tử Quân, tất nhiên bây giờ chỉ còn là cảm giác hâm mộ, tán thưởng, còn có chút ghen ghét. Lãnh đạo thượng cấp để cho Vương Tử Quân viết báo cáo, như vậy đại biểu cho điều gì? Tất nhiên là đang tán thành ý nghĩ độc đáo của Vương Tử Quân. Hào Nhất Phong nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, càng cảm thấy viên cán bộ trẻ tuổi kia ngày càng có nguồn vốn thoát xa lực khống chế của mình. Hào Nhất Phong vốn còn cảm thấy lực tác động của mình trong phương diện công tác của Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ xem ra tất cả dần tan biến. Đồng chí Nhất Phong, tôi thật sự đã cảm thấy có chút khó hiểu vì sao một vị cán bộ trẻ tuổi như cậu có thể được đặt lên vị trí quan trọng như vậy, xem ra lãnh đạo tỉnh ủy cũng là có khí phách, có tầm nhìn lâu dài. Khi Hào Nhất Phong đang cảm thấy thất lạc, lúc này một lời tán thưởng của lãnh đạo thượng cấp lại giống như một ngôi sao rơi lên trúng đầu. Điều này, Hào Nhất Phong nghe lời khẳng định của lãnh đạo với mình mà không khỏi sinh ra cảm giác dở khóc dở cười. Lão cảm thấy chính mình căn bản cũng không phải là có quyết đoán và có ánh mắt cao vời để đẩy Vương Tử Quân lên vị trí hiện tại, căn bản là bị ép không còn biện pháp nào khác mới ra tay điều động Vương Tử Quân mà thôi. Chương 934, có làm có ăn. Nhưng bây giờ Hào Nhất Phong có thể nói gì đây? Tất nhiên là không thể nói ra sự thật, hắn chỉ có thể cố gắng lên tiếng.
Thủ trưởng, tỉnh Sơn Nam chúng tôi luôn có câu, có làm mới có ăn. Đồng chí Vương Tử Quân chính là một vị cán bộ trẻ tuổi trọng điểm bồi dưỡng trong cơ chế của tỉnh Sơn Nam. Cậu ấy dù là ở phương diện trình độ lý luận hay năng lực công tác vẫn luôn đứng đầu, cực kỳ xuất sắc. Thành phố La Nam là một địa phương lạc hậu nhất và kém phát triển nhất của tỉnh Sơn Nam chúng tôi, nhưng chỉ 2 năm đã phát triển không ngừng. 2 năm trước cả thành phố La Nam còn chưa có sản lượng bằng một quận của thành phố An Dịch, thế nên ban ngành chúng tôi quyết định bắt tay khai sáng cho ban ngành thành phố La Nam, điều động đồng chí Vương Tử Quân đến làm bí thư thị ủy La Nam. 2 năm qua đồng chí Vương Tử Quân với năng lực mạnh mẽ đã liên tục đẩy mạnh phát triển, không phụ lòng kỳ vọng cao vời của lãnh đạo tỉnh ủy, đã đưa theo cán bộ nhân dân thành phố La Nam tiến lên phía trước, lớn gan cải cách, khắc phục khó khăn nguy hiểm. Đồng chí Vương Tử Quân dùng thời gian 2 năm để tạo ra xu thế phát triển mới, mở khu du lịch Cô Yên Sơn, mở khu công nghệ cao với nhãn hiệu nổi tiếng trong nước. Bây giờ kinh tế xã hội thành phố La Nam đang phát triển với xu thế không ngừng. Sau khi nghe những lời báo cáo hối hả của Hào Nhất Phong, Vương Tử Quân thật sự cảm thấy bội phục vị bí thư tỉnh ủy đang mở lời tán dương mình. Hắn nhìn cặp môi của bí thư tỉnh ủy đang liên tục mấp máy, không khỏi cảm thấy mình thật sự thua kém. Vương Tử Quân bị điều động từ thành phố Đông Bộ đến La Nam, có ai mà không biết đó là phương pháp áp chế của bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong. Bây giờ Hào Nhất Phong lại mở miệng lật ngược thế cờ, nói rằng mình chú tâm trọng dụng Vương Tử Quân, chính mình có ánh mắt và có cái tâm của bậc anh hùng. Còn về phần Vương Tử Quân vượt qua khó khăn để đưa La Nam phát triển kinh tế, tất cả đều được tiến hành dưới sự giúp đỡ của bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong, hoàn toàn quên mất những chướng ngại mà chính mình đã bày ra với La Nam vào thời gian trước. Tuy đó là tình huống thật sự nhưng Vương Tử Quân căn bản không thể nói ra, hắn chỉ mỉm cười nhìn Hào Nhất Phong đang cố gắng dùng hết sức hát bài ca khen ngợi mình. Anh nói xem, nếu anh không có chút khoan hồng độ lượng, anh sao có thể làm lãnh đạo được? Nếu so sánh với Vương Tử Quân thì Thạch Kiên Quân thật sự có chút buồn bực và thầm mắng Hào Nhất Phong. Anh đúng là không biết thẹn, cái gì mà tán thưởng đồng chí Vương Tử Quân, chính tôi mới là người tán thưởng Vương Tử Quân, một kẻ luôn chọc gậy bánh xe như anh sao có thể cho ra chủ trương và hành vi nào đúng đắn. Thạch Kiên Quân thật sự hận không thể làm cho Hào Nhất Phong câm miệng, thế nhưng ngoài mặt chỉ có thể mỉm cười lắng nghe mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù sao thì ban ngành tỉnh Sơn Nam vẫn phải thể hiện sự đoàn kết, là một ban ngành có lực chiến đấu mạnh mẽ. Lúc này lãnh đạo thượng cấp đến thị sát, bọn họ cần phải bảo chứng muôn người một mặt, một người lên tiếng thì cả đoàn hát ca. Xem ra làm bí thư tỉnh ủy đứng đầu một tỉnh vẫn là tốt nhất. Chẳng qua lúc này người buồn bực nhất căn bản không phải là Thạch Kiên Quân, chính là Lâm Trường Công đang ngồi yên lặng ở một góc. Lúc này Lâm Trường Công giống như một bức tượng, không ai mở miệng nói chuyện với hắn. Từ khi lên xe đến bây giờ thì hắn luôn bảo trì một gương mặt, một nụ cười, biểu hiện của hắn thật sự là rất mệt mỏi và căng cứng. Hơn nữa hắn cũng phải biểu hiện sự lắng nghe đối với những lời của lãnh đạo thượng cấp và tỉnh ủy. Lãnh đạo, ngài đến thành phố La Nam rõ ràng là vì giải quyết mâu thuẫn, bây giờ sao lại có bộ dạng thế này? Lâm Trường Công thật sự cảm thấy nhỏ máu trong lòng, trong mắt đầy ai oán. Từ phương diện xây dựng thành phố thì thấy được sự chênh lệch rất lớn giữa thành phố La Nam và Tam Hồ, nhưng sau khi đoàn xe của lãnh đạo đi qua khu công nghệ cao được tập đoàn Huyền Lục đầu tư hơn chục tỷ thì chênh lệch mới biểu hiện quá rõ ràng. Dù các xí nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Tam Hồ căn bản là cũng rất có khả năng, thế nhưng nào có thể so sánh với một khu công nghệ cao của người ta. Nhìn vào những xí nghiệp sản xuất trang thiết bị điện tử, di động và máy tính, cho dù những người không hiểu về kinh tế cũng biết rõ nguồn lợi phát triển kinh tế cực kỳ lớn ở nơi này. Thành phố La Nam chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu về các thiết bị di động, trước mắt đã cho ra những sản phẩm mới với chức năng tân tiến, cuối năm nay sẽ cho ra thị trường. Trong khu công nghệ cao, một giám đốc đại biểu cho nhà máy điện thoại di động cầm lấy một chiếc điện thoại mới nhất đi ra làm công tác báo cáo cho lãnh đạo thượng cấp. Lúc này tụ tập nơi đây đều là lãnh đạo, trên cơ bản đều có điện thoại di động, nhưng khi mọi người nhìn thấy chiếc điện thoại mới trên tay viên giám đốc kia, lại nhìn về chiếc điện thoại của mình, cảm thấy rất kinh ngạc và giật mình. Một chiếc điện thoại với màn hình rộng, dù bọn họ có chút khó hiểu về thao tác và hệ thống, thế nhưng vẫn bị cuốn hút bởi hình ảnh và chức năng của nó.
Cầm một chiếc điện thoại đi đồng như vậy rõ ràng là rất có thể diện. Một chiếc điện thoại đi đồng có thể nói là áp dụng những kỹ thuật tân tiến trên thế giới lại xuất hiện ở thành phố La Nam, không khỏi thu hút ánh mắt phức tạp của rất nhiều người, bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Từ lúc Vương Tử Quân đi vào khu công nghệ cao thì vẫn luôn cúi đầu không nói gì, hắn chỉ khẽ giới thiệu những người phụ trách khu công nghệ cao cho lãnh đạo thượng cấp mà thôi, sau đó để bọn họ giới thiệu tình hình. Cũng không phải Vương Tử Quân không thể nói về tình hình của khu công nghệ cao, nhưng lúc này những vị cán bộ phụ trách khu công nghệ mở miệng chẳng phải sẽ càng hay và mạnh hơn mình sao? Dù là chính mình khen ngợi chính mình cũng không bằng thay người khác tâng bốc, tất nhiên Vương Tử Quân hiểu rõ điều này. Vừa rồi hắn đã được nghe Hào Nhất Phong mở miệng hát về mình, sau đó chợt ngộ ra một chân lý, để người ta mở miệng ca tụng về mình vẫn là hay hơn. Rời khỏi khu công nghệ cao, dù là bất kỳ vị lãnh đạo nào cũng hiểu rõ vì sao giám đốc Lý ở thành phố Tam Hồ lại yêu cầu bọn họ phối hợp trợ giúp. Đám xí nghiệp Pi ở thành phố La Nam căn bản không cần kỳ thị bọn họ, La Nam hoàn toàn có thể quan hệ hợp tác tốt với các thành phố khác. Nhưng lúc này căn bản không ai nhắc đến vấn đề này. Rất nhiều người đều đặt tâm tư của mình lên phương diện khu công nghệ cao. Lãnh đạo thượng cấp rất hài lòng về khu công nghệ cao, khi lên xe liên tục hỏi Vương Tử Quân về những vấn đề thường phát sinh. Chủ nhiệm Triệu càng cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn nữa hắn cũng không biết nên dùng cách nào để giải cứu chính mình ở phương diện này. Chính mình phạm một sai lầm không thể tha thứ, thế nhưng đó là đống cứt chó của mình, có thể trông cậy ai hốt đi dùm đây. Chương 935, một biến bất lợi thành ưu thế, biến phê bình thành tán dương. Đồng chí Tử Quân, tôi thấy rõ thành phố La Nam phát triển rất tốt, nhưng như vậy cũng không đáng để các anh lợi dụng ưu thế xí nghiệp địa phương để áp chế các thành phố khác chứ. Sau khi xe rời khỏi khu công nghệ cao, lãnh đạo thượng cấp chợt mở miệng cười hỏi. Vẻ mặt Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đều nhanh chóng trở nên nghiêm túc, bọn họ biết rõ lãnh đạo cuối cùng cũng ném ra vấn đề. Hào Nhất Phong thầm nghĩ hôm nay mình và Thạch Kiên Quân đã nâng kiệu cho Vương Tử Quân, đã nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, nhìn bộ dạng của tiểu tử kia mà xem, cười rất đắc ý. Bây giờ đã đến lúc đả kích anh một chút, dù anh phát triển kinh tế rầm rộ ngút trời, thế nhưng anh lại có hành vi không đoàn kết, rõ ràng đó không phải là thứ gì quang minh đối với lãnh đạo địa phương. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, sau khi nghe giám đốc Lý nói ra vấn đề thì trong lòng thầm nghĩ. Không ngờ trong tỉnh lại có sự việc như vậy. Thạch Kiên Quân ở bên cạnh cũng thầm cảm thấy khổ sở thay cho Vương Tử Quân, dù sao thì sự thật vẫn là sự thật, cho dù các anh tức giận với thành phố Tam Hồ về sự kiện thành phố trọng tâm, hành vi không đoàn kết và không chú ý đại cục của các anh cũng khó thể tha thứ được. Nhưng nhìn vào sự tán thưởng của lãnh đạo thượng cấp với quá trình phát triển kinh tế của thành phố La Nam, cho dù lần này lãnh đạo muốn gõ đầu Vương Tử Quân cũng chỉ là giơ cao mà khẽ hạ xuống mà thôi. Dù sao lúc này Vương Tử Quân là cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi, tất nhiên có chút sai lầm sẽ không là vấn đề. Cán bộ trẻ tuổi mà, ai mà chẳng có lúc nóng đầu. Nếu so sánh với hai vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam thì chủ nhiệm Triệu lại cảm thấy vận may của mình đang đến. Nếu như lãnh đạo thượng cấp thấy Vương Tử Quân có sai lầm, như vậy sự kiện La Nam không tiến lên thành phố trọng tâm sẽ nhỏ hơn một chút. Hắn không khỏi có một ý nghĩ mới mẻ, thế là lên tiếng. Thủ trưởng, có nên gọi bí thư Lâm thành phố Tam Hồ đến không nhỉ? Gọi Lâm trường công đến, đó chính là kể khổ với lãnh đạo. Mặc dù chủ nhiệm Triệu nói lời này giống như đang có toan tính thế nhưng rõ ràng là ẩn giấu sát cơ. Gọi Lâm trường công đến, như vậy nhìn ở phương diện công bình, Vương Tử Quân sẽ bị phê bình nghiêm khắc hơn. Lãnh đạo thượng cấp nhìn thoáng qua chủ nhiệm Triệu, sau đó gật gật đầu. Chủ nhiệm Triệu thấy vậy thì giống như có được thánh chỉ. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh kéo Lâm Trường Công đi đến. Lâm Trường Công biết rõ ràng tình huống phát triển của thành phố La Nam, lúc này lãnh đạo thượng cấp đến tham quan La Nam, lại mở miệng tán dương không ngớt, trong lòng thật sự rất dễ chịu. Bây giờ nghe được lãnh đạo thượng cấp cuối cùng cũng nói ra vấn đề giữa hai thành phố Tam Hồ và La Nam, Lâm Trường Công thật sự sinh ra cảm giác giải thoát. Mặc kệ tuyến trên xử lý thế nào, rõ ràng hắn cũng không cần phải muối mặt chạy đến để giải quyết vấn đề với thành phố La Nam. Vừa rồi đến khu công nghệ thành phố La Nam, giống như có nhiều người nhận biết được Lâm Trường Công là bí thư thị ủy Tam Hồ, có không ít người chỉ trỏ về phía hắn. Dù hắn không biết đám người kia nói gì,
thế nhưng căn cứ vào góc độ nhìn người và tâm lý cao độn của hắn, rõ ràng thì đám người kia mồm chó căn bản không nhả ra được răng ngà. Bây giờ Lâm Trường Công và chủ nhiệm Triệu cùng đi về phía lãnh đạo thượng cấp, chủ nhiệm Triệu vừa đi còn vừa khẽ vỗ vai hắn. Chút hành vi nho nhỏ của chủ nhiệm Triệu làm cho Lâm Trường Công hiểu ra vấn đề, rõ ràng là chủ nhiệm Triệu đang ám chỉ rằng không phải chỉ là một mình hắn tham chiến. Lâm Trường Công nhìn ánh mắt kiên định của chủ nhiệm Triệu, hắn không khỏi lấy lại khí thế của mình. Dựa vào cái gì mà Vương Tử Quân được sung sướng, được tán dương? Hắn nhất định phải khơi mào mâu thuẫn và chụp mũ lên đầu thành phố La Nam mới được. Bây giờ sự kiện Bí thư Hào Nhất Phong đồng ý cho Lâm Trường Công tiến lên làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh còn chưa biết có thuận lợi hay không, rõ ràng không có bất kỳ điều gì tốt đẹp với hắn vào lúc này. Lâm Trường Công xem như hiểu rõ, Vương Tử Quân có thể chịu đựng được tình huống bị chụp mũ, nhưng chính mình thì hầu như là không thể nào. Áp chế thành phố khác sao? Khi Lâm Trường Công đi đến thì Vương Tử Quân chợt tỏ ra kinh ngạc, bộ dạng giống như căn bản không biết có chuyện gì xảy ra. Thạch Kiên Quân nhìn phản ứng của Vương Tử Quân thì chợt sinh ra ý nghĩ vung tay vỗ một phát lên não dưa của tiểu tử này, tên này bình thường rất cơ trí, sao bây giờ lại biến thành như vậy? Thủ trưởng hài lòng với thành tích của thành phố La Nam, chút mâu thuẫn với thành phố Tam Hồ chỉ là mở miệng thừa nhận sai lầm là xong, tối đa cũng chỉ là bị phê bình một chút mà thôi. Bây giờ thì tốt, tình huống trở thành heo chết còn cứng miệng, dù chết cũng không thừa nhận. Đây cũng không phải là tình huống mà lãnh đạo muốn được thấy. Có người từng chế giễu quy củ trên quan trường, lãnh đạo vĩnh viễn là đúng, nếu như lãnh đạo có sai thì phải tham khảo lại điều một. Lãnh đạo sẽ vui vẻ với những lãnh đạo biết thừa nhận sai lầm, thế nhưng đối với những vị cán bộ dù sai vẫn còn cứng miệng, sẽ tạo nên ấn tượng không hay cho lãnh đạo thượng cấp. Vương Tử Quân là một người thông minh sao lại có thể phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy? Nếu so sánh với Thạch Kiên Quân thì Hào Nhất Phong thật sự có chút sảng khoái hơn. Tiểu tử Vương Tử Quân hôm nay thật sự đã có quá nhiều sung sướng, bây giờ ông trời có mắt, tiểu tử này tám phần sẽ bị gõ lên đầu cho bất tỉnh. Hào Nhất Phong nhìn thấy gương mặt lãnh đạo thượng cấp chợt trở nên âm trầm, thế là vội vàng nói. Bí thư Tử Quân, nếu có sai lầm thì nên thừa nhận để sửa đổi, cậu cần phải tỏ thái độ rõ ràng. Hào Nhất Phong đề cập một câu vào đúng thời điểm. Rõ ràng là muốn thể hiện chính mình, đồng thời chụp bô lên đầu Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện nghiêm túc của Hào Nhất Phong, hắn vội vàng nhìn về phía Lâm Trường Công, sau đó mới dùng giọng uất ức nói. Bí thư Nhất Phong, có sai lầm thì tôi sẽ thừa nhận, nhưng tôi căn bản chưa từng có hành vi nào áp chế các thành phố anh em cả. Bí thư Tử Quân, có sai thì sửa, bệnh húy kỵ cần phải chữa. Nói tóm lại thì phương diện thiếu liên hệ không là vấn đề. Anh bưng bít như thế sẽ không hay. Chủ nhiệm Triệu đi đến vị trí của mình, giọng điệu có chút lạnh lùng. Vương Tử Quân thầm cười nhạt vì những biểu diễn của chủ nhiệm Triệu, thế nhưng biểu hiện của hắn vẫn là một người vô tội. Điều này, thủ trưởng, chúng tôi không áp chế kinh tế của các thành phố khác. À, các thành phố ở hai tỉnh bên cạnh muốn hợp tác khai thác du lịch với chúng tôi cũng không rõ ràng mở miệng từ chối, chỉ là nói sẽ nghiên cứu xem xét lại. Vì sao lại trở thành áp chế các thành phố khác phát triển? Chương 935-2, biến bất lợi thành ưu thế, biến phê bình thành tán dương. Căn bản là miệng lừa không hợp mặt ngựa, biểu hiện của Vương Tử Quân bây giờ căn bản là không chịu thừa nhận, sống chết không thừa nhận. Phải biết rằng lãnh đạo thượng cấp mỗi ngày đều có hàng ngàn việc cần phải xử lý, lúc này lãnh đạo đến thành phố La Nam, đã được thấy tình huống phát triển tốt đẹp. Bây giờ có chút sai lầm anh lại sống chết không thừa nhận. Tình huống này rõ ràng là phí thời gian và tinh lực của lãnh đạo, là hành vi không sáng suốt, thủ trưởng chắc chắn sẽ làm cho anh khổ sở. Từng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Tử Quân, có kẻ thầm than thở, có kẻ giống như đang vui sướng vì thấy họa rơi lên đầu người khác. Lâm Trường Công cũng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, hắn không ngờ biểu hiện của viên cán bộ trẻ tuổi kia lại là như vậy. Lúc này hắn thật sự rất vui. Có câu, cái gì tôi không chiếm được thì anh cũng đừng hòng chiếm được, tôi không may thì anh đừng hòng vui vẻ. À, hai tỉnh lân cận sao? Các thành phố ở tỉnh bên muốn hợp tác phát triển du lịch với La Nam sao? Lãnh đạo thượng cấp giống như bị thu hút bởi lời nói của Vương Tử Quân, giọng điệu có chút lo lắng. Đúng vậy, vài ngày trước các vị lãnh đạo thành phố bên cạnh đến La Nam,
bọn họ hy vọng cùng chúng tôi hợp tác phát triển du lịch, tạo nên một vòng du lịch khép kín. Vì chiến lược phát triển kinh tế trong tương lai của La Nam, chúng tôi cũng không thể nóng đầu cho ra quyết định ngay được, chúng tôi chỉ nói sẽ xem xét, cũng không nói những lời quá đáng. Tôi chỉ sợ bọn họ có lẽ là hiểu lầm, điều này cũng không phải là... không phải áp chế các thành phố khác, không phải là không chịu hợp tác. Vương Tử Quân vung tay dùng giọng điệu và gương mặt uất ức giải thích với lãnh đạo thượng cấp, những người khác nghe và cũng chợt hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không phải từ chối liên kết với các thành phố bên cạnh phát triển kinh tế, chủ yếu là hắn cần phải nghiên cứu rõ ràng mục đích của các thành phố bên cạnh, điều này thì dù là vị lãnh đạo nào cũng hiểu rõ ràng. Không phải đám người kia nhìn thấy tình hình phát triển du lịch mạnh mẽ của thành phố La Nam nên động tâm sao? Nhưng thành phố La Nam người ta còn phải xem xét lại, anh muốn tìm chén canh trong nồi của người ta không đồng ý ngay, rõ ràng các anh phải xem xét lại bản thân, sao lại trách người ta áp chế mình cho được. Vương Tử Quân rõ ràng dùng lời nói để biến tướng sai các thành phố hai tỉnh lân cận, đó là mâu thuẫn giữa các bên, thành phố La Nam không làm bừa, là hành vi đúng đắn. Vẻ mặt lãnh đạo thượng cấp chợt hòa hoãn hơn một chút, lão nhìn về phía Vương Tử Quân rồi nói. Sản nghiệp du lịch càng hợp tác càng có lực hấp dẫn lớn, các cậu không đồng ý liên hợp với các thành phố khác mà lại còn phải xem xét là sao. Thủ trưởng, có nhiều tụ điểm du lịch thì sẽ càng có thêm nhiều khách, nhưng bên trong còn dính đến chất lượng và hoàn cảnh của các khu du lịch. Thành phố La Nam chúng tôi cố gắng trong công tác phát triển du lịch, chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra một địa điểm nghỉ ngơi hạng nhất, chúng tôi cũng tình nguyện cùng các thành phố bên cạnh bắt tay phát triển. Nhưng La Nam chúng tôi lại yêu cầu bọn họ phải phụ trách với khách du lịch đến từ khắp nơi trong nước. Các du khách trong nước là thần tài của thành phố La Nam, chúng tôi tuyên truyền quảng bá hình ảnh của La Nam, mặc kệ bọn họ sau đó có đi đến nơi nào khác. Thế cho nên chúng tôi có liên hệ phát triển du lịch với thành phố khác hay không, chúng tôi cần phải có thời gian nghiên cứu sách lược, phải cho ra một biện pháp tốt sau đó mới có thể thực hiện được. Vương Tử Quân nói làm cho nhiều người gật đầu không thôi. Thậm chí đám thư ký đi theo lãnh đạo cũng phải ghi chép lại. Cần phải phụ trách với khách du lịch, tận dụng bọn họ để tuyên truyền quảng bá thành phố La Nam, luận điểm này là rất mới, rất có tính đại biểu. Có người đã bắt đầu nghĩ về một bài viết rất hay liên quan đến nội dung này. Lâm Trường Công thật sự có chút thất lạc, hắn đi đến vốn muốn cùng lãnh đạo nói về phương diện thành phố La Nam áp chế thành phố Tam Hồ phát triển. Bây giờ thì hay quá. Hắn giống như biến thành một người đứng ngoài cuộc trong sự việc này. Không có thành tích, nói cũng bằng không, Lâm Trường Công càng bức bối thì đứng yên càng thêm ngượng ngùng. Nhưng ông trời vẫn thương tình, chủ nhiệm Triệu đang chờ thời chụp mũ Vương Tử Quân, bây giờ chợt trầm giọng lên tiếng. Thủ trưởng, bí thư Lâm đã đến. Một câu báo cáo có vẻ như cực kỳ bình thường lại kéo Vương Tử Quân từ trên trời xuống đất. Thạch Kiên Quân là một người lão luyện. Khoảnh khắc này hắn biết ngay chủ nhiệm Triệu mới là kẻ muốn khơi mào chiến tranh. Lực chú ý của lãnh đạo thượng cấp chợt quay về mâu thuẫn giữa thành phố Tam Hồ và La Nam, lão nhìn thoáng qua Lâm Trường Công, sau đó trầm giọng hỏi. Hôm nay tôi đến thành phố Tam Hồ khảo sát tình hình, chợt nghe nói một câu thế này, dù ném hạng mục vào trong sông cũng không cho thành phố Tam Hồ một điểm sống, chính quyền thành phố La Nam đối đãi với sự kiện này như thế nào? Thuận theo câu nói của lãnh đạo thì bầu không khí trong phòng chợt trở nên có chút ngưng trệ, những người có quan hệ khá tốt với Vương Tử Quân thầm lau mồ hôi trán, thầm nghĩ thật sự khó thể nào vượt qua được tình huống này. Thủ trưởng, sự kiện này. Vương Tử Quân nói đến đây thì có chút ấp úng, bộ dạng muốn nói lại thôi. Biểu hiện của Vương Tử Quân rơi vào trong mắt chủ nhiệm Triệu, rõ ràng là biểu hiện khổ sở. Tiểu tử kia đã rối loạn, bây giờ sự việc bị vạch trần. Không thể nào mở miệng được nữa. Dù sự kiện này sẽ bị áp chế lại chỉ nhỏ như hạt bụi vì thành tích trước mắt của La Nam, thế nhưng theo đó thì phương diện thành phố trọng tâm sẽ bị gác sang một bên. Sự việc này thật sự có phát sinh. Vương Tử Quân cuối cùng cũng mở miệng nói. Vương Tử Quân vừa nói ra khỏi miệng thì Thạch Kiên Quân xem như thở ra một hơi, thừa nhận là tốt, không thừa nhận mới là hành vi ngốc nghếch, xem như tiểu tử này đáng bị trừng phạt. Lãnh đạo thượng cấp không lên tiếng, nhưng Vương Tử Quân giống như cảm nhận được cặp mắt sáng như sao kia đang nhìn rõ tâm tư của mình. Vương Tử Quân áp chế chút cảm giác chấn động, hắn nói tiếp. Thủ trưởng, tôi không làm tốt công tác,
không thể xử lý tốt những cán bộ nói ra những lời làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai thành phố, chúng tôi đã tiến hành xử lý nghiêm túc, kính mong lãnh đạo căn cứ vào những cống hiến của anh ấy cho công tác kinh tế của thành phố La Nam trong nhiều năm qua mà mở ra một cơ hội. Vương Tử Quân mở miệng thật sự giống như làm cho chủ nhiệm Triệu đang muốn trốn tránh trách nhiệm sinh ra cảm giác căm tức. Còn bà nó đối phương không hiểu tính cách của lãnh đạo thượng cấp, nhưng hắn đi theo lãnh đạo nhiều năm thì lại hiểu rất rõ. Lãnh đạo vui vẻ với đám cán bộ dám đảm đương, lại rất căm ghét đám cán bộ chỉ biết nắm lấy thành tích và ném sai lầm cho thuộc hạ. Bây giờ Vương Tử Quân biểu hiện là một người khá tốt, đối phương vừa có thành tích vừa biết đảm đương, chắc chắn sẽ không bị lãnh đạo thượng cấp xử phạt nặng nề. Chương 936, một bàn về trách nhiệm. Nhưng đối phương dù sao vẫn chỉ là một viên cán bộ trẻ tuổi, chủ nhiệm Triệu chợt nở nụ cười, tất nhiên nụ cười theo bản năng như vậy chỉ lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt mà thôi. Sao, anh nghiêm túc phê bình hành vi gì? Tôi hỏi anh, vì sao các xí nghiệp của thành phố La Nam các anh lại căn bản không cần xí nghiệp thành phố Tam Hồ sản xuất linh kiện cho nữa? Bí thư Vương, anh có quan tâm đến điều này không? Bầu không khí trong xe có chút áp lực. Dù Vương Tử Quân có chuẩn bị sẵn tất cả, thế nhưng lúc này vẫn cảm thấy có chút khó thở. Thủ trưởng, nếu như sự kiện này thật sự tồn tại thì tôi xin thừa nhận sai lầm. Tôi thừa nhận sai lầm vì sơ sẩy công tác mà làm ảnh hưởng đến thành phố Tam Hồ, đã tạo nên ảnh hưởng không tất yếu đến bọn họ. Sau khi nghe Vương Tử Quân nhận sai thì Hào Nhất Phong thầm có chút tiếc nuối. Lão biết rõ tính cách của lãnh đạo thượng cấp, biết rõ lãnh đạo không thích những kẻ thích dùng mánh khóe. Vương Tử Quân đã thừa nhận sai lầm, như vậy không phải đã kịp dừng cương trước bờ vực sao? Tuy Hào Nhất Phong có chút bức bối nhưng nói trắng ra thì vẫn rất vui. Sau sự kiện lần này thì Vương Tử Quân sẽ có chút vấn đề nhỏ, thời gian sau đó khi đề bạt sẽ có một ký hiệu chưa trưởng thành chính trị trong hồ sơ của Vương Tử Quân. Vẻ mặt lãnh đạo thượng cấp chợt hòa hoãn đi khá nhiều, vì lão vẫn rất hài lòng với những công tác của Vương Tử Quân. Thế nên lão vươn tay cười rồi vỗ vỗ lên vai Vương Tử Quân nói. Biết lỗi thì nên sửa đổi, như vậy là tốt. Đồng chí Tử Quân là bí thư thị ủy, việc cậu cần phải làm là đưa La Nam phát triển kinh tế, còn phải xử lý các mâu thuẫn, phối hợp với các anh em chung quanh. Cảm ơn thủ trưởng đã thấu hiểu, tôi sau này sẽ chú ý. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn thoáng qua Lâm Trường Công, sau đó nói. Bí thư Lâm. Lần này tôi tạo nên tổn thất cho các anh, tôi có trách nhiệm phải nói rõ với anh. Cho dù là tôi đi đến làm công tác với từng doanh nghiệp cũng sẽ cố gắng để cho các xí nghiệp thành phố La Nam đối đãi ngang hàng với xí nghiệp thành phố Tam Hồ. Chủ nhiệm Triệu nhìn thấy sự việc cơ bản đi về phía mà mình đã dự định sẵn, tuy khối đá trong lòng đã rơi xuống nhưng hắn lại rất căm hận Vương Tử Quân. Thầm nghĩ tên khốn kia quá trơn tuột, nếu như sự việc tiếp tục bộc lộ ra, không biết còn có kết quả gì. Chủ nhiệm Triệu thầm nghĩ như vậy, thế là hắn lên tiếng. Bí thư Vương, thành phố La Nam cho ra chỉ thị như vậy, anh chỉ cần thu hồi là được, đáng giá đến từng doanh nghiệp làm công tác sao? Tuy chủ nhiệm Triệu nói không quá lớn nhưng lại làm cho Vương Tử Quân căn bản là không còn chỗ trốn. Thạch Kiên Quân đang nở nụ cười phải nghiêm mặt lại, thầm nghĩ tên kia thật sự quá âm hiểm, sự việc này vốn đã được giải quyết, thế nhưng đối phương vẫn cứ quấy phá không ngừng. Những người khác cũng đưa mắt nhìn chủ nhiệm Triệu, ai cũng thầm nghĩ rõ ràng là Vương Tử Quân đã đắc tội với chủ nhiệm Triệu ở phương diện nào đó, thế nên bây giờ mới mở miệng không tha như vậy. Vương Tử Quân đã chuẩn bị tất cả mà chưa sử dụng, lúc này chủ nhiệm Triệu đề cập quá kịp thời, hắn không những tùy thời mở miệng giải thích, còn có thể phản kích đối phương. Thế là Vương Tử Quân vung tay dùng giọng khó xử nói. Thủ trưởng, Bí thư Nhất Phong, chủ nhiệm Triệu. Chúng tôi cần phải làm công tác tư tưởng như vậy. Sự kiện này xảy ra, tôi phải biết phụ trách với cảm xúc bất mãn của xí nghiệp thành phố Tam Hồ, tôi biết rõ như vậy, thế nhưng vì tôi chủ quan không chịu tiến hành công tác khai thông tư tưởng mới để xảy ra tình huống như vậy. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn thoáng qua lãnh đạo thượng cấp rồi nói tiếp. Vấn đề này đáng lý ra tôi phải sớm dự liệu được mới đúng, xem ra tôi thiếu suy xét. Vài ngày trước thành phố La Nam chúng tôi triển khai tọa đàm doanh nghiệp, một vị phó chủ nhiệm khu công nghệ cao có nói một câu, dù ném hạng mục vào sông cũng không cho thành phố Tam Hồ một điểm sống. Tôi được báo cáo và đã tiến hành xử lý hành chính vị cán bộ này,
thế nhưng không ngờ một quyết định xử lý như vậy của tôi lại càng làm cho cảm xúc đối địch của doanh nghiệp La Nam với Tam Hồ càng thêm gay gắt, xem ra vẫn là tôi chủ quan. Cảm xúc đối địch, vì sao thành phố La Nam có cảm xúc đối địch với thành phố Tam Hồ? Lời nói của Vương Tử Quân thật sự làm cho lãnh đạo thượng cấp rất ngạc nhiên, Vương Tử Quân nói đến đây thì xe cũng dừng lại ở thị ủy La Nam. Vương Tử Quân thầm có chút kích động, sự việc đang diễn tiến khá tốt. Khi hắn chuẩn bị mở miệng, lãnh đạo thượng cấp chợt vung tay lên nói. Hôm nay tôi sẽ gặp mặt thành viên ban ngành của thành phố La Nam, để xem bọn họ nói thế nào. Có lời phân phó của lãnh đạo thượng cấp, chỉ vài phút sau thì phòng hội nghị của thành phố La Nam đã ngồi đầy các thành viên ban ngành. Sau khi nói vài câu chào hỏi thì lãnh đạo thượng cấp mở miệng trầm giọng nói. Vừa rồi bí thư Vương của các anh có nhắc đến tình huống cán bộ thành phố La Nam có ý kiến với thành phố Tam Hồ, các anh bây giờ có ý kiến gì thì mau nói cho tôi biết. Đám thường ủy lần đầu tiên được ngồi cùng lãnh đạo thượng cấp, bọn họ ngoài phấn chấn thì thật sự có chút không yên. Bây giờ nghe lãnh đạo thượng cấp trực tiếp nhắc đến mâu thuẫn với thành phố Tam Hồ, thế là bọn họ trầm mặc và nhìn về phía Lâm Trường Công. Thủ trưởng, các vị lãnh đạo, tôi xin được phép báo cáo với lãnh đạo. Hà Khởi Duệ là chủ tịch thành phố La Nam, hắn là người đứng lên đầu tiên. Trước kia mối quan hệ giữa hai thành phố La Nam và Tam Hồ là rất tốt, hai thành phố chúng tôi cùng hợp tác làm đường cao tốc Sơn La, vì vậy mà tình huống giao thông giữa hai thành phố là cực kỳ tiện lợi. Nếu nói có bất kỳ mâu thuẫn nào phát sinh để hai thành phố có mối quan hệ cứng nhắc thì phải bắt đầu kể từ sự kiện thành phố trọng tâm. Sau khi Tam Hồ trở thành thành phố trọng tâm, rất nhiều cán bộ thành phố La Nam chúng tôi không tình nguyện, có rất nhiều ý nghĩ khác nhau. Hà Khởi Duệ nói đến đây thì trầm ngâm một chút, giống như đã nói rõ vấn đề, mọi người cũng không mỏi mắt chờ đợi. Mọi người đã đi qua thành phố Tam Hồ và La Nam, tất nhiên cũng đã hiểu kết quả, không cần nói nhiều. Thành phố Tam Hồ là thành phố trọng tâm, nhiệm vụ của bọn họ là thúc đẩy các thành phố xung quanh phát triển kinh tế, thế nhưng tiềm lực kinh tế của bọn họ không bằng thành phố La Nam. Những xí nghiệp vừa và nhỏ của thành phố bọn họ lại phải gia công các linh kiện vụn vặt cho khu công nghệ cao thành phố La Nam. Đám cán bộ La Nam thật sự cảm thấy bất mãn, bọn họ không hề có lý do gì để kéo thành phố Tam Hồ phát triển cả. Chương 936-2, bàn về trách nhiệm. Vẻ mặt chủ nhiệm Triệu chợt trở nên âm trầm, hắn chợt nhớ Vương Tử Quân lúc vừa rồi căn bản không phải là kẻ thiếu miệng lưỡi, đối phương rõ ràng đang câu mình vào trong bẫy. Trước đó không lâu trong buổi tọa đàm giữa các doanh nghiệp thành phố La Nam, Phó chủ nhiệm khu công nghệ cao Lê Gia Luận đã nói một câu gây bất lợi cho đoàn kết. Bí thư Vương vì mối liên hệ hợp tác giữa hai thành phố La Nam và Tam Hồ mà tiến hành xử lý hành chính với đồng chí Lê Gia Luận, cố gắng áp chế những âm thanh không hài hòa đến mức thấp nhất. Thưa các vị lãnh đạo, các vị cũng đã thấy rõ ràng, thành phố La Nam đã cạn tình cạn nghĩa ở phương diện xử lý quan hệ đôi bên. Vương Tử Quân dù cúi đầu ngồi trên ghế nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy vui sướng, hắn có một loạt câu nói nhưng không cần phải mở miệng. Nhìn vào tình huống vào lúc này thì thấy Hà Khởi Duệ lên tiếng cực kỳ hay và phù hợp, thậm chí là cực kỳ có trình độ. Phương án bí thư Vương tiến hành xử lý đồng chí Lê Gia Luận đã làm cho mọi người sinh ra bất mãn, mọi người bức bối vì cách xử lý như vậy, thậm chí còn có người nói anh ấy có chút. Có chút cái gì? Vẻ mặt lãnh đạo thượng cấp thật sự rất nghiêm túc. Có chút xử lý gay gắt. Hà Khởi Duệ cuối cùng cũng nói một câu, thế nhưng ai cũng đã hiểu rõ vấn đề. Dù là ai làm lãnh đạo cũng hiểu rõ giữa các thành phố, các quận huyện, thậm chí là các đơn vị ban ngành cũng có những tồn tại liên quan đến phương diện cạnh tranh lợi ích bản thân. Trong quá trình cạnh tranh này thì lãnh đạo có chút ý nghĩa bảo vệ địa phương cũng là quá bình thường. Bây giờ Vương Tử Quân vung tay mạnh mẽ áp chế dư luận bất lợi cho hợp tác giữa hai thành phố, không tiếc tạo ra hình tượng một vị cán bộ lãnh đạo quá nghiêm túc, thật sự là có chút quá mức. Lúc này Vương Tử Quân không nói lời nào, trong mắt mọi người thì đây là một vị cán bộ lãnh đạo cố gắng làm tốt công tác giao hảo giữa hai thành phố, là cán bộ nhẫn nhục chịu đựng, không quan tâm đến được mất cá nhân, chỉ chú trọng vào đại cục. Lãnh đạo thượng cấp không chờ Hà Khởi Duệ nói xong. Ánh mắt lão rơi lên người Vương Tử Quân, sau khi nhìn giây lát thì trầm giọng nói. Đồng chí Tử Quân, tôi không hiểu rõ sự kiện này, vừa rồi đã làm cho cậu phải chịu uất ức. Lãnh đạo thượng cấp lên tiếng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy xúc động,
lãnh đạo có thể nói ra một lời như vậy, thật sự quá quang minh rồi. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt tán thưởng của lãnh đạo, hắn thong thả nói. Thủ trưởng, lần này chủ yếu vẫn là tôi không làm tốt công tác của mình, thậm chí là phương pháp công tác có chút không thích hợp mới tạo nên tình huống đối lập giữa các cán bộ và doanh nghiệp hai thành phố. Tôi sẽ xem xét lại, cũng sẽ tiến hành liên hệ nhiều hơn với thành phố Tam Hồ, sẽ tranh thủ để hai thành phố láng giềng hợp lực phát triển. Vương Tử Quân nói bằng giọng rất chân thành, nhưng những lời này rơi vào trong tai lại làm cho đầu Lâm Trường Công kêu lên ầm ầm. Bây giờ Vương Tử Quân chính là một hình tượng lấy đại cục làm trọng trong mắt mọi người, tất nhiên cũng là một người nhẫn nhục chịu đựng, không tiếc hy sinh vì phương diện hợp tác giữa hai thành phố. Như vậy Vương Tử Quân còn có trách nhiệm gì với một Lâm Trường Công là bí thư thị ủy thành phố Tam Hồ nữa chứ? Tam Hồ là thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam ở khu vực phía Nam, thế nhưng lại dựa hơi vào thành phố La Nam, như vậy có thể trách người ta có ý nghĩ không tốt với Tam Hồ sao? Là anh tự thân không thể phát triển, thế nhưng lại chiếm hết chuyện tốt, việc này dù là đặt lên người ai thì cũng không được thoải mái. Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ nghiêm túc từ trong mắt đối phương. Lúc này bọn họ không nghĩ đến hình tượng nhẫn nhục chịu đựng của bí thư Vương Tử Quân, mà nghĩ đến một cán bộ trẻ tuổi chú trọng đại cục, nói đến nguyên tắc, mưu cầu phát triển không chú ý đến chút lợi ích bản thân. Bọn họ là lãnh đạo tỉnh ủy. Tất nhiên vấn đề của bọn họ vào lúc này là, vì sao hai thành phố có mối quan hệ tốt đẹp lại rơi vào tình huống mâu thuẫn như vậy? Vì sao một thành phố La Nam phát triển mạnh mẽ có thể kéo các thành phố chung quanh phát triển kinh tế lại không thể làm thành phố trọng tâm, thành phố Tam Hồ là một địa phương bị động lại tiến lên làm thành phố trọng tâm, như vậy không phải đang chế tạo ra mâu thuẫn sao? Các thành viên ban ngành tỉnh Sơn Nam làm ăn thế nào? Một ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân, hai người bọn họ nhanh chóng có ý nghĩ mới mẻ, thế là không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đều sinh ra cảm giác kiên quyết. Chủ nhiệm Triệu lại thấy rõ một tình huống cực kỳ bất lợi cho mình. Vì trách nhiệm của chủ nhiệm Triệu mà hai thành phố bất hòa, cũng vì trách nhiệm của hắn mà một vị cán bộ trẻ tuổi phải chịu uất ức, làm cho người ta có khổ không thể nói ra. Lúc này chính bản thân chủ nhiệm Triệu cũng thấy mình thật sự là cùng hung cực ác, tội đầy mình, huống hồ là người khác. Lãnh đạo thượng cấp nói vài lời an ủi Vương Tử Quân, sau đó ánh mắt rơi lên người Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân. Lãnh đạo thật sự nhìn chằm chằm nửa phút mà không lên tiếng. Có câu kiềm chế sớm thì tốt hơn là muộn, Hào Nhất Phong thật sự có kinh nghiệm ở phương diện này hơn Thạch Kiên Quân, hai người nhìn nhau, sau đó nói. Thủ trưởng, chúng tôi có trách nhiệm ở sự kiện này. Lãnh đạo thượng cấp nhìn hai người Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân, sau đó thản nhiên nói. Nói xem, hai anh có trách nhiệm gì? Thạch Kiên Quân rất muốn biểu hiện tư thái của mình, nhưng hắn là chủ tịch tỉnh, không phải là bí thư tỉnh ủy, thế nên không lên tiếng mà đưa mắt nhìn bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong đối mặt với ánh mắt của Thạch Kiên Quân, nào không hiểu đối phương có ý nghĩ gì. Nhưng lão hiểu thì làm gì được. Dù sao thì lão là bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo hỏi thì lão không có khả năng do dự. Hào Nhất Phong biết rõ trách nhiệm của mình chính là không cố gắng đẩy La Nam lên làm thành phố trọng tâm, nhưng nếu hắn nói trắng ra thì lại đắc tội với chủ nhiệm Triệu. Nhưng lão không nói thì tất cả trách nhiệm sẽ là một mình gánh vác, sẽ là chính lão chế tạo ra mâu thuẫn giữa hai thành phố La Nam và Tam Hồ. Người khác có thể tiếp nhận tội lỗi như vậy, nhưng Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy. Lão căn bản không thể gánh vác. Một bí thư tỉnh ủy căn bản không thể nói biết rõ cả thiên hạ nhưng cũng phải biết rõ các thành phố trong tỉnh của mình, nếu nói không biết rõ tình huống phát triển của các thành phố thì rõ ràng là thằng ngu. Có câu, anh chết chứ tôi không chết, bây giờ Hào Nhất Phong thật sự bất chấp tất cả, lão cắn răng nói. Thủ trưởng, chúng tôi phải chịu trách nhiệm vì không kiên trì quan điểm của mình, thật sự chưa có những xác định đúng chỗ ở phương diện thành phố trọng tâm. Chương 937, chỉ cần mưu sâu thì tôi sẽ tỏa sáng. Lãnh đạo thượng cấp là người thế nào? Vừa nghe Hào Nhất Phong nói thì đã hiểu mặt ngoài sự việc. Thế nên cũng không hỏi lại, chỉ dùng ánh mắt nhìn Hào Nhất Phong, đợi lão nói cho xong. Lúc này chủ nhiệm Triệu chỉ cảm thấy da đầu như sắp nứt ra, một cảm giác đại họa rơi xuống đầu làm trái tim nhảy lên cuống họng. Lúc này hắn nhìn Hào Nhất Phong đang không còn đường nào để lựa chọn với ánh mắt cầu khẩn. Hào Nhất Phong giả vờ như không nhìn thấy,
bây giờ là lúc nào rồi? Đã đến lúc liên quan đến tương lai của bản thân, nếu Hào Nhất Phong còn tiếp tục nể nang thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường phát triển của mình. Vương Tử Quân mãi cúi đầu không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm vui sướng. Không quản đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt chủ nhiệm Triệu, nhưng vẻ mặt và cử chỉ của chủ nhiệm Triệu lại giống như đã sớm có thù oán với mình, phải biết rằng đối phương chính là kẻ chủ mưu trong sự kiện rút thành phố trọng tâm ra khỏi tay của thành phố La Nam. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng gấp gáp đến mức vò tóc bứt tai của chủ nhiệm Triệu, thế là thầm nghĩ, sớm biết như thế thì trước kia cố gắng làm gì. Đáng đời, bây giờ mới biết sợ hãi, sao trước đó không biết sợ. Quyền lực chính là cây kiếm hai lưỡi, anh nếu có tâm tư chém chết người khác, sao không nghĩ rằng sẽ có lúc nó chém đứt mình. Đầu năm chúng tôi đã tiến hành xác định thành phố trọng tâm, đã trải qua thường ủy nghiên cứu, chúng tôi đã định vị thành phố La Nam làm thành phố trọng tâm. Hào Nhất Phong nói xong câu này cũng thật sự rất khổ sở, dù sao thì khi đó mình cũng quăng một phiếu phản đối, bây giờ lại còn mở miệng nói đỡ cho Vương Tử Quân sao. Nhưng bây giờ sự việc trước kia không còn quá mức quan tâm với Hào Nhất Phong, lão là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, thường ủy tỉnh ủy đã cho ra quyết định, lão không thể nào mở miệng cãi lại. Điều này, thủ trưởng, khi đó các đồng chí và tôi đã cân nhắc các góc độ, thành phố La Nam có vị trí khá lệch, thật sự không phù hợp làm động cơ thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía nam tỉnh Sơn Nam. Chủ nhiệm Triệu biết mình bây giờ không nói không xong. Dù hắn mở miệng thật sự không hay nhưng vẫn phải cố gắng. Thường thì tuyến trên sẽ tôn trọng ý kiến của các địa phương ở phương diện đề cử danh sách thành phố trọng tâm, tuyến trên chủ yếu đi đến thẩm tra trình tự là được. Một hành vi trực tiếp thay đổi thành phố La Nam làm thành phố Tam Hồ là không đường hoàng, nếu như vì một nguyên nhân vị trí địa lý thì lại càng là hoang đường. Vẻ mặt lãnh đạo thượng cấp dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lão cũng không nhìn chủ nhiệm Triệu. Lão đi đến vỗ vỗ vai Vương Tử Quân. Đồng chí Tử Quân, đã làm cậu phải chịu uất ức rồi. Dù đấu tranh lần này Vương Tử Quân xem như đã giành được tất cả thắng lợi, thế nhưng lúc này lãnh đạo thượng cấp mở miệng tạ lỗi vẫn làm cho hắn sinh ra xúc động muốn rơi lệ. Hành vi này của hắn cũng không phải cố ý ra vẻ, thật sự là vì trước kia hắn chịu áp lực quá lớn. Vương Tử Quân nghĩ lại tình huống mình mất khỏi tay địa vị thành phố trọng tâm. Nghĩ lại tình huống mình nắm ban ngành thành phố La Nam vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế, nghĩ lại những áp lực mà một năm qua mình phải chịu đựng, thế là vành mắt có hơi đỏ hồng. Cảm ơn thủ trưởng quan tâm, chúng tôi thật sự không cảm thấy uất ức. Vương Tử Quân dù ngoài miệng nói không chịu uất ức, thế nhưng ánh mắt của hắn lại làm cho người nào nhìn vào cũng phải sinh ra cảm giác thương cảm. Ngay cả lãnh đạo là người đến thị sát cũng cảm thấy bất bình. Như vậy phản ứng của Vương Tử Quân là quá bình thường. Người ta làm tốt công tác phát triển kinh tế, thượng cấp không những không ủng hộ còn dùng biện pháp lấy thịt đè người, căn bản là không có lý lẽ. Nếu như nói thành phố La Nam làm tốt công tác phát triển kinh tế của mình, sau đó phải kéo các thành phố chung quanh phát triển, đặc biệt là còn giúp đỡ cả thành phố Tam Hồ thì thật sự là quá buồn cười. Nhưng bí thư Vương Tử Quân là một cán bộ trẻ tuổi, vì đại cục mà nhẫn nhịn chịu đựng. Lại phải làm tốt mối quan hệ với thành phố láng giềng, bên trong lại phải cố gắng giải tỏa bất hòa, bây giờ mây tan để lộ ánh trăng sáng, sao mắt không hồng cho được. Khi thấy vành mắt Vương Tử Quân đỏ hồng thì người khó chịu nhất chính là chủ nhiệm Triệu, lúc này hắn thật sự có tâm tư chạy lên gọi Vương Tử Quân một tiếng cha. Vị bí thư Vương Tử Quân kia biểu hiện càng khổ sở thì càng thể hiện rõ bộ mặt ác ôn của chủ nhiệm Triệu mà thôi. Chủ nhiệm Triệu căn bản không quan tâm đến tội tình của mình, hắn chỉ chú ý đến cái nhìn của lãnh đạo. Hơn nữa bây giờ hắn đang ở vào trạng thái quan trọng, hắn đang sắp được điều động. Chủ nhiệm Triệu có chút trầm ngâm, hắn biết bây giờ mình nên làm gì, chính mình cần phải vãn hồi hình tượng trong mắt lãnh đạo. Chỉ có thể dưới tình huống lãnh đạo còn tín nhiệm thì mới xong, tất cả những thứ còn lại căn bản là không quan trọng. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo của chủ nhiệm Triệu, hắn căn bản không có tâm tư để ý, thế nên nhanh chóng bấm nút tắt. Hắn tiến lên đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi nói. Bí thư Vương, vì tôi công tác sơ suất mà tạo nên ảnh hưởng lớn đến bản thân anh và các đồng chí thành phố La Nam, tôi thành thật xin lỗi anh và toàn thể cán bộ đồng chí thành phố La Nam. Vương Tử Quân nhìn chủ nhiệm Triệu tiến lên xin lỗi, hắn thật sự sinh ra cảm giác bội phục đối phương. Người quá ti tiện thì không có địch thủ,
xem ra vị chủ nhiệm Triệu này là loại hình như thế. Tất nhiên Vương Tử Quân cũng hiểu ý của chủ nhiệm Triệu, nhưng hắn không nghĩ sẽ dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Thử nghĩ mà xem, là một người có tâm huyết, nếu có kẻ nào đó cho anh một tát, sau khi xảy ra thì mới xin lỗi nói không cố ý, anh có thể bỏ qua chuyện cũ mà nhiệt tình duỗi má ra sao? Đối với loại tiểu nhân chỉ có một phương án, đã đắc tội thì chẳng còn gì phải sợ cả. Vương Tử Quân chợt có ý nghĩ mới mẻ, hắn nhanh tay bắt chặt tay chủ nhiệm Triệu rồi nói. Chủ nhiệm Triệu, anh nói như vậy cũng không được, ai công tác mà không tránh khỏi sai sót. Chỉ cần chúng ta xuất phát từ sự công tâm, cho dù là có lỗi cũng sẽ dễ tha thứ, không phải chúng ta là chiến hữu trên cùng một chiến hào sao. Sau khi nghe lời chế nhạo của Vương Tử Quân thì chủ nhiệm Triệu cực kỳ căm hận, tiểu tử này thật sự không dễ trêu vào. Đừng thấy Vương Tử Quân mở miệng nói lời khoan hồng độ lượng mà tưởng bở, thực tế đối phương đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói rằng sự kiện thành phố La Nam bị lấy mất vị trí thành phố trọng tâm là nhất định có nguyên nhân. Đối với lãnh đạo thì nếu xuất phát từ phương diện công tâm thì rất dễ hiểu, nhưng nếu anh xuất phát từ tư tâm, như vậy là có âm mưu không tốt, không dễ tha thứ. Sự kiện thành phố trọng tâm của La Nam đã ép chủ nhiệm Triệu vào vách núi. Bây giờ lời nói của Vương Tử Quân không phải đâm cho hắn một đao khi đang đứng trên vách núi treo leo sao? Chủ nhiệm Triệu, khoan dung mỹ đức, thái độ của đồng chí Vương Tử Quân là đáng giá khẳng định. Nhưng đồng chí địa phương có thể tha thứ cho anh, bản thân anh không thể buông lỏng chính mình được. Lãnh đạo thượng cấp lên tiếng, thật sự rất đúng mực, đủ độ nặng, làm cho chủ nhiệm Triệu nghe vào tai mà sinh ra cảm giác thật sự muốn sụp đổ. Chủ nhiệm Triệu là người đi theo lãnh đạo nhiều năm, hắn rất bội phục nghệ thuật nói chuyện của lãnh đạo. Nếu như lãnh đạo mở miệng mắng vài câu, như vậy biểu hiện hình tượng của anh trong đầu lãnh đạo vẫn còn có thể cứu vãn được, ngược lại nếu vẫn tươi cười vui vẻ, như vậy càng có nghĩa là về sau anh càng khó sống. Chương 938, sao ngài không nhận điện thoại? Chủ nhiệm Triệu cảm thấy cực kỳ bi ai, nhưng lúc này hắn vẫn phải giữ vững tinh thần. Vẫn phải ứng phó với những gì đang diễn ra, liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Sự kiện lần này xem như kết thúc sau những lời nhận lỗi của chủ nhiệm Triệu, lãnh đạo thượng cấp cũng không muốn nhắc lại. Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân tất nhiên lại càng không muốn đả động đến sự việc này, nhóm người Vương Tử Quân đi theo lãnh đạo thượng cấp khảo sát khắp nơi cũng không mở miệng. Nhưng tất cả biết rõ mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Khi mọi người vây quanh lãnh đạo đi ra khỏi phòng hội nghị, không ai ngó ngàng đến Lâm Trường Công. Lúc này Lâm Trường Công thở dài một hơi, hắn biết mình căn bản là phế vật dư thừa trên đất La Nam. Khi hắn theo lãnh đạo đến thành phố La Nam, hắn còn nghĩ rằng mình sẽ lợi dụng cơ hội mà bóc một lớp da của Vương Tử Quân, lại không ngờ người ta trở thành công thần nhịn nhục chịu đựng. Lâm Trường Công sẽ là gì? Lâm Trường Công không làm tốt công tác liên hệ với La Nam, có điều kiện mà vẫn tiến lên làm thành phố trọng tâm. Bây giờ tiến vào cục diện bị động. Hắn nhìn vào tình huống hiện tại và thấy rõ trách nhiệm của mình. Lâm Trường Công nghĩ đến câu nói lật tay làm mưa mà thật sự cảm thấy hai chân mềm nhũn. Hắn cảm thấy rất bi ai, mình và Vương Tử Quân căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Chào anh, Bí Thư Lâm. Khi Lâm Trường Công đang cảm thấy rất ảm đạm thì một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi đi đến bên cạnh, hắn mỉm cười mở miệng chào hỏi. Khi thấy người đàn ông trung niên này thì Lâm Trường Công cảm thấy có hơi quen mắt, nhưng hắn không nhớ nổi tên của đối phương. Hắn cũng nhanh chóng vươn tay ra rồi nói. Chào anh, Bí Thư Lâm, tôi là trưởng phòng tổ chức đảng Hằng của thành phố La Nam, Bí Thư Vương thấy người không đi dùng cơm, thế nên để tôi ở lại mời ngài. Đảng Hằng vừa nói vừa vươn tay mời Lâm Trường Công. Dù Lâm Trường Công chỉ có chút quen mắt với đảng Hằng, thế nhưng hắn lại căn bản không xa lạ gì cái tên này. Khi Đường Cảnh Ung cố gắng thúc đẩy công tác đảng ở tỉnh Sơn Nam, đảng Hằng chính là một trong những cán bộ được Đường Cảnh Ung chú trọng đẩy rời. Nghe nói vài ngày nữa Đường Cảnh Ung sẽ tiến hành bồi dưỡng thêm với đảng Hằng. Trường Giang sóng sau đè sóng trước vỗ trên bãi cát và chết đi. Trong đầu Lâm Trường Công xuất hiện câu nói như vậy, hắn tự nhiên định vị mình là con sóng chết. Dù sao đối với đảng Hằng thì hắn cũng là một người về xế chiều rồi. Trưởng phòng đảng, mong anh nói lời cảm ơn của tôi với Bí Thư Vương, thành phố Tam Hồ còn có việc, tôi phải nhanh chóng quay về. Lâm Trường Công dù đang cười nhưng biểu hiện lại cực kỳ cứng nhắc. Bây giờ hắn còn có việc gì?
Lãnh đạo thượng cấp đã đi qua thành phố Tam Hồ, bọn họ đã nghênh đón xong, cán bộ thành phố Tam Hồ đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Đảng Hằng nhìn nụ cười cứng nhắc của Lâm Trường Công, thầm hiểu đối phương đang nghĩ gì. Hắn không khỏi có chút đồng tình, nhưng cảm giác đồng tình lại nhanh chóng biến mất. Đúng là tự làm tự chịu. Đảng Hằng có một đánh giá như vậy với Lâm Trường Công, hắn khách khí đưa Lâm Trường Công xuống lầu, sau đó mở lời khi nào bí thư Lâm có rảnh nên đến thành phố La Nam chỉ đạo công tác. Lâm Trường Công ngồi trên xe của mình nhìn thành phố La Nam rộng rãi ngăn nắp, bộ mặt thành phố tươi mới đẹp đẽ, thế là trong lòng có đủ mọi hương vị. Biết đâu đây là lần cuối cùng mình đến thành phố La Nam. Tút tút tút, tiếng điện thoại di động đổ chuông liên tục vang lên, Lâm Trường Công lúc này với tâm tình chán nản căn bản không muốn nghe máy nhưng vẫn phải lấy lại xem xét. Dù thế nào thì hắn cũng là bí thư thị ủy Tam Hồ, nhưng quan viên căn bản không có được sự tự do, có rất nhiều trách nhiệm mà hắn cần phải đảm đương. Khi thấy người gọi điện thoại đến là Nguyễn Chấn Nhạc, Lâm Trường Công cảm thấy có chút bức bối. Nguyễn Chấn Nhạc tìm mình vì chuyện gì? Nếu như nói trước kia Lâm Trường Công rất kính yêu Nguyễn Chấn Nhạc, bây giờ chỉ còn lại cảm giác nguội lạnh mà thôi. Nếu như không phải Nguyễn Chấn Nhạc cố gắng cổ động để Lâm Trường Công gắng gượng kéo về địa vị thành phố trọng tâm cho Tam Hồ, thì hắn căn bản không cần phải mất mặt trước khi về hưu. Nguyễn Chấn Nhạc chủ động giúp hắn lấy thành phố trọng tâm, động cơ là gì thì hắn biết rất rõ ràng. Lâm Trường Công chính là một mũi dao để Nguyễn Chấn Nhạc đả kích Vương Tử Quân, nếu như trước kia hắn để cho Nguyễn Chấn Nhạc lợi dụng là vì tên lên dây không thể không bắn, thì bây giờ hắn căn bản không còn tâm tư gì với Nguyễn Chấn Nhạc. Tất cả đã được quyết định, mình còn chống mặt ra làm gì? Lâm Trường Công thật sự chỉ còn lại cảm giác bức bối với Nguyễn Chấn Nhạc, thế nên hắn trực tiếp cúp điện thoại. Tiếng chuông điện thoại tắt ngấm, bầu không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh. Thư ký và tài xế đều hiểu tâm tình của Lâm Trường Công, biết lãnh đạo không vui, thế nên ai cũng ngậm chặt miệng, không biết nói gì để cho lãnh đạo vui vẻ hơn. Xe chạy đi nhanh chóng, khi chạy qua nhà khách của thành phố La Nam, Lâm Trường Công nhìn chiếc xe quen thuộc của lãnh đạo thượng cấp, thế là thở dài một hơi và dựa lưng ra sau ghế. Lúc này bầu không khí trong nhà khách thành phố La Nam rất vui vẻ, Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân là hai người quen thuộc lãnh đạo thượng cấp, khi sắp xếp cơm trưa thì cho ra yêu cầu không dùng rượu. Lãnh đạo lên tiếng thì hạ cấp phải làm cho đúng, người phụ trách công tác tiếp đãi là đồng chí Tân gia chỉ thị cho nhà khách làm cơm bình thường, chỉ uống chút bia, không cần sắp xếp gì quá lớn. Tiếp đãi nhanh chóng được bắt đầu, bia được đưa ra, bầu không khí tươi vui. Lãnh đạo thượng cấp ngồi xuống, không ngờ lại yêu cầu phục vụ dâng rượu. Lãnh đạo thượng cấp nói một lời ngàn cân, nói rằng thành phố La Nam có được thành tích quá tốt, thật sự quá vui mừng. Lãnh đạo rất hài lòng với tình hình phát triển của thành phố La Nam, vì vậy lãnh đạo cùng uống vài ly với các đồng chí thành phố La Nam, vì vậy mới cho phép uống vài ly. Một chai rượu, ba ly rượu được rót ra, lãnh đạo uống ba ly, trong đó có một là cùng ly với Vương Tử Quân. Mặc dù ly rượu này cũng không là gì, thế nhưng lãnh đạo nói một câu, này đồng chí Vương Tử Quân, hai chúng ta uống một ly. Chỉ là một hành động như vậy cũng đủ để biểu hiện rõ ràng ý nghĩa bên trong. Hào Nhất Phong thật sự hâm mộ với đãi ngộ của Vương Tử Quân, lại có chút ghen ghét. Dù lão là bí thư tỉnh ủy, cũng có thể được hưởng đãi ngộ giống như với Vương Tử Quân. Đáng tiếc là lãnh đạo uống xong thì giống như không có hứng thú với lão, điều này không khỏi làm cho lão có chút khó chịu. Không tranh công với thượng cấp, không tranh sủng hạnh với thuộc hạ, lời này Hào Nhất Phong biết rất rõ ràng, nhưng cảnh tượng như vậy vẫn làm cho lão cảm thấy khó chịu. Lão bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để cứu vãn hình tượng của mình trong mắt lãnh đạo, thế cho nên bữa cơm hôm nay thật sự rất nhạt nhẽo, tâm tư của lão đã sớm chạy đi rất xa. Vương Tử Quân đứng bên cạnh lãnh đạo thượng cấp, trong lòng thật sự có chút kích động. Không quản đó chỉ là một ly rượu của lãnh đạo, thế nhưng bên trong lại ẩn giấu khá nhiều thứ, vẫn làm cho hắn kích động không thôi. Đó đơn giản không phải là ly rượu, còn là một lời khẳng định đầy đủ với công tác của hắn ở thành phố La Nam. Tuy tâm tình bành trướng nhưng Vương Tử Quân vẫn biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, hôm nay hắn là một người chịu nhiều đố kỵ và căm hận, hắn cần phải thực hiện nguyên tắc cúi đầu làm người, hắn cũng không muốn ngóc đầu lên làm bia ngắm cho nhiều kẻ nhìn vào. Vương Tử Quân đi về phía nhà vệ sinh để rửa tay, Thạch Kiên Quân khẽ đi đến bên cạnh hắn. Tuy chủ tịch Thạch không nói gì chỉ nở nụ cười,
thế nhưng vẻ mặt đã nói rõ tất cả. Thạch Kiên Quân đang rất vui, vì dưới trướng của hắn xuất hiện một thành phố phát triển mạnh mẽ như La Nam, thật sự là thành tích khó thể chối cãi được. Mặc kệ thành phố La Nam và Tam Hồ có chút không hài hòa, thế nhưng trong bất hòa còn có một Vương Tử Quân biết đại cục, là cán bộ trẻ có năng lực, có thể bỏ qua chút lợi nhỏ để tìm về ích lớn, thuộc hạ như vậy phải chạy đi đâu mới tìm được. Thạch Kiên Quân đến tỉnh Sơn Nam cũng không phải quá lâu, nhưng thành tích này thật sự đáng để khoe khoang. Vì một chai rượu mà bữa cơm trôi qua rất nhanh, sau khi nghỉ ngơi một giờ thì Hào Nhất Phong đi đến trước mặt lãnh đạo thượng cấp nói. Thủ trưởng, chúng ta tiếp tục đến thành phố Đông Bộ chứ? Vẫn còn sớm, tôi đi đến vùng thế ngoại đào viên xem thế nào, nếu không đến Cô Yên Sơn thì cũng xem như quá uổng phí một lần đến La Nam, dù sao thì cũng thuận đường. Thật ra từ Cô Yên Sơn đến thành phố Đông Bộ cũng không thuận đường, thế nhưng Hào Nhất Phong lại không dám nói ra. Đội xe của lãnh đạo đâu? Khu vực đầu đường cao tốc đi vào thành phố Đông Bộ, Nguyễn Chấn Nhạc thật sự không nhịn được lên tiếng hỏi Phó Chủ tịch Trình Hiểu Bình ở bên cạnh. Đáng lý ra Nguyễn Chấn Nhạc sẽ phải hỏi thư ký trưởng mới đúng, nhưng bây giờ thư ký trưởng văn phòng thị ủy đang phụ trách công tác sắp xếp tiếp đãi ở nhà khách thành phố Đông Bộ, vì vậy mà một phó chủ tịch là nữ như Trình Hiểu Bình chủ động tiếp nhận công tác của thư ký trưởng. Trình Hiểu Bình lúc này thật sự có chút gấp gáp, bây giờ đã hơn một giờ chiều, vì sao vẫn còn chưa có tin tức gì về đội xe của lãnh đạo thượng cấp? Dựa theo hành trình bình thường, chỉ mất hơn một giờ để đi từ thành phố Tam Hồ đến Đông Bộ. Tình huống bây giờ rõ ràng là không bình thường. Trình Hiểu Bình nhìn vẻ mặt lo lắng của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi đi. Nhưng chiếc điện thoại trước nay vẫn luôn phục vụ rất tốt bây giờ lại vang lên âm thanh không trong vùng phủ sóng. Đám công ty di động thật sự nên xây dựng thêm cột thu phát sóng, Trình Hiểu Bình thầm căm hận, thế nhưng cũng chỉ có thể vứt bỏ những bất mãn với công ty di động ra sau đầu. Nàng tiếp tục mở miệng an ủi Nguyễn Chấn Nhạc. Bí thư Nguyễn, không có tín hiệu. Nguyễn Chấn Nhạc lúc này thật sự có chút lo lắng, hắn đã sắp xếp dùng cơm ở thành phố Đông Bộ, bây giờ đã qua giờ cơm, chẳng lẽ lãnh đạo đã đến nơi nào đó dùng cơm rồi sao? Dù có dùng cơm hay không thì lãnh đạo cũng sẽ đến thị sát công tác ở Đông Bộ, thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc vẫn cố gắng mong mỏi lãnh đạo sẽ dùng cơm, như vậy sẽ không có tỉ vết gì. Nguyễn Chấn Nhạc còn lo lắng một sự kiện khác. Đó chính là chủ nhiệm Triệu ở bên cạnh lãnh đạo là người của hắn, không biết vì sao mà đã lâu không chịu tiếp điện thoại. Điều này càng làm cho hắn sinh ra dự cảm không được tốt. Rốt cuộc là thế nào? Nguyễn Chấn Nhạc có hàng trăm ý nghĩ khác nhau, thế nhưng cũng chỉ an ủi mình là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chủ nhiệm Triệu sở dĩ không tiếp điện thoại của mình chính là vì không tiện, đối phương là nhân viên bên cạnh lãnh đạo thượng cấp, sao có khả năng dùng điện thoại cho được. Lý do này liên tục xoay quanh đầu Nguyễn Chấn Nhạc, hắn tiếp tục tự an ủi chính mình, thế nhưng tâm thần lại cực kỳ không yên. Vài ngày trước hắn chủ động gọi điện thoại cho chủ nhiệm Triệu, khi đó chủ nhiệm Triệu đang cùng lãnh đạo tham gia một hoạt động ngoại giao, dù là bận rộn trăm công ngàn việc nhưng vẫn tiếp điện thoại của hắn, không phải bây giờ lãnh đạo đang bàn chuyện gì với chủ nhiệm Triệu đấy chứ. Trong đầu là hàng ngàn ý nghĩ, Nguyễn Chấn Nhạc bắt đầu từ xúc động bất an trở nên lo lắng không yên. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó chuẩn bị gọi điện thoại cho thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ, nhưng nghĩ thế nào lại hạ xuống. Lần này lãnh đạo thượng cấp là người chỉ huy cao nhất, nếu như lãnh đạo sắp đến thành phố Đông Bộ, như vậy Quan Vĩnh Hạ nhất định sẽ gọi điện thoại từ trước. Bây giờ Quan Vĩnh Hạ không gọi điện thoại, điều này nói rõ lãnh đạo còn chưa đến chỗ này. Nếu như bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc gọi điện thoại, như vậy ngược lại sẽ làm cho người ta sinh ra ấn tượng nôn nóng bất an. Lần này lãnh đạo đến nghiên cứu, thật sự là dịp may với hắn, tất nhiên hắn không muốn một cơ hội hiếm có lại phát sinh bệnh tật gì khác. Vì quá trình nghiên cứu lần này mà Nguyễn Chấn Nhạc đã bỏ ra nhiều tâm tư sắp xếp, hắn bố trí rất lâu, đồng thời cũng xem xét và thực hiện đại cương chuẩn bị mà chủ nhiệm Triệu đưa cho, cố gắng đạt được mục đích của mình. Hắn thậm chí còn xác định một cơ chế cán bộ mới, chuẩn bị cực kỳ đúng chỗ, chỉ chờ lãnh đạo đi đến mà thôi. Thành phố Đông Bộ phát triển kinh tế rất mạnh, hoàn cảnh địa lý lại căn bản là không tồi, bây giờ trải qua chuẩn bị thì Nguyễn Chấn Nhạc cũng thấy cực kỳ tốt. Nếu như không thể phơi bày cục diện tốt ra trước mắt lãnh đạo, như vậy chính hắn sẽ là một con trâu lặng lẽ kéo xe, như vậy là không ra gì. Bí thư Nguyễn,
có phải nên cho các công nhân kỹ thuật của xí nghiệp đi ăn rồi không? Trúc Phu Bình đi đến bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc, hắn trầm giọng nói với bí thư Nguyễn. Trúc Phu Bình mặc dù không quá đồng ý với tình huống Nguyễn Chấn Nhạc quá chú tâm vào công tác tiếp đãi lãnh đạo, thế nhưng vẫn phải thực hiện. Dù sao thì kết quả khảo sát của lãnh đạo không chỉ ảnh hưởng đến hắn và Nguyễn Chấn Nhạc, còn liên quan đến bộ mặt của tỉnh Sơn Nam. Nếu như mình đứng ra cản tay, nếu xảy ra vấn đề, Nguyễn Chấn Nhạc rất có thể sẽ phản pháo, sẽ đổ hết tất cả rác rưởi lên người mình. Trúc Phu Bình cũng thật sự cảm thấy không ngờ khi phải đến nói với Nguyễn Chấn Nhạc về những lời này, nhưng Chủ tịch Lý chủ quản khối công nghiệp đã tìm hắn nói đám công nhân bên kia đang đói bụng mà phàn nàn. Phó Chủ tịch Lý nói vài lần nhưng bí thư Nguyễn Chấn Nhạc không nghe, bây giờ chỉ có thể nhờ Trúc Phu Bình đi sang phối hợp mà thôi. Chủ tịch Lý dù là người thân cận của Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng bây giờ căn bản cũng không thể làm gì hơn, cuối cùng Trúc Phu Bình cũng chỉ có thể tự mình đi đến. Chương 939, hào khí không còn. Sau khi gọi điện thoại thì sự việc mới vỡ lẻ, Nguyễn Chấn Nhạc nghe những lời tường thuật của Trình Hiểu Bình, thật sự sinh ra cảm giác muốn đập nát tất cả mọi thứ, đặc biệt là tên giám đốc Lý ở thành phố Tam Hồ. Một cơ hội tốt lại bị một tên giám đốc doanh nghiệp tư nhân nho nhỏ làm đổ vỡ hoàn toàn, cũng vì tên giám đốc khốn kiếp kia mà đáng lý ra lãnh đạo đã đến thành phố Đông Bộ dùng cơm, thế nhưng lại đi đến La Nam, bắt mình chờ ngoài đường hơn một giờ. Trình Hiểu Bình nhìn Nguyễn Chấn Nhạc trầm mặc không nói gì, trong lòng nàng liên tục bùng sóng. Nàng không ngờ một vị lãnh đạo may mắn như Nguyễn Chấn Nhạc có cơ hội biểu hiện trong sự kiện khảo sát lần này lại bị lật xuồng. Dù Trình Hiểu Bình không biết kết quả lãnh đạo đi đến thành phố La Nam khảo sát là như thế nào, thế nhưng nàng cũng hiểu tình hình phát triển của La Nam, chỉ cần lãnh đạo đến La Nam thì sẽ bị thành tích làm lóa mắt mà thôi. Hơn nữa nàng từ trong giọng điệu của người bạn học làm chủ tịch huyện ở thành phố Tam Hồ mà cho ra những phán đoán sơ bộ về kết quả sự việc. Hình như Vương Tử Quân cũng là một người may mắn không kém ai, nếu như năm xưa Trình Hiểu Bình nàng đi theo hắn. Trình Hiểu Bình nghĩ đến vấn đề này mà không khỏi có chút run rẩy, nhưng cuối cùng nàng vẫn thu ý nghĩ này quay về. Năm xưa Vương Tử Quân làm chủ tịch thành phố Đông Bộ, mình căn bản không phải không có ý nghĩ đâm đầu vào, thế nhưng nàng vào quá muộn, xe đã không còn đủ chỗ. Bí thư Nguyễn, chúng ta dùng cơm thôi. Trình Hiểu Bình cuối cùng cũng ném tất cả sự quan tâm cho vị lãnh đạo hiện tại của mình, nàng cung kính nói với Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc cuối cùng cũng thả lỏng một chút, hắn chấn định ăn một bữa cơm dưới cái nhìn của bao người bên cạnh, dù không ngon lành gì nhưng cũng phải ăn. Nguyễn Chấn Nhạc là bí thư thị ủy Đông Bộ, hắn biết mình căn bản không thể nào mềm yếu. Dù hắn thật sự không thoải mái, nhưng dù trời sập thì hắn vẫn phải biểu hiện mặt không đổi sắc, nếu không sẽ bị người ta xem thường. Nguyễn Chấn Nhạc có biểu hiện như vậy vẫn có tác dụng, đó chính là đám nhân viên chung quanh đã thật sự ổn định trở lại. Nguyễn Chấn Nhạc ngồi trong nhà khách, hắn sắp xếp tất cả công tác, sau đó mới thoải mái hơn một chút. Khi hắn chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, cuối cùng Quan Vĩnh Hạ gọi điện thoại đến. Nửa giờ sau lãnh đạo sẽ đến thành phố Đông Bộ. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn đồng hồ đang chỉ vào con số 3 giờ chiều mà không khỏi nhíu mày, lúc này một cảm giác không tốt chợt xuất hiện trong lòng hắn. Đáng lý ra phương án là đến thành phố Đông Bộ, sau đó mới đến Tam Hồ, nhưng phương án này lại bị Nguyễn Chấn Nhạc vung tay hoạt động và sự chen tay của chủ nhiệm Triệu mà thay đổi, trước tiên là Tam Hồ và sau đó là Đông Bộ. Dù chỉ là thay đổi trình tự trước sau nhưng ý nghĩa của nó là không nhỏ. Nếu như đến thành phố Đông Bộ trước, như vậy ấn tượng của lãnh đạo với thành phố Đông Bộ là rất lớn nhưng căn bản là không quá sâu. Nếu như lãnh đạo đến Tam Hồ trước, sau đó sẽ đến thành phố Đông Bộ là nơi dù là thực lực kinh tế hay tất cả phương diện khác đều mạnh hơn thành phố Tam Hồ, như vậy ánh mắt lãnh đạo sẽ tươi sáng hơn, sẽ cho ra những đánh giá mạnh mẽ hơn. Chút thủ đoạn đơn giản như vậy lại rất thực dụng, nhưng bây giờ thủ đoạn nhỏ tốt đẹp như vậy lại làm cho Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy mắc nghẹn. Lãnh đạo từ thành phố La Nam đến thành phố Đông Bộ, dù không thừa nhận nhưng dù là nhìn vào sản nghiệp phát triển kinh tế hay bố cục thành phố thì Nguyễn Chấn Nhạc vẫn biết rõ Đông Bộ không bằng La Nam. Nếu lãnh đạo đã đến La Nam, như vậy tình huống của thành phố Đông Bộ là rất khó khăn. Xem như Nguyễn Chấn Nhạc dùng đá đập chân mình. Những cảm giác khó chịu không ngừng bùng phát trong lòng Nguyễn Chấn Nhạc, nhưng dù hắn có không thoải mái thế nào thì vẫn phải cố gắng tiến hành những công tác còn đang dang dở.
Nguyễn Chấn Nhạc chờ trên đường cao tốc thời gian dài mà cảm thấy đau lưng, hắn khổ sở bò lên khỏi giường, sau đó rửa mặt và dẫn toàn bộ thành viên bốn bộ ban ngành đi đến giao lộ đón tiếp đoàn kiểm tra của lãnh đạo. Đoàn xe mà Nguyễn Chấn Nhạc chờ mong đã xuất hiện mà thong thả dừng lại. Sau khi hắn leo lên chiếc xe đặc chế cho lãnh đạo, hắn thấy được chủ nhiệm Triệu. Nhưng chủ nhiệm Triệu trước kia thường hay ngồi bên cạnh lãnh đạo, bây giờ lại có vị trí ngồi có hơi xa. Khi hắn ném cho chủ nhiệm Triệu một nụ cười, chủ nhiệm Triệu cũng cười với hắn, thế nhưng nụ cười kia rõ ràng là có chút căng cứng. Quá trình khảo sát lần này thật sự nằm trong dự đoán của Nguyễn Chấn Nhạc, dù hắn đã làm rất nhiều chuẩn bị nhưng lãnh đạo đã nhìn qua hình tượng của La Nam, thế cho nên căn bản không còn gì là bất ngờ với thành phố Đông Bộ. Khi đi khảo sát khu công nghiệp Lam Hà, lãnh đạo thượng cấp nói một câu, các anh muốn có núi vàng nhưng cũng phải cân nhắc rừng xanh biển bạc. Điều này làm cho Nguyễn Chấn Nhạc sinh ra cảm giác không thoải mái. Tất nhiên lãnh đạo thượng cấp vẫn cho ra những lời khẳng định với tình huống phát triển kinh tế mạnh mẽ của thành phố Đông Bộ, cũng mở miệng khen thưởng thành tích của cán bộ thành phố Đông Bộ. Nhưng tất cả nghe vào trong tai Nguyễn Chấn Nhạc giống như chỉ là hời hợt mở miệng, dù thế nào cũng không có hương vị tốt đẹp. Không biết có phải có người cố ý hay không, khi nhìn vào quyển sách đảm bảo an toàn trong công xưởng của một xí nghiệp, thậm chí còn có cái tên Vương Tử Quân. Khi lãnh đạo thượng cấp thấy cái tên Vương Tử Quân thì càng có hứng thú hỏi Hào Nhất Phong. Tất nhiên Hào Nhất Phong lần này rất thực tế, hắn nói đồng chí Vương Tử Quân trước kia từng làm chủ tịch thành phố Đông Bộ, đã cho ra rất nhiều cống hiến cho thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân khốn kiếp, trước đó được lãnh đạo tán dương, bây giờ lại được ném ra khỏi bình, đúng là âm hồn không tan. Nguyễn Chấn Nhạc dù nở nụ cười tiễn chân lãnh đạo thế nhưng trong lòng lại cực kỳ buồn bực, xem ra kết quả lần này là căn bản không đạt được mục đích gì. Hắn hoàn toàn có thể nhìn nhận được sự việc từ trong mắt các vị lãnh đạo tỉnh ủy. Lãnh đạo thượng cấp đến thị sát nghiên cứu không khỏi làm cho công tác của tỉnh Sơn Nam có chút căng thẳng, thế nhưng sau đó lại trở nên bình tĩnh không chút gợn sóng. Một năm dần trôi qua, các nơi đang thực hiện công tác tổng kết. Trong giai đoạn tổng kết này cũng không có chuyện gì xảy ra, chính đàn tỉnh Sơn Nam không có một con sóng lớn nào bùng lên. Trong tình huống bình yên đó, sự kiện được người ta quan tâm nhất chính là biến động nhân sự ở thành phố Tam Hồ. Bí thư thị ủy Lâm Trường Công cuối cùng cũng phải về hưu, nhưng chờ đợi Lâm Trường Công không phải là vị trí phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, mà chỉ là một vị phó chủ nhiệm ủy viên Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tất nhiên đồng chí Lâm Trường Công vẫn được nâng lên một bậc lương để chuẩn bị sẵn sàng. Đồng chí chủ tịch thành phố Tam Hồ là Triệu Bảo Lâm cũng không vì nguyên nhân này mà tiến lên một bước, tuyến trên điều động đồng chí Trúc Phu Bình từ thành phố Đông Bộ đến làm bí thư thị ủy Tam Hồ. Biến động này không khỏi làm cho nhiều cán bộ thành phố Tam Hồ thất vọng, dù sao thì Trúc Phu Bình tiến lên làm cho bọn họ không còn cơ hội nào. Nếu so sánh với phương diện nhân sự thì các mặt khác cũng có biến động, thế nhưng căn bản không làm người ta cảm thấy hứng thú. Dù sao thì sự việc không liên quan đến mình, thế nên được người ta treo lên cao. Nhưng trong đó có một việc làm cho cán bộ và nhân dân thành phố La Nam rất vui vẻ, trình là tuyến trên cho ra văn kiện, yêu cầu lấy La Nam làm trung tâm phát triển du lịch giữa ba tỉnh giáp danh. Văn kiện này dù không dài nhưng lại xác định thành phố La Nam làm trung tâm của ba tỉnh giáp danh. Định vị này của thành phố La Nam lại càng làm cho vị trí của thành phố Tam Hồ thêm xấu hổ. Nếu so sánh với sự kiện này thì tin tức về chủ nhiệm Triệu chỉ có vài người quan sát mà thôi, tất nhiên Vương Tử Quân cũng là một người chú tâm đến tin tức này. Chủ nhiệm Triệu tiến lên một cấp nhưng lại căn bản không có thực quyền, thật sự giống như ăn phải quả đắng, vì vị trí hiện tại chú định chỗ đứng của hắn là không cao trong tương lai, thế nên khí thế căn bản là không còn nhiều. Chương 940, tốc độ phát triển của La Nam mở ra thời đại mới. Vương Tử Quân buông điện thoại, ngoài cửa nhà nhà đã lên đèn. Hắn thật sự sinh ra cảm giác mệt mỏi, một năm qua liên tục phát triển, mặc dù hắn kiếm được không ít thành tích, thế nhưng cảm giác mỏi mệt vẫn đến và tập kích mạnh mẽ. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Vương Tử Quân nhìn vào dãy số người gọi đến, thế là nhanh chóng nghe máy. Bí thư Vương, tôi là Vu Bình. Giọng điệu có chút hưng phấn của Trúc Vu Bình vang lên ở đầu dây bên kia. Vương Tử Quân hiểu rõ tâm tình của Trúc Vu Bình, dù sao từ chủ tịch thành phố tiến lên bí thư thị ủy cũng là một việc vui lớn. Hơn nữa cuối cùng thì Trúc Vu Bình cũng không còn phải nhập gánh công tác với Nguyễn Chấn Nhạc,
điều này giống như là một sự kiện được giải thoát. Bí thư Trúc, chúng ta bây giờ đã ở khá gần bên nhau, vì sao anh còn chưa đi đến nhận chức? Vương Tử Quân cười, sau đó hắn lớn tiếng nói. Trưởng phòng Lữ của phòng tổ chức tỉnh ủy đã nói chuyện với tôi, nói là ngày mốt sẽ đưa tôi đi nhận chức. Trúc Phu Bình vẫn dùng giọng có chút kích động, sau khi trầm ngâm giây lát thì hắn trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi gọi ngài một tiếng lãnh đạo, cảm ơn ngài. Trúc Phu Bình cũng không nói rõ ràng là cảm ơn cái gì, nhưng hắn sở dĩ có thể đẩy được đại đa số đối thủ phải ngã đổ và tiến lên làm bí thư thị ủy Tam Hồ cũng hoàn toàn là nhờ vào sự đề cử của Vương Tử Quân. Sau khi chiếc ghế bí thư thị ủy thành phố Tam Hồ để trống, tỉnh ủy đã trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân. Sau khi cùng lãnh đạo thượng cấp đi khảo sát thành phố Tam Hồ và La Nam, Hào Nhất Phong bây giờ xử lý các sự việc liên quan đến thành phố Tam Hồ thường quan sát ý kiến của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cảm thấy rất đúng dịp, thế là cố gắng thúc đẩy Trúc Phu Bình. Vương Tử Quân thông qua con đường của Đường Cảnh Ung và Thạch Kiên Quân, thế là cuối cùng Thạch Kiên Quân cũng đồng ý cho Trúc Phu Bình tiến lên làm bí thư thị ủy Tam Hồ. Sau khi sự việc xảy ra, Vương Tử Quân nghe nói Nguyễn Trấn Nhạc cũng cố gắng vung tay công tác ở sự kiện này. Nguyễn Trấn Nhạc căn bản rất muốn thay thế một vị chủ tịch thành phố đồng bộ như Trúc Phu Bình, bây giờ lại gặp dịp, thế cho nên mới đẩy Trúc Phu Bình tiến lên một bước. Nhưng Trúc Phu Bình ra đi thì Nguyễn Trấn Nhạc càng thuận lợi tiến lên nắm quyền lực cao nhất ở thành phố đồng bộ. Căn cứ vào góc độ như vậy, có thể thấy được vì sao Nguyễn Trấn Nhạc lại giúp đỡ lời đề nghị của Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi rời khỏi thành phố đồng bộ, như vậy công tác ở đồng bộ. Trúc Phu Bình nói chưa xong thì Vương Tử Quân đã hiểu ý nghĩa của nó. Lúc này Trúc Phu Bình không còn ở thành phố đồng bộ, sau này đồng bộ sẽ trở thành thiên hạ của Nguyễn Trấn Nhạc. Nhưng đây là một sự việc căn bản là không có biện pháp, có câu sự việc thường khó vẹn toàn. Vương Tử Quân với Nguyễn Trấn Nhạc bây giờ đều là bí thư thị ủy, tất nhiên những nguồn lực giúp đỡ sau lưng Nguyễn Trấn Nhạc lại càng không ít hơn. Vương Tử Quân đã khống chế trong tay thành phố La Nam, thế nhưng lại khó phân ra tinh lực để tranh chấp với Nguyễn Trấn Nhạc, càng huống hồ lực lượng trong tay Vương Tử Quân là không đủ. Vương Tử Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn cười nói. Phu Bình, nhiệm vụ chủ yếu của anh bây giờ chính là làm tốt công tác bí thư thị ủy Tam Hồ, nhanh chóng triển khai mở rộng công tác. Còn chuyện thành phố đồng bộ, chỉ cần chúng ta còn ở đây, tất cả không là vấn đề. Trúc Phu Bình cũng không quá quan tâm đến những lời căn dặn phát triển công tác ở thành phố Tam Hồ của Vương Tử Quân, nhưng sau đó hắn lại chợt sinh ra cảm giác thấu hiểu, chính mình xem ra quá chấp nhất. Tất cả sự việc đều giống như nước chảy xuôi dòng, chỉ cần Trúc Phu Bình và Vương Tử Quân có cùng tín niệm, như vậy mọi người sẽ cùng tồn tại với cùng lý tưởng, xử lý vài sự việc nhỏ nhặt sẽ không là vấn đề. Càng huống hồ có nhiều người có thể tín nhiệm ở bên cạnh Trúc Phu Bình, đó đều là những người sóng vai chiến đấu với hắn trong nghịch cảnh. Chính mình bây giờ cất bước ra đi, những người ở lại thành phố đồng bộ chắc chắn sẽ không đến mức chết hiểu. Bí thư Vương dù sao cũng thông nhất Giang Sơn ở thành phố đồng bộ, thế nhưng thời gian của bí thư Vương là quá ngắn, những người kia khăng khăng đi theo, đó là tình huống thuận lợi nên khó thể phân biệt được ai hay ai dở. Lần này Trúc Phu Bình rời khỏi đồng bộ, thật sự là cơ hội để nhìn vào và biết được nhiều điều. Bí thư Vương, tất cả không thành vấn đề. Giọng điệu của Trúc Phu Bình thật sự có chút cao vút, cũng thật sự có vài phần hưng phấn. Vương Tử Quân cúp điện thoại của Trúc Phu Bình mà tâm tình cũng có chút sục sôi. Mặc dù có một số việc còn không được như ý muốn, thế nhưng một năm qua hắn thật sự có những bước tiến không nhỏ. Tổng giá trị sản lượng của thành phố La Nam tăng gấp đôi, càng làm cho thành phố La Nam trở nên chói mắt trong tỉnh Sơn Nam. Tiến độ phát triển của thành phố La Nam làm cho Chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân phải nhắc đến nhiều lần trong hội nghị cán bộ cấp thành phố của tỉnh Sơn Nam. Mặc dù những lời này của Chủ tịch Thạch có vài phần nâng đỡ, thế nhưng căn cứ vào thành tích cứng ngắc của La Nam, Thạch Kiên Quân hoàn toàn có thể nói ra những lời giống như vậy. Mặc dù có người cảm thấy không thoải mái, thế nhưng căn bản không ai dám đề xuất không đồng ý. Cho dù có người muốn mở miệng chua ngoa, thế nhưng chỉ cần một câu, nếu anh có bản lĩnh thì thử làm cho thành phố tăng trưởng gấp đôi một lần xem, thế nên đừng dùng giọng quái dị để chặn đường người khác. Vương Tử Quân đưa tay cầm lấy bản báo cáo, con số 80 tỷ hiện rõ trong mắt, đây là con số đã tăng lên gấp 3 từ khi mà hắn đến thành phố La Nam. Nhưng điều làm cho Vương Tử Quân coi trọng cũng không phải là sản lượng,
chính là con số bình quân thu nhập đầu người. Dù sản lượng rất khả quan nhưng Vương Tử Quân vẫn có chút bất mãn, hắn thấy quan trọng nhất vẫn là tăng trưởng và tăng thu nhập cho nhân dân. Chỉ khi nào nhân dân có tiền, có thể phát triển, có thể làm giàu, như vậy mới xem như là đúng mục đích phát triển kinh tế. Bí thư Vương, đã về nhà rồi. Lý Đức Trụ dùng giọng không yên nói với Vương Tử Quân, hắn đã dừng xe lại 3 phút nhưng Bí thư Vương vẫn không có ý muốn đi xuống. Hắn vốn đợi Bí thư Vương tự phản ứng, thế nhưng thấy bộ dạng suy nghĩ miên man của Bí thư, thế nên cuối cùng phải lấy can đảm mở miệng nhắc nhở. Vương Tử Quân nhìn về phía nhà mình, ánh đèn ấm áp làm trong lòng rất vui vẻ. Hắn cười cười với Lý Đức Trụ, sau đó đi vào trong nhà. 20 âm lịch, dù còn chưa đến Tết nhưng bầu không khí đã rất nồng đậm. Đường cái Ma Đô đầy người đi lại, có nhiều thanh niên mang vác hành lý, dòng người tấp nập. Chương 941, một con trai hai người. Bố, bố xem kìa là cái gì? Tiểu Bảo ngồi trên xe dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn khung cảnh mới lạ chung quanh, thỉnh thoảng lại hô lớn với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vuốt ve con trai mập mạp mà trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp. Hắn nhịn không được muốn véo mũi con một cái, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Mạc Tiểu Bác ở bên cạnh đã trừng mắt cảnh cáo. Vương Tử Quân vội vàng buông tay, hắn khẽ cười với Mạc Tiểu Bác, xem như là một lời xin lỗi cho hành vi chưa chính quy của mình. Nhưng chờ đợi ánh mắt của hắn là nụ cười như hoa của Mạc Tiểu Bắc. Vì đến công tác ở thành phố Ma Đô nên Vương Quang Vinh quyết định không về ăn Tết ở thành phố Giang Thị, thế nên Bí thư Vương nhàn hạ hơn một chút đành phải chạy đến thành phố Ma Đô. Hắn về thăm bố mẹ, đồng thời còn có vài hạng mục cần phải bàn bạc. Thật ra Vương Tử Quân bàn bạc chỉ là ra mặt mà thôi, thật ra người bên dưới đã làm xong hết rồi. Vương Tử Quân mang theo giấy phép của Ủy ban Nhân dân thành phố Ma Đô, hắn nhanh chóng chạy đến chỗ ở của Vương Quang Vinh. Nơi đây là một căn nhà 2 tầng giữa không gian xanh mát rượi, thật sự rất lịch sự tao nhã. Không đợi xe dừng lại thì Triệu Tuyết Hoa đã chạy đến bên cửa, bà ôm Tiểu Bảo xuống. Đã lâu rồi bà chưa được thấy mặt cháu trai, thế cho nên nhanh chóng ôm vào lòng mình. Tiểu Bảo, ôi chao cháu trai của bà, để bà nội xem có mập không nào. Mặc dù đã một thời gian chưa được gặp mặt bà nội Triệu Tuyết Hoa, thế nhưng Tiểu Bảo vẫn không có chút ngại ngùng xấu hổ, nó dùng giọng ngọt ngào chào bà nội, sau đó thổi một hơi khí lạnh lên cổ bà, làm cho bà nội vui như hoa. Vương Tử Quân nhìn hai bà cháu vui vẻ mà không khỏi sinh ra cảm giác ấm áp, dù là Mạc Tiểu Bắc cũng khẽ hé miệng cười. Vương Tử Quân kéo tay Mạc Tiểu Bắc rồi lớn tiếng nói. Mẹ, ngài có cháu cũng đừng quên con chứ. Hai chúng con còn chưa dùng cơm. Được rồi, cậu không đói chết được, tôi đã chuẩn bị cơm rồi, nhưng phải chờ bố cậu về dùng cơm. Triệu Tuyết Hoa căn bản không thèm quay đầu nhìn Vương Tử Quân, bà tiếp tục chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi, chỉ lớn tiếng nói với theo Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn hai bà cháu đang vui đùa hớn hở, hắn không khỏi cười nói với Mạc Tiểu Bắc. Em có thấy không, anh cũng không biết làm sao hơn. Mẹ này... Mẹ không quan tâm đến con trai cũng phải chú ý đến nàng dâu chứ. Vương Tử Quân đi vào phòng bắt đầu nghỉ ngơi đơn giản rồi dùng cơm, vì Vương Quang Vinh cũng không quay về. Lúc này có nhiệm vụ tiếp đãi, Chủ tịch Vương căn bản không thể nào về nhà dùng cơm được. Triệu Tuyết Hoa đã quá quen thuộc với tình huống như vậy, dù bà mở miệng oán trách vài câu nhưng lại rất nhanh bỏ qua. Vương Tử Quân lại càng hiểu rõ tình huống của bố mình, dù sao thì hắn cũng là như vậy mà thôi. Một nhà 4 người vui vẻ dùng cơm, sau đó Bí thư Vương tự mình xuống nhà bếp rửa chén, mẹ của Lâm Dĩnh Nhi xách một túi bao lì xì qua nhà. 3 người phụ nữ đã đủ là một cái chợ, Mạc Tiểu Bắc là người không thích nói chuyện, thế nhưng nàng cũng là phụ nữ. Hơn nữa chủ đề luôn xoay quanh Tiểu Bảo Nhi, thế nên nàng cũng vui vẻ và nói năng nhiều hơn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng vui tươi hớn hở của Mạc Tiểu Bắc, thế là không khỏi thầm nghĩ. Dù là những người phụ nữ không ăn khói lửa nhân gian, thế nhưng một khi câu chuyện có liên quan đến con, cũng phải biết thành một người mẹ đúng mực. Điều này cũng không phải khó hiểu, mẫu tính là như vậy, ai mà chẳng thương con, huống hồ là Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân nghĩ như vậy mà cảm thấy có hơi buồn cười. Tất nhiên Vương Tử Quân không có cơ hội tham gia vào cuộc trò chuyện, hắn quay lại phòng làm việc của bố để xem TV. Hắn mở TV định đổi đài.
tâm tư chợt bay lên người Lâm Dĩnh Nhi đang ở nước ngoài. Lâm Dĩnh Nhi đã đi được 2 năm, dù thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại về thế nhưng Vương Tử Quân vẫn sinh ra chút cảm giác lạ lẫm. 2 ngày trước Lâm Dĩnh Nhi chủ động gọi điện thoại về, nói rõ năm nay sẽ kết thúc việc học, chuẩn bị quay về. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống Lâm Dĩnh Nhi là một cô gái tươi non như lúa lên đồng, trong lòng thầm cảm khái, không biết bây giờ bộ dáng của nàng là thế nào. Tối mai nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Liêu An Như sẽ có một cuộc biểu diễn ở Mado, lúc này chương trình đã cháy vé, rất nhiều fan hâm mộ của Liêu An Như đã đứng chờ sẵn bên ngoài, cảnh tượng rất náo nhiệt. Không biết vì sao Vương Tử Quân lại mở kênh ca nhạc, thế là tinh thần đang từ Lâm Dĩnh Nhi chợt quay sang Liêu An Như. Liêu An Như thật sự biến hóa quá lớn, từ khi nổi tiếng đến nay thì khí chất trên người biến hóa dữ dội, giọng điệu cực kỳ dễ nghe, nụ cười nhàn nhã quyến rũ, đặc biệt là hàm răng đều như bắp mỗi lần đóng mở làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác rất khó quên. Liêu An Như có một cặp chân mày đẹp, chính giữa giống như bùng ra một luồng sáng, không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy run rẩy. Một năm qua thành phố La Nam dưới sự lãnh đạo của Vương Tử Quân mà phát triển vượt bậc, Liêu An Như cũng dựa vào bộ phim Thiên Kiếm Kỳ Duyên để mở rộng hình tượng, thậm chí ngay sau đó là 8 bộ phim điện ảnh được ra mắt, sự nghiệp tiến triển rất nhanh. Vương Tử Quân thật sự chúc phúc cho Liêu An Như khi liên tục lấy được những thành tích vượt bậc ở con đường nghệ thuật, đồng thời hắn cũng cảm nhận được cự ly hiện tại giữa hai người. Mặc dù kiếp trước khó thể xóa nhòa, thế nhưng cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ, đây là một hành vi căn bản là rất tự nhiên. Mỗi lần Vương Tử Quân mở kênh giải trí lên và nhìn thấy những tin tức mạnh mẽ về Liêu An Như thì trong lòng lại sinh ra chút cảm giác ghen tuông. Đàn ông mà, ai cũng như vậy mà thôi. Vương Tử Quân cảm khái và lấy ra một điếu thuốc, hắn còn chưa châm lửa thì Tiểu Bảo Nhi đã chạy đến như một quả bóng, nó mở miệng dùng giọng chỉ huy nói. Bố, bà nội và bà Lâm nói muốn đưa con và mẹ đi mua sắm. Tiểu Bảo Nhi vừa nói vừa chạy đến nhìn vào điếu thuốc trong tay Vương Tử Quân. Tiểu tử này đã quá quen thuộc với công tác cấm hút thuốc, nó nhanh chóng leo lên mặt ghế lấy đi điếu thuốc trong tay Bí Thư Vương. Nếu nói mà không giữ lời thì không phải là ba ba tốt. Không biết từ bao giờ Tiểu Bảo Nhi được mẹ bồi dưỡng thành tư thế cấm hút thuốc, nó chống tay lên eo, dùng ngón tay chỉ vào Vương Tử Quân. Ba ba không hút thuốc mới là tốt, Tiểu Bảo Nhi sẽ không cho ba ba hút thuốc. Vương Tử Quân vội vàng đầu hàng, hắn sờ lên đầu con trai, sau đó dùng giọng van nài nói. Tốt, bố hứa với Tiểu Bảo Nhi, sau này sẽ giảm bớt hút thuốc. Con không phải sẽ cùng bà nội đi mua sắm sao? Vậy thì đi đi, đúng rồi, là đàn ông thì nên biểu hiện một chút. Bố cứ yên tâm, bà Lâm vừa nói sẽ mua cho con một viên kim cương biến hình, con muốn loại lớn nhất. Chương 941 Hai con trai hai người. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng hai mắt tỏa sáng của Tiểu Bảo Nhi, thế là dùng giọng yêu thương căn dặn. Con trai, không phải ở nhà chúng ta còn một đống đồ chơi sao, nên mua ít thôi. Tiểu Bảo Nhi không chờ Vương Tử Quân nói xong thì sôi nổi bỏ đi, thế nhưng Vương Tử Quân còn chưa kịp châm điếu thuốc thì Tiểu Bảo Nhi lại chạy nhanh trở về. Bà nội nói cho ba cùng đi. Tiểu Bảo Nhi dùng giọng chân thật nói với Vương Tử Quân. Bố không thích đi dạo phố. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đáng yêu của con trai, sau đó lên tiếng. Tiểu Bảo Nhi giống như biến thành một nhân viên truyền tin, nó lại chạy xuống lầu, một phút sau lại chạy lên với gương mặt lấm tấm mồ hôi. Bà nội nói bố không cần đi dạo. Sau khi nghe xong lời nói của Tiểu Bảo Nhi thì Vương Tử Quân vui vẻ nằm xuống ghế salon. Hắn đang định nhắc nhở con trai đi chơi đừng làm loạn, chợt nghe Tiểu Bảo Nhi dùng giọng chân thật nói. Bà nội nói chỉ cần bố ngồi trong xe là được. Bí Thư Vương chợt cảm thấy khổ sở, vài năm qua hắn chưa từng trải qua kiếp sống như vậy, hơn nữa hắn không có đường chọn lựa. Cho dù hắn có không thích như vậy, đó là mệnh lệnh của mẹ, hắn không thể nào kháng cự. Vì vậy Vương Tử Quân không còn cách nào khác, chỉ đành ôm con cùng tham gia tổ hợp đi dạo phố. Hắn thật sự không hiểu rõ, cùng ba người phụ nữ cộng lại hơn 100 tuổi đi dạo phố sẽ có trò hay gì xuất hiện. Ôi, nhìn một nhà ba người bọn họ mà tôi lại nhớ đến Dĩnh Nhi. Con bé này cũng vừa gọi điện thoại về, nói là sang năm sẽ quay về. Lâm phu nhân nói đến Lâm Dĩnh Nhi thì không khỏi đau lòng oán trách. Đã là con gái lớn nhưng vẫn làm cho tôi lo lắng,
chị Triệu thì quá tốt rồi, cháu trai đã lớn tướng thế này rồi. Lâm phu nhân vừa vuốt ve Tiểu Bảo Nhi vừa dùng giọng hâm mộ nói. Vương Tử Quân nghe thấy Lâm phu nhân nói như vậy thì thật sự có chút ngượng ngùng, nhưng may mà hắn đã luyện thành công môn thần công ra mặt như sắt, người thường căn bản không thể nào nhìn rõ hắn đang nghĩ gì. Lâm phu nhân vuốt ve Tiểu Bảo Nhi mà không khỏi nhìn một nhà ba người trong xe, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Năm xưa mình gặp mặt Vương Tử Quân, sao lại không nghĩ rằng sẽ kéo hắn về phía Lâm Dĩnh Nhi? Khi đó bà nghĩ rằng Lâm Dĩnh Nhi còn nhỏ tuổi, nhưng bây giờ thì... Ôi, tất cả đã chậm mất rồi. Nếu có thể thay thế Mạc Tiểu Bắc là Lâm Dĩnh Nhi thì quá hoàn mỹ rồi. Lâm phu nhân cũng chỉ là nghĩ như vậy mà thôi, thật ra vẫn rất vui vẻ cười nói với Mạc Tiểu Bắc, lại rất quan tâm đến cô gái không nhiều lời kia. Đoàn người đi đến trung tâm thương mại, Bí Thư Vương dù không phụ trách mua sắm nhưng phương diện tay sách nách mang thì cực kỳ hiệu quả, chỉ sau nửa tiếng thì Vương Tử Quân giống như cảm thấy mình đã đến mức cực hạn. Con trai, để cho mẹ và các bà tiếp tục đi dạo, bố con mình đi uống sữa nhé. Thế nào? Vương Tử Quân là người có kinh nghiệm đấu tranh phong phú, nếu như hắn nói mình mệt mỏi thì sợ rằng mẹ sẽ khó bỏ qua, thế nên không bằng áp dụng phương pháp phu hồi, dụ dỗ con trai. Tiểu Bảo Nhi đang vui vẻ ôm lấy món đồ chơi kim cương biến hình không thấp hơn người nó bao nhiêu, đang cảm thấy cực kỳ vui thích, nào hiểu được tâm tư của Vương Tử Quân. Vừa nghe nói được uống sữa thì nhanh chóng đồng ý, mà hai bà tất nhiên cũng không phản đối ý kiến của cháu. Chỉ có Mạc Tiểu Bắc là trừng mắt nhìn Vương Tử Quân, nàng biết rõ ý đồ của Vương Tử Quân, thế nhưng dù biết cũng không làm gì được. Vương Tử Quân lúc này đã cầm tay Tiểu Bảo Nhi đi về phía khu vực ăn uống. Vương Tử Quân gọi ra một phần chân gà, một phần sữa tươi. Hắn nhìn con trai gặm chân gà với vẻ mặt hạnh phúc, thế là nụ cười trên mặt có thêm vài phần sáng lạn. Bí Thư Vương, là ngài sao? Khi Vương Tử Quân đang toàn tâm toàn ý nhìn con trai ăn uống, chợt nghe thấy có người lên tiếng. Vương Tử Quân cảm thấy âm thanh có chút quen thuộc, hắn nghiêng đầu nhìn, chợt thấy Liêu An như đeo kính đen đang mỉm cười nhìn mình. Hôm nay Vương Tử Quân vừa được xem tin tức Liêu An như sắp biểu diễn ở thành phố Ma Đô, không ngờ lúc này lại gặp nàng ở chỗ này. Lúc này hắn dù đã kéo ra một khoảng cách nhất định với nàng, thế nhưng hai người quen gặp mặt nhau, hắn không thể nào không chào hỏi cho được. Chào em! Vương Tử Quân khẽ cười với Liêu An như rồi nói với Tiểu Bảo Nhi. Chào gì đi con? Tiểu Bảo Nhi đang gặm chân gà, nó khôn khéo đặt chân gà xuống rồi dùng giọng trong trẻo nói. Chào gì? Liêu An như nhìn Tiểu Bảo Nhi mập mạp đáng yêu, thế là không khỏi ngồi xổm xuống nói. Bảo bối, cháu rất dễ thương. Bảo bối, có chút thịt dính lên má này, để dì lau giúp cho, nếu không lát nữa đi ra khỏi đây cóc sẽ nhảy lên ăn miếng thịt này đấy. Liêu An như nói rồi duỗi bàn tay trắng nõn lấy đi miếng thịt dính trên mép Tiểu Bảo Nhi, sau đó nàng dùng giọng oán trách nói với Vương Tử Quân. Ngày càng là quan lớn, thế nhưng lại không biết lau miệng cho bé sao. Liêu An như lên tiếng oán trách, đây chỉ là một câu nói cực kỳ bình thường, thế nhưng lại kéo Vương Tử Quân quay về cuộc sống kiếp trước. Ngày xưa không phải nàng cũng vui vẻ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình sao? Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hai mắt Vương Tử Quân chợt nhìn xuống bàn tay mềm mại đang khẽ lau mặt cho Tiểu Bảo Nhi. Liêu An như giống như cũng có cảm ứng, cặp kính đen cũng nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thầm cảm thấy đau xót, hắn không dám tiếp nhận ánh mắt của Liêu An như, nếu ánh mắt hai bên va chạm vào nhau, nếu lỡ may phát sinh tia lửa, như vậy lý trí của hắn rất dễ bị hòa tan bởi người phụ nữ này. Vương Tử Quân có một loại tình cảm nói không rõ cứ tồn tại trong người, thế cho nên căn bản không có dũng khí đối mặt với nàng. Liêu An như thấy Vương Tử Quân tránh né ánh mắt của mình, trong lòng có hơi lạnh lẽo. Nàng cúi đầu trầm mặc một lát. Sau đó vẫn là Vương Tử Quân mở miệng phá bỏ cục diện xấu hổ vào lúc này. Em đến để biểu diễn sao? À, có một buổi biểu diễn, sau khi hát xong thì em sẽ quay về nhà. Liêu An như nhìn Vương Tử Quân, giọng điệu đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt. Dì này, dì sẽ là diễn viên xuất hiện trên truyền hình sao? Tiểu Bảo Nhi đang cầm lấy chân gà ăn uống hăng say, nó nghe được cuộc đàm thoại giữa hai người. Thế là dùng giọng hào hứng nói với Liêu An Như. Liêu An Như không hiểu vì sao lại rất thân cận với Tiểu Bảo Nhi,
nàng âu yếm vuốt ve đầu của nó, sau đó cười nói. Tất nhiên, dì là diễn viên mà. Bố, chúng ta không phải cũng nên đi xem dì biểu diễn chứ? Tiểu Bảo Nhi nhìn Vương Tử Quân, trong mắt có vài phần chờ mong. Chương 941, ba con trai hai người. Những năm qua Vương Tử Quân luôn cố gắng xử lý tốt mối quan hệ giữa mình và Liêu An Như, lúc này sau khi nghe được câu hỏi của Tiểu Bảo Nhi, hắn chỉ cười cười, trong lòng lại nhanh chóng có đáp án. Liêu An Như ở phía bên kia lại có vài phần chờ mong. Tiên sinh, nữ sĩ, đây có phải là con trai của anh chị không? Cậu bé này rất mập mạp đáng yêu, công ty chúng tôi gần đây cho ra một sản phẩm đồ chơi là gấu ôm rất đẹp, anh chị có nên mua cho bé không? Đột nhiên có người lên tiếng, một cô gái đưa theo 3-4 con gấu đủ màu nhanh chóng bước về phía hai người Vương Tử Quân và Liêu An Như. Vương Tử Quân nghe thấy câu nói của cô gái kia mà trong lòng không khỏi có vài phần thất lạc, hắn chợt không biết trả lời thế nào, còn Liêu An Như thì chợt mắc cỡ đến mức hai tai đỏ tía. Chị à, chị nhầm rồi, đó là gì của em, không phải là mẹ em, lúc này mẹ em đang đi mua sắm, mà em không thích gấu ôm. Giọng điệu trẻ thơ của Tiểu Bảo Nhi xem như đã giải thoát Vương Tử Quân ra khỏi tình huống xấu hổ. Cô gái kia chợt thè đầu lưỡi xấu hổ, ánh mắt của nàng khẽ lướt qua hai người Vương Tử Quân và Liêu An Như, sau đó ánh mắt và nụ cười khả ái lại rơi lên người Tiểu Bảo Nhi. Tiểu tử, em thật sự rất dễ thương, chỉ tặng em một món quà nhé, chúng ta kết giao bạn bè. Cô gái nói rồi lấy ra một con gấu bông nhỏ có thể bỏ túi đưa vào trong tay Tiểu Bảo Nhi. Em không thích gấu ôm nhưng có thể dùng con gấu nhỏ này để tặng cho bạn gái nhỏ, hì hì, được chứ? Tiểu Bảo Nhi nhìn cô gái kia vui vẻ rời đi, nó nghi hoặc cầm lấy món lễ vật, thế là dùng giọng hiếu kỳ hỏi Vương Tử Quân. Bố, bạn gái nhỏ là gì? Vương Tử Quân phải dùng giọng ấm úng giải thích. À, chính là một cô bạn cùng tuổi với con ấy. Bí thư Vương dù là gặp lãnh đạo thượng cấp cũng chưa từng ấp úng như vậy, thế nhưng bây giờ chỉ là một tình huống nhỏ nhặt lại làm hắn sinh ra cảm giác ngọng nghịu. Bố, vậy bố xem con cho đồng đồng được không? Tiểu Bảo Nhi cầm lấy con gấu nhỏ trong tay rồi trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thật sự rất muốn gật đầu thật mạnh, đồng đồng là một cô gái cùng tuổi với Tiểu Bảo Nhi, Tiểu Na thỉnh thoảng hay đưa Tiểu Bảo Nhi sang nhà đồng đồng chơi. Khi hắn đang định mở miệng trả lời thì Liêu An Như đã nói. Tất nhiên là được. Cái gì tốt phải chia sẻ mới vui. Tiểu Bảo Nhi giống như đã hiểu rõ tất cả, nó bắt đầu nghĩ về hành trình tặng quà của mình, điều này không khỏi làm cho Bí Thư Vương thả lỏng một chút. Em đang làm gì vậy? Một giọng điệu oán trách chợt vang lên. Vương Tử Quân nghe vậy và đưa mắt nhìn, người mở miệng oán trách là một người đàn ông, đối phương đang đi về phía bên này. Sau lưng người đàn ông kia có hai tên khác đi theo, hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Sau đó thấy được Liêu An Như đang giúp Tiểu Bảo Nhi uống sữa ở phía bên này. Hắn là ai? Tên đàn ông cướp ly sữa trong tay của Liêu An Như, vẻ mặt có chút tức tối. Khi thấy tên đàn ông kia thì Liêu An Như có chút nhíu mày. Anh ấy là ai thì không liên quan đến anh. Tào tiên sinh, anh có chuyện gì sao? Đồng thời mong Tào tiên sinh đừng ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện giữa tôi và bạn bè. Ly sữa bị giật đi rất đột nhiên. Một ít sữa văng ra tung tóe rồi rơi lên mặt bàn, còn có vài phần rơi lên người Tiểu Bảo Nhi đang vui vẻ ôm gấu uống sữa. Sau khi kinh ngạc trong nháy mắt, Tiểu Bảo Nhi chợt nhếch miệng, bộ dạng giống như muốn khóc đến nơi. Vương Tử Quân thấy con trai của mình chịu uất ức, thế là vẻ mặt chợt biến đổi, hắn đưa mắt nhìn con trai rồi mở miệng an ủi. Bảo Bảo, con là một cậu bé kiên cường, con gấu kia bị dính sữa, chúng ta sẽ mua con khác. Mong anh đừng đến quấy phá tôi. Liêu An Như thấy Tiểu Bảo Nhi sắp khóc đến nơi thì vẻ mặt chợt trở nên khó coi, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Tào tiên sinh, sau đó dùng giọng lạnh lẽo nói. Tào tiên sinh nhìn vẻ mặt của Liêu An Như, vẻ mặt hắn cũng rất khó coi, hắn chỉ vào Liêu An Như rồi nói. Không phải là con của cô chứ? Cô nói cho tôi biết, sao cô lại sinh ra loại tạp chủng này? Lời nói của tên đàn ông làm cho Vương Tử Quân nổi trận lôi đình, hắn chợt đứng lên khỏi ghế, hắn còn chưa mở miệng thì có người lên tiếng hỏi. Anh vừa nói cái gì vậy? Nói nó là loại tạp chủng. Tên họ Tào nhìn Vương Tử Quân rồi nói.
Khi âm thanh vừa dứt thì một cái tát đã đánh lên mặt tên đàn ông họ Tào, một tát này quá nhanh và mạnh, âm thanh rất lớn, không khỏi hấp dẫn ánh mắt đám người đang ở trong cửa hàng ăn nhanh. Lúc này Mạc Tiểu Bắc đang rất tức giận, tư thế của nàng căn bản không quá thục nữ. Sau này Liêu An Như nhiều lần nghĩ về thế đứng của Mạc Tiểu Bắc, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Dù là bất kỳ người phụ nữ nào khi nổi giận đều rất khó coi, vì sao vợ của Vương Tử Quân lại có dáng vẻ vừa khó coi vừa yêu nhã như vậy? Dưới ánh mắt của đám người trong cửa hàng ăn, Mạc Tiểu Bắc chỉ tay vào tên đàn ông họ Tào, nàng lạnh lùng nói. Nếu cậu còn dám nói một câu như vậy về con trai của tôi sẽ cho nửa đời sau của cậu chỉ có thể nằm yên trên giường. Tên họ Tào nhìn Mạc Tiểu Bắc với khí thế tuyệt đỉnh, thế là không khỏi sững sờ. Lúc này hai tên đàn ông đứng phía sau thấy đại ca của mình bị đánh, thế là chuẩn bị tiến lên hộ giá, lại bị tên họ Tào vung tay cản lại, hắn vội vàng nở nụ cười nói với Mạc Tiểu Bắc. Chị Tiểu Bắc, em sai rồi, em đáng bị đánh. Mạc Tiểu Bắc lạnh lùng hừ một tiếng, tên đàn ông họ Tào giống như rất sợ Mạc Tiểu Bắc tiếp tục ra tay, hắn nói tiếp. Chị Tiểu Bắc, em thật sự là quá ấm đầu, không biết gì cả, ngài xem như em vừa nói một câu không ra gì, mong chị bỏ qua cho. Vương Tử Quân thấy tên đàn ông họ Tào kia nhận ra Mạc Tiểu Bắc, thế là không khỏi thầm nghĩ về lai lịch của đối phương. Tiểu Bảo Nhi lúc này giống như đã tìm được tổ chức của mình, nó khóc lớn chạy về phía mẹ. Mẹ, gấu của con, hu hu. Lúc này tên đàn ông họ Tào đã thấy mình gây họa, vừa hay nhìn thấy cô gái bán gấu đứng ở phía xa, thế là bất chấp tất cả chạy đến mua lấy vài con gấu, sau đó chạy đến trước mặt Tiểu Bảo Nhi nói. Này cậu bé, cháu xem đã đủ chưa? Nếu không đủ thì chú mua thêm cho. Không, không cần, cháu chỉ muốn một cái này mà thôi, không muốn thêm. Tiểu Bảo Nhi lúc này liên tục vặn vẹo người trong lòng Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng dở trò vô lại của Tiểu Bảo Nhi, thế là không khỏi có chút buồn cười, tiểu tử kia học trò này từ ai vậy? Thật sự là quá đủ xảo quyệt, hắn tiến lên vỗ vỗ mông con trai rồi dùng giọng trêu ghẹo nói. Tiểu Bảo Nhi, bố đã nói thế nào? Nếu tiếp tục gây náo loạn thì về nhà bố không chơi với con nữa. Câu nói này của Bí Thư Vương bình thường đều có uy lực rất lớn, thế nhưng lần này lại giống như mất đi hiệu lực, Tiểu Bảo Nhi vẫn tiếp tục khóc. Chương 942, tiến nhanh một bước. Tào Viễn, sau này cậu chú ý cách ăn nói. Mạc Tiểu Bắc không thích liên hệ với Tào Viễn, thế cho nên vung vung tay cho đối phương nhanh chóng rời đi. Tào Viễn cũng là người thức thời, dù đã bị đánh nhưng vẫn phải liên tục nở nụ cười gật đầu với Mạc Tiểu Bắc, sau đó còn vươn tay với Vương Tử Quân. Chào anh, nếu như tôi đoán không lầm thì anh chính là Bí Thư Vương. Tôi không nhận ra ngài, tôi xem như quá lỗ mãng, tôi là Tào Viễn, chào anh. Khi thấy Tào Viễn vươn tay thì Vương Tử Quân cũng duỗi bàn tay của mình ra, hai bên bắt tay nhau, hắn nói. Thật sự là nước ngập miếu Long Vương. Người một nhà mà không nhận ra nhau, Tiểu Bắc tính tình nóng nảy, mong cậu đừng quá để bụng. Dù Vương Tử Quân nói lời xin lỗi nhưng Liêu An Như thật sự rất muốn cười, đã cho người ta một tát mà xin lỗi là xong, xem ra Bí Thư Vương thật sự rất biết cách mở lời. Lúc này dù Tào Viễn thật sự thầm căm hận nhưng căn bản chỉ có thể nói. Bí Thư Vương, chỉ trách tôi mở miệng không chú ý, còn nữa, tôi đúng là nói năng không ra gì, điều này. Tào Viễn đang nói thì ánh mắt chợt rơi lên chiếc đồng hồ trên tay Vương Tử Quân. Đồng hồ của Vương Tử Quân là do Mạc Tiểu Bắc tặng, còn nó là nhãn hiệu gì thì Vương Tử Quân căn bản là không hỏi. Tuy Vương Tử Quân không biết nhưng ánh mắt Tào Viễn nhìn vào chiếc đồng hồ, sau đó trong mắt không khỏi lóe lên chút hào quang. Tào Viễn nói hai câu rồi xám xịt bỏ đi, cũng không nói với Liêu An Như một lời nào. Vương Tử Quân cũng không phát hiện ra ánh mắt khác thường của Tào Viễn. Lúc này tâm tư của hắn đã chuyển lên người Mạc Tiểu Bắc, mà lúc này ánh mắt của Mạc Tiểu Bắc lại rơi lên người Liêu An Như. Dù kiếp này Vương Tử Quân khẳng định không có liên hệ gì nhiều với Liêu An Như, thế nhưng hai người vợ hai kiếp trước và sau gặp nhau, điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra cảm giác đau đầu. Phải nói là dựa vào bản năng mẫn cảm của một người phụ nữ, Mạc Tiểu Bắc biết rõ sự tồn tại của Tần Hồng Cầm. Vương Tử Quân cũng hiểu rõ điều này. Hắn cũng căn bản không dám đột phá một lớp cửa giấy như vậy, nhưng hôm nay mình đưa con trai đi dùng cơm lại gặp Liêu An Như, phải nói thế nào đây?
Vương Tử Quân và Liêu An như căn bản là không có gì, hắn việc gì phải sợ. Tuy Vương Tử Quân thầm tự giễu chính mình nhưng vẫn cảm thấy có chút tâm tư. Tôi là Mạc Tiểu Bắc, xin hỏi chị là. Mạc Tiểu Bắc bắt đầu nở nụ cười. Liêu An như cũng cảm thấy không thoải mái dưới ánh mắt của Mạc Tiểu Bắc, nàng có chút trầm ngâm, sau đó cũng vươn tay nói. Chào chị, tôi là Liêu An Như, trước nay luôn nghe nói Bí Thư Vương có một phu nhân xinh đẹp, hôm nay gặp mặt quả nhiên là quá kinh ngạc. Hai bàn tay của hai người phụ nữ chợt bắt chặt lại với nhau, hai bàn tay thon dài cùng tiếp xúc thì giống như sinh ra một tình cảnh cực kỳ đẹp đẽ, thế nhưng Bí Thư Vương căn bản không có tâm tư thưởng thức bức tranh tươi đẹp này. Bí Thư Vương lúc này căn bản không thể nào tự nhiên cho được. Hai người phụ nữ nói hai câu. Sau đó Liêu An Như viện cớ có việc cần và đi trước. Vương Tử Quân nhìn Liêu An Như bỏ đi, hắn vung tay nói. Tiểu Bắc, em nghĩ gì vậy, anh chỉ ngẫu nhiên gặp mặt cô ấy mà thôi. Em biết rồi, ta đi thôi. Mạc Tiểu Bắc quay lại đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó ôm lấy Tiểu Bảo Nhi rồi xoay người bỏ đi. Vương Tử Quân rốt cuộc là không biết Mạc Tiểu Bắc có tin tưởng hay không, nhưng hắn vẫn phải đi theo Mạc Tiểu Bắc. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Tào Viễn kia là ai? Là em trai của Tào Chân Nhi, trước kia từng gặp mặt. Mạc Tiểu Bắc thấy Vương Tử Quân nhắc đến Tào Viễn thì khóe miệng có chút ghét bỏ. Là em trai của Tào Chân Nhi, không phải là em vợ của Nguyễn Trấn Nhạc sao? Chính mình và Nguyễn Trấn Nhạc sao lại có duyên như vậy? Dù là đến thành phố Ma Đô cũng gặp được thân thích của Nguyễn Trấn Nhạc. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy. Thế nhưng ngoài miệng lại nói. Anh thấy hắn hình như rất sợ em. Lúc này nhiệm vụ của Vương Tử Quân chính là phân tán lực chú ý của vợ mình. Dù hắn là người trong sạch, thế nhưng cũng không thể để cho Mạc Tiểu Bắc cứ nghĩ mãi về sự kiện hôm nay. Lúc này biện pháp tốt nhất với hắn chính là cùng vợ nói về những chuyện khác. Trước kia em từng đánh hắn vài lần. Mạc Tiểu Bắc vuốt ve con trai trong lòng rồi dùng giọng có chút ghét bỏ nói. Trước kia đã từng đánh vài lần, hèn gì một cái tát vừa rồi giống như rất thuận tay, nhưng Vương Tử Quân căn bản không dám nói ra những lời này. Bảo bối, sao mua được nhiều gấu bông như vậy? Triệu Tuyết Hoa và Lâm Phu Nhân đang xách theo nhiều túi to bọc nhỏ cũng đi đến, khi thấy những con gấu bông trong tay của Tiểu Bảo Nhi, thế là Lâm Phu Nhân cười ha hả nói. Có một chú gì đó bồi thường cho cháu. Tiểu Bảo Nhi lúc này vừa mới trải qua tình huống khó chịu. Vừa rồi còn khóc lóc thảm thương, bây giờ hai hàng chân mày lại giãn ra, khóe miệng là nụ cười tươi, nó hưng phấn nói với Lâm Phu Nhân. Trương Hợp Tuân tiếp nhận túi gấu bông trong tay của Tiểu Bảo Nhi, trong miệng nói với Vương Tử Quân. Vừa rồi chú Lâm gọi điện thoại đến, nói là tối nay không có việc gì, sẽ cùng chúng ta dùng cơm, xem như là một bữa tiệc đón gió tẩy trần cho con. Vương Tử Quân đến Ma Đô cũng là vì có việc cần bàn với Lâm Trường Công. Vốn tưởng còn phải sắp xếp thời gian, không ngờ sự việc lại thuận lợi như thế. Trong phòng cơm của gia đình Vương Quang Vinh, thức ăn được dọn lên bàn, một chai rượu ngũ lương được uống hơn phân nửa đang đặt trước mặt Bí Thư Vương. Chú Lâm, cháu mời ngài một ly. Vương Tử Quân nâng ly rượu âu lên mời Lâm Trạch Viễn. Lâm Trạch Viễn nâng ly cùng với Vương Tử Quân, sau đó nở nụ cười nói. Tử Quân! Tiểu tử cậu trước đó rõ ràng kéo chú Lâm tôi vào một trận chiến không tiếng súng, đáng phạt một ly. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Lâm Trạch Viễn, vì những việc hắn đã làm, hắn không hiểu thì ai hiểu. Hắn nâng ly lên cùng với Lâm Trạch Viễn, sau đó lại cười nói. Chú Lâm, chuyện kia cháu phải xin lỗi chú, cháu nhận phạt một ly. Ha ha ha! Lâm Trạch Viễn nhìn Vương Tử Quân cạn ly mà không khỏi nở nụ cười cởi mở. Lão vừa uống rượu vừa nói. Tiểu tử cậu thật sự đã mai phục tôi, nhưng sự kiện kia được thực hiện quá đẹp, lãnh đạo thượng cấp còn gọi điện thoại cho tôi liên tục tán thưởng về cậu. Vương Tử Quân thật sự không ngờ lãnh đạo thượng cấp lại gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn. Dù hắn biết sau lưng Lâm Trạch Viễn có lãnh đạo cấp cao yểm hộ, nhưng rốt cuộc đó là ai thì căn bản còn chưa rõ ràng, không phải người đứng phía sau Lâm Trạch Viễn là lãnh đạo thượng cấp đấy chứ. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt cười nói. Chú Lâm, cháu cũng là bị ép không còn đường chọn lựa mà thôi. Tiểu tử cậu không cần phải nói với tôi về chuyện này, nhưng sự việc xảy ra thì cậu có thể giải thích cho tôi rõ ràng được không?
Lâm Trạch Viễn nâng ly rượu lên uống một ngụm rồi nói tiếp. Nhưng cậu có nói với tôi căn bản cũng không thể nào sắp xếp cho tốt, nhưng dù cậu xử lý sự việc không chút manh mối, nhưng hình như cậu đã quên quan trường là một thế giới tài ba, vẫn còn có người nhìn rõ sự việc. Vương Tử Quân cười cười, hắn căn bản không phản bác lại lời nói của bí thư Lâm Trạch Viễn, vì đây là những lời thực chất, luôn có người nhìn ra những vết tích mà anh để lại. Tiểu tử thối, nghe được cũng không là vấn đề, sau này có chuyện thì cứ nói với chú Lâm, không cần phải làm loạn. Vương Quang Vinh chờ Lâm Trạch Viễn nói xong, lão học theo phong thái của lãnh đạo, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tất nhiên không dám phản bác lại lời nói của bố mình, nhưng Lâm Trạch Viễn lại mở miệng nói thay cho hắn. Quang Vinh, anh cũng đừng nên trách Tử Quân, dù cậu ấy xử lý có chút mạo hiểm, thế nhưng lãnh đạo vẫn rất tán thưởng. Lâm Trạch Viễn nói đến đây thì nở nụ cười nói. Tử Quân bây giờ đã 33 rồi à? Vương Tử Quân đáp. Vâng, sang năm là 34. 34 tuổi là dịp tốt, cậu đã giữ cấp bậc hiện tại được 4 năm, dù là thành phố La Nam hay Đông Bộ thì vẫn có thành tích quá rõ ràng, đã tạo nên một cơ sở thật sự không tệ. Trên vị trí này thì đúng là từng bước nhanh, chậm một bước là không hay. Lâm Trạch Viễn nói rồi uống một ngụm trà, lại nói tiếp. Khả năng cậu đã nghe nói tuyến trên đã chú trọng đến các vị bí thư thị ủy trong các tỉnh, lại có người chú trọng đến quá trình phát triển của các thành phố trọng tâm, lại có người lợi dụng vào đó để đẩy mạnh xúc tiến các công tác khác. Tất nhiên Vương Tử Quân có nghe nói về những tin tức này, hơn nữa trong lòng hắn cũng có những mục tiêu cụ thể của mình. Chương 943, ai là đá mài của ai? Đây là thời đại tiến lên phía trước, chức vụ của Vương Tử Quân cũng tiến triển theo quá trình phát triển không ngừng nghỉ của thành phố La Nam. Bản thân Vương Tử Quân cũng không cần quan tâm đến phương diện hắn có thể đứng yên ổn ở tỉnh Sơn Nam, nhưng nếu hắn có thể tiến một bước vào trung tâm chính trị của tỉnh Sơn Nam, như vậy hắn sẽ có một cơ sở cực kỳ lớn. Sau khi tiến vào ban ngành tỉnh ủy, nhưng rõ ràng tốt nhất là tiến vào thường ủy tỉnh ủy, như vậy sau này sẽ có một cơ sở cực kỳ tốt, có thể giảm đi vài năm phấn đấu. Nhưng muốn tiến vào ban ngành tỉnh ủy thì căn là không dễ dàng chút nào, không cần phải nói đến người khác, có một kẻ luôn nhìn chăm chăm chính là Nguyễn Chấn Nhạc. Dù là bất kỳ vị bí thư thị ủy nào trong tỉnh Sơn Nam, có ai mà không muốn nhân cơ hội này để tiến thêm một bước. Quan trường dù là bất kỳ cơn gió nào thổi qua cũng chấn động, thậm chí có thể phát sinh ra động đất với lực ảnh hưởng rất lớn. Khi thấy Vương Tử Quân trầm mặc không nói, Lâm Trạch Viễn chợt nói tiếp. Nếu như là ở tỉnh khác thì dễ dàng hơn, nhưng ở tỉnh Sơn Nam thì rất nhiều chuyện còn phải nhìn vào hành động của cậu. Vương Quang Vinh là bố của Vương Tử Quân, tất nhiên lão cũng chú tâm quan sát tình huống hiện tại ở tỉnh Sơn Nam. Lâm Trạch Viễn mở miệng với ý nghĩ căn bản là không dễ dàng gì, nhưng lão vẫn lên tiếng. Bí thư Lâm, anh xem có nên điều động Tử Quân đến một nơi khác đỡ cạnh tranh hơn không? Ví dụ như là tỉnh Chiết Giang chẳng hạn. Vương Tử Quân nhìn vẻ chờ mong trong mắt bố, trong lòng chợt lóe lên cảm giác cảm động. Hắn cũng là người từng làm bố, thế nên hắn hiểu rõ tâm lý vào lúc này. Dù trong mắt nhiều người thì Vương Tử Quân đã là một nhân vật trưởng thành chính trị, hắn đã trở thành một gốc cây đại thụ trong tỉnh Sơn Nam, có không ít người đã dựa vào gốc cây của hắn. Nhưng lúc này trong mắt Vương Quang Vinh thì hắn vẫn là một người con nhỏ, tất nhiên sẽ không hy vọng con trai của mình tiến trên con đường gian nan khó khăn. Lâm Trạch Viễn hớp một ngụm rượu, lão và Vương Quang Vinh đã liên hệ với nhau nhiều năm, tất nhiên lão càng hiểu rõ tâm tình hiện tại của Vương Quang Vinh. Lão muốn nói một câu có thể, thế nhưng lão căn bản không thể nào làm gì được ở phương diện này. Quang Vinh, con cháu có phúc của con cháu, chuyện của Tử Quân phải để cậu ấy tự giải quyết mới được. Lâm Trạch Viễn nói đến đây thì giống như cảm thấy mình có chút xa lạ, thế là nói tiếp. Nếu bây giờ đi đến những tỉnh khác, cũng không có khả năng vừa đến đã được người ta đẩy lên. Vương Quang Vinh dù rất hy vọng Lâm Trạch Viễn sẽ đồng ý. Thế nhưng lão cũng hiểu rõ khả năng là rất nhỏ. Với điều kiện hiện tại của Vương Tử Quân, đến các tỉnh khác làm bí thư thị ủy là không thành vấn đề, nhưng nếu muốn là một bí thư thị ủy tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy, như vậy vẫn có chút khó khăn. Dù sao thì mỗi địa phương đều có một quy củ cần tuân theo, nếu mình vừa mới đến mà muốn ăn hết tất cả món ngon trên bàn tiệc của người ta, điều này căn bản là không thể nào. Bố,
ngài nên có lòng tin với con trai. Vương Tử Quân không muốn bố mình tiếp tục, thế cho nên rót cho Vương Quang Vinh một ly rượu rồi cố gắng thả lỏng nói. Lực lượng của con trai bố ở tỉnh Sơn Nam cũng không phải chỉ là lớn bình thường mà thôi, chưa nói đến những phương diện khác, tốc độ phát triển kinh tế của thành phố La Nam căn bản là vượt mặt tất cả các đối thủ khác. Nhìn bộ dạng của cậu kia, có chút thành tích thì quên đi tất cả. Vương Quang Vinh trừng mắt lớn tiếng nói với Vương Tử Quân, thế nhưng trong lòng lại thầm kiêu ngạo về chiến tích của con trai. Chẳng qua lúc này có mặt Lâm Trạch Viễn, thế cho nên vẫn cố gắng biểu hiện sự uy nghiêm của bản thân người làm cha mà thôi. Vương Tử Quân lén nở nụ cười, hắn sao không đoán được tâm tư của bố mình. Bố đang phê bình nhưng hắn lại cảm thấy ấm áp, đồng thời cũng thấy Lâm Trạch Viễn trừng mắt nhìn mình. Cho đến bây giờ Vương Tử Quân vẫn cảm thấy mình nhận được nhiều lợi ích từ vị bố vợ hờ Lâm Trạch Viễn, không ngờ hôm nay bố vợ lại có những biểu hiện khác lạ như vậy. Nhưng khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Lâm Trạch Viễn, lúc này bí thư Lâm Trạch Viễn đã tiếp tục nghiêm túc như thường. Bí thư Lâm, ngài cảm thấy Vương Tử Quân có bao nhiêu cơ hội ở sự kiện này? Vương Quang Vinh dù phê bình Vương Tử Quân, thế nhưng trong lòng lão vẫn đang rất lo lắng. Cạnh tranh vị trí trong quan trường đến giai đoạn cuối thường là anh chết tôi sống, Vương Quang Vinh biết Nguyễn Chấn Nhạc ở tỉnh Sơn Nam là người không thiếu bối cảnh. Dù vương gia của bọn họ có chút thực lực, thế nhưng đối mặt với một người được các vị tiền bối coi trọng, lão thật sự sinh ra cảm giác có chút sợ hãi. Thật sự chưa đến giai đoạn cuối cùng thì căn bản là chưa thể nào thấy rõ mối nguy hiểm, nhưng đấu tranh trong quan trường căn bản là nguy hiểm không kém chiến trường. Lâm Trạch Viễn cầm lấy ly rượu mà một lúc lâu sau không nói lời nào, bầu không khí trong phòng có chút trầm mặc. Vương Tử Quân có chút không thoải mái với bầu không khí như vậy, nhưng hắn cũng không lên tiếng. Trong tâm lý của hắn thì cũng muốn nghe những phán đoán của Lâm Trạch Viễn về sự việc của mình. Lâm Trạch Viễn sẽ là một người quật khởi trong chính đàn, là một người có tầm nhìn rất xa, cũng là người mà Vương Tử Quân rất bội phục. Lúc này nếu Lâm Trạch Viễn mở miệng bình phẩm, tất nhiên sẽ là một tài phú cực kỳ quý giá. Tôi không thể nào phán đoán được. Lâm Trạch Viễn uống cạn ly rượu rồi cho ra một đáp án như vậy. Nhưng có một điều mà Tử Quân có thể yên tâm, chính là tuyến trên căn bản đã tạo nên ăn ý với vị trí thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam. Lâm Trạch Viễn dừng lại một chút rồi trầm giọng nói. Nếu cậu muốn nắm lấy sự ăn ý đó, cậu cần phải biểu hiện bản lĩnh của mình, căn cứ vào bản lĩnh của chính mình. Căn cứ vào bản lĩnh của chính mình, ý nghĩa của nó là rất cao vời. Vương Tử Quân nghe những lời bình phán của Lâm Trạch Viễn mà trong lòng liên tục nghĩ đến nhiều phương diện khác nhau. Trong số những người được xếp vào danh mục bồi dưỡng chính trị, luôn có những người trở thành đá mài dao cho kẻ khác, thông qua việc mài dao như vậy sẽ có thể tìm ra những nhân tuyển được bồi dưỡng tốt nhất. Lần này trong mắt một số người thì Vương Tử Quân chính là vị trí đá mài dao. Tất cả phải dựa vào bản lĩnh của mình, nhìn qua dù có vẻ công bằng nhưng lời nói này chứng tỏ lãnh đạo cao tầng sẽ không can thiệp vào, thế nhưng không nói đến những người đứng sau lưng Nguyễn Chấn Nhạc có ra tay hay không. Những người kia chắc chắn sẽ xuất lực cung cấp điều kiện phát triển thuận lợi nhất cho Nguyễn Chấn Nhạc, đây là sự thật khó thể chối bỏ. Vương Tử Quân phân tích tình hình vào giai đoạn hiện tại, hắn không khỏi bừng bừng hào khí. Đáng chết thì phải chết, không đáng chết thì dù sao sẽ sống. Tất cả phải xem vào bản lĩnh của mình, còn chưa biết được ai là người thắng lợi cuối cùng. Chương 944, đang đứng không muốn bị nghiêng. Chú Lâm, bố, con sẽ cố gắng lớn nhất để mọi người không phải thất vọng. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên cười ha hả nói với Lâm Trạch Viễn và Vương Quang Vinh. Lâm Trạch Viễn nâng ly rượu lên, lão mỉm cười cùng ly với Vương Tử Quân. Nãy giờ lão luôn quan sát Vương Tử Quân. Thấy biểu hiện gương mặt Vương Tử Quân trở thành kiên quyết và tự tin, thế là trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác mừng rỡ. Lâm Trạch Viễn cảm thấy một người quan trọng nhất chính là tâm lý, chỉ có thể chiến thắng được chính mình, như vậy mới có thể thắng được người ngoài, mới có thể phát triển. Nếu như Vương Tử Quân thông qua cuộc chơi lần này, như vậy con đường trước mặt sẽ càng thêm bằng phẳng. Kết quả cuối cùng nhất rất có thể là một con đường tươi sáng, sẽ là mặt trời giữa ban trưa. Một chai rượu được uống xong, Vương Tử Quân dù uống khá nhiều nhưng đầu óc lại vẫn rất tỉnh táo. Hắn đi lên lầu 2, cũng không đi ngủ ngay mà đi đến ban công. Gió nhẹ thổi lên da mặt Vương Tử Quân, trong gió lạnh hắn cảm thấy giống như tâm tình tung bay,
bay đến nơi xa, một nơi không chút lo lắng, không chút mệt mỏi. Tết nhất là thời gian gia đình đoàn tụ, đối với một quan viên thì sẽ khá bận rộn. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, thế nhưng vẫn phải rất bận rộn. Mặc dù Vương Tử Quân đã có những sắp xếp ở hội nghị trước Tết, thế nhưng người tìm đến chúc Tết hắn vẫn rất nhiều, hắn không khỏi cảm thấy đau đầu. Hắn không thể biểu hiện quá mức thanh cao, cũng không thể cho đối phương thích tặng gì cũng được, người làm quan cũng có chỗ khó của mình. So với Vương Tử Quân thì Mạc Tiểu Bắc là một người căn bản là không quá thấu hiểu nghệ thuật đối nhân xử thế, thế cho nên Bí Thư Vương cũng không hy vọng vợ hiền của mình có thể giúp sức gì ở phương diện này, nhưng may mà hắn còn có một trợ thủ là Tiểu Na. Người ta chạy đến chúc Tết, tất nhiên Vương Tử Quân cũng phải chạy đi chúc Tết lãnh đạo, dù lễ vật của hắn chỉ là những thứ bình thường, nhưng nó lại đại biểu một thái độ. Rất nhiều lãnh đạo thượng cấp dù cảm thấy phiền phức vì quà cáp hạ cấp mang đến, thế nhưng nếu anh đi tay không, như vậy sẽ làm cho lãnh đạo hiểu lầm anh không tôn trọng mình. Không phải là anh tặng lễ vật gì, thế nhưng ít nhất thì anh cũng phải đến. Anh đến có thể lãnh đạo không quan tâm, thế nhưng anh không đến thì lãnh đạo nhất định sẽ ghi nhớ. Vài ngày trước Tết thì Vương Tử Quân đã đặt tinh lực lên vấn đề này, hắn đều đã đi đến thăm hỏi nhà Thạch Kiên Quân, Đường Cảnh Ung và Trương Đông Viễn. Trong số những người này thì Vương Tử Quân có quan hệ khá sâu với Đường Cảnh Ung và Trương Đông Viễn, đặc biệt là đối với phó bí thư nắm công tác tổ chức là Đường Cảnh Ung, hắn càng nhân cơ hội này để tiến sâu tiếp sức. Vì lúc này hai bên thật sự rất cần nhau. Khi hai người Vương Tử Quân và Đường Cảnh Ung liên tục giúp đỡ nhau trong tỉnh Sơn Nam, Đường Cảnh Ung liên tục đẩy Vương Tử Quân lên đài, tất nhiên hắn cũng có cân nhắc của mình. Dù hắn đã đứng vững gót chân ở Sơn Nam, thế nhưng hắn vẫn là người có thế lực kém nhất tỉnh Sơn Nam. Dù Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân cũng có quan hệ rất tốt, thế nhưng Đường Cảnh Ung lại biết mình và Vương Tử Quân không cùng một phái. Vương Tử Quân căn bản coi trọng cơ hội gặp mặt lần này, hắn tất nhiên cũng phải làm ra những bước chuẩn bị cho những biến động vào năm sau. Khi đến nhà Thạch Kiên Quân, hắn thấy Thạch Kiên Quân có ý nghĩ rất hàm hồ, căn bản là còn chưa đến giai đoạn quyết đoán. Thạch Kiên Quân có thái độ mơ hồ thì Vương Tử Quân biết rõ đó là vì những người phía sau Nguyễn Chấn Nhạc. Sau lưng Thạch Kiên Quân là Thạch Gia, nếu như đối thủ của Vương Tử Quân không phải là Nguyễn Chấn Nhạc, chỉ sợ Thạch Kiên Quân đã không cần khó xử như vậy. Bí thư Vương, chúng ta đi đâu đây? Lý Đức Trụ nhìn Vương Tử Quân mỏi mệt ở sau xe thì lên tiếng hỏi. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn thấy kim đồng hồ chỉ số 5, hắn nói. Đi đến nhà bí thư Nhất Phong một chuyến. Đi đến nhà bí thư Nhất Phong. Lý Đức Trụ hỏi với giọng điệu có chút nghi vấn. Điều này cũng không trách được Lý Đức Trụ, Vương Tử Quân lần này thật sự làm hắn phải giật mình, dù sao thì hắn ở bên cạnh Vương Tử Quân đã khá lâu, vẫn hiểu rõ mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và bí thư Hào Nhất Phong là như thế nào. Lý Đức Trụ biết rõ lãnh đạo của mình và bí thư Hào Nhất Phong có vài chuyện xích mích, thế cho nên cảm thấy bí thư Vương căn bản là không thể nào đi đến nhà bí thư Nhất Phong. Không ngờ lúc này sắp kết thúc hành trình chúc Tết, bí thư Vương lại đề xuất đến nhà bí thư Nhất Phong. Xem ra phương diện tính cách cũng chưa chắc quyết định đường đi, những chuyện trong quan trường căn bản là mình không thể nào nhìn thấu được. Vương Tử Quân giống như cảm ứng được những nghi vấn của Lý Đức Trụ, hắn cũng không giải thích mà chỉ cười nói. Chút nữa đến nhà bí thư Hào thì cậu đi dùng cơm trước, nửa giờ sau đến đón tôi. Năm ngoái Vương Tử Quân căn bản không đến nhà bí thư Nhất Phong, nhưng bây giờ bí thư Vương lại đi. Lần này Vương Tử Quân cảm thấy mình căn bản là nên đi. Mặc kệ hiệu quả thế nào thì thái độ cũng phải rõ ràng. Xe nhanh chóng dừng lại ở một khu nhà, chỗ này cách nhà của bí thư Hào Nhất Phong cũng không quá xa. Vương Tử Quân thấy nhà của bí thư Nhất Phong đã lên đèn, thế là mỉm cười xách quà xuống xe. Lễ vật của Vương Tử Quân cũng không lớn, chỉ là một thùng đồ hộp của công ty thực phẩm, ngoài ra còn có hai chai rượu Huyền Lộ Dịch của thành phố La Nam. Nếu như những người khác xách theo những món thế này đến nhà của bí thư Hào Nhất Phong, rất có thể sẽ cảm thấy có chút keo kiệt. Nhưng bí thư Vương lại không nghĩ như thế, hắn xách theo những món này đi thẳng đến khu nhà dành cho thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, không cảm thấy những thứ mình mang theo có bất kỳ vấn đề gì. Cốc cốc cốc, Vương Tử Quân gõ cánh cửa mà lần đầu tiên mình đến, trong lòng thầm nghĩ đến tình huống mình đến tỉnh Sơn Nam được 2 năm, đây là lần đầu tiên đến chúc Tết ở nhà Hào Nhất Phong. Ai vậy?
giọng nói của một người phụ nữ chợt vang lên. Lên tiếng là một người phụ nữ hơn 30, Vương Tử Quân tiến lên cười nói. Tôi đến chúc Tết Bí Thư Nhất Phong. Vương Tử Quân nói đến đây thì căn bản thấy giống như không được vào cửa, thế là chêm vào một câu. Tôi đã cùng liên lạc với Bí Thư Nhất Phong. Người phụ nữ kéo cửa, sau đó nhìn Vương Tử Quân với độ tuổi tương đương với mình, lại dùng giọng có chút hiếu kỳ nói. Anh thật sự đã liên hệ với bố tôi sao? Nếu không thì tôi sao dám đến đây? Vương Tử Quân nhìn người phụ nữ giống như Bí Thư Hào Nhất Phong, thế là trong mắt chợt lóe lên chút đánh giá về thân phận của nàng, ngoài miệng lại mỉm cười. Người phụ nữ nhìn Vương Tử Quân xách theo lễ vật, nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Bố tôi một lát nữa sẽ về, anh vào nhà ngồi trước nhé. Vương Tử Quân đi vào trong đại sảnh nhà Hào Nhất Phong, bên trong đang mở một bài nhạc nhẹ lưu hành vào thời bấy giờ. Người phụ nữ rót nước cho Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng nghi hoặc nói. Xin hỏi quý tính đại danh của ngài, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài đến nhà chúng tôi. Vương Tử Quân nhìn người phụ nữ rồi cười nói. Những lời này của chị đừng nên nói trước mặt Bí Thư Nhất Phong, ngài nhắc nhở như vậy không phải nói rõ trước kia tôi không kịp đến chúc Tết lãnh đạo sao? Nếu lãnh đạo cho tôi biết tay thì thật sự rất mệt. Vương Tử Quân nói bằng giọng cực kỳ hài hước và ẩn giấu, điều này không khỏi làm cho người phụ nữ đang rót nước phải nở nụ cười. Trong ký ức của nàng, tất cả những người đến nhà mình đều có biểu hiện cực kỳ rụt rè, vâng vâng dạ dạ, bộ dạng thấp kém chẳng khác nào nô tỳ. Còn viên cán bộ trẻ tuổi kia thì thế nào? Thậm chí còn có thể nói ra những câu vui đùa như vậy, xem ra khá tùy tiện. Ngay sau đó Vương Tử Quân biết người phụ nữ này tên là Hào Tiểu Mai, là con gái lớn của Hào Nhất Phong. Bây giờ nàng đang là nghiên cứu sinh ở một trường đại học ở thủ đô, nàng cũng không có cảm giác gì khi Vương Tử Quân báo danh, vì nàng trước nay luôn ở thủ đô, căn bản không quan tâm đến tình hình ở tỉnh Sơn Nam. Anh đến tìm cha tôi làm gì? Có phải muốn ông ấy đề bạt không? Hào Tiểu Mai bây giờ trò chuyện cực kỳ hợp ý với Vương Tử Quân, nàng sảng khoái nói ra vấn đề. Vương Tử Quân nhìn Hào Tiểu Mai đang mở miệng hỏi, trong lòng thật sự hâm mộ một người ở trong ngôi nhà quyền lực chính trị nhưng căn bản không ăn khói lửa nhân gian như thế này. Còn không phải sao, lãnh đạo nói một câu thì tôi có thể giảm đi vài năm phấn đấu. Vương Tử Quân nói đến đây thì hạ thấp âm thanh nói. Nếu không vì như vậy, vì sao hôm nay lạnh thế mà tôi chạy đến đây làm gì? Vương Tử Quân nói làm cho Hào Tiểu Mai cười ha hả, khi hai người đang bàn luận với nhau khá vui vẻ thì cửa biệt thự được mở ra. Hào Nhất Phong cùng thư ký đi vào trong nhà. Mai Mai, đã nấu cơm chưa, bố đói lắm rồi. Hào Nhất Phong còn chưa đi vào phòng khách thì âm thanh đã được cất lên. Hào Nhất Phong tiến lên nghênh đón Hào Nhất Phong, Vương Tử Quân cũng đứng lên khỏi ghế. Hào Nhất Phong nhìn thấy Vương Tử Quân, thế là trên mặt có vài phần kinh ngạc. Hào Nhất Phong làm quan có vị trí cao vời nhiều năm, đã đạt đến tình huống vui buồn giận hờn không lộ ra ngoài mặt. Nhưng ngay lúc này Hào Nhất Phong thật sự không thể nào khống chế được biểu hiện gương mặt già nua của mình, vì sao tên kia lại chạy đến nhà mình. Tuy Hào Nhất Phong rất nghi ngờ nhưng lại khẽ cúi đầu, dùng hành động của mình để che giấu những biểu hiện ngoài vẻ mặt. Bí thư Hào, tôi đến thăm hỏi ngài. Vương Tử Quân thản nhiên đi đến, hắn nở nụ cười tự nhiên nói. Hào Tiểu Mai dù là một nghiên cứu sinh, thế nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của bố thì biết mình bị Vương Tử Quân lừa gạt. Thì ra anh chưa liên hệ trước với bố tôi. Hào Tiểu Mai nhìn nụ cười của Vương Tử Quân mà chợt có chút tức giận. À, tôi có liên lạc ấy chứ, thế nhưng căn bản là không gọi được. Vương Tử Quân vung tay, bộ dạng vô tội. Hào Nhất Phong nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, sau đó lão vung tay nói. Mai Mai mau đi châm trà, tôi và đồng chí Vương Tử Quân nói chuyện một chút. Hào Tiểu Mai dù có chút không cam lòng nhưng vẫn đi làm việc theo lời phân phó của bố mình, Hào Nhất Phong cười cười nói với Vương Tử Quân. Đồng chí Tử Quân, mời ngồi. Hào Nhất Phong chờ Vương Tử Quân ngồi xuống nhưng lại không chịu nói chuyện, ánh mắt của lão rơi lên màn hình TV, mà Vương Tử Quân cũng hiểu rõ ý nghĩa của các hành động này. Đây gọi là lạnh nhạt, phải biết rằng đây chính là quyền lợi của Hào Nhất Phong, dù sao thì lão cũng là bí thư tỉnh ủy, là người đứng đầu tỉnh Sơn Nam. Mặc dù Vương Tử Quân có thể ở trong bóng tối dùng bàn tay nhỏ bé của mình để chiến đấu với Hào Nhất Phong, thế
thế nhưng nếu đặt lên mặt bàn thì căn bản là phải cực kỳ tôn trọng Hào Nhất Phong. Thế là Vương Tử Quân phải cười cười nói với Hào Nhất Phong. Bí thư Nhất Phong, tôi đến đây chủ yếu là báo cáo công tác của thành phố La Nam, hy vọng ngài giúp đỡ nhiều hơn đến công tác của thành phố La Nam. Hào Nhất Phong chỉ hừ giọng mũi một tiếng từ chối cho ý kiến, sau đó khẽ nhíu mắt nhìn TV. Vương Tử Quân nhìn vào biểu hiện của Hào Nhất Phong thì trong lòng có chút buồn bực, thế nhưng vẫn đem những thứ mình đã chuẩn bị để nói rõ ràng với lãnh đạo. Hắn cũng không kỳ vọng Hào Nhất Phong có thể thay đổi cách nhìn, không trông mong bí thư Nhất Phong sẽ tán thưởng mình, hắn đến chỉ để biểu hiện một loại thái độ mà thôi. Vương Tử Quân bày tỏ một thái độ với toàn tỉnh Sơn Nam, hắn tuyệt đối không phải là loại người cứng đầu kiêu ngạo, cũng không có ý nghĩ xem thường ai. Hôm nay hắn đến nhà Hào Nhất Phong và đạt được mục đích của mình, còn Hào Nhất Phong đối đãi như thế nào thì hắn căn bản không quá quan tâm. Bí thư Nhất Phong, tôi cũng không quấy phá bữa cơm của ngài. Vương Tử Quân báo cáo rõ ràng chi tiết các vấn đề, sau đó mỉm cười đứng lên. Hào Nhất Phong cũng xem như hiểu được mục đích Vương Tử Quân đến nhà mình lần này, nhưng lão hiểu mà cũng chẳng thể nói gì hơn. Ngày mai toàn tỉnh sẽ biết Vương Tử Quân đến nhà mình chúc mừng năm mới, đối phương đã đạt được mục đích của mình. Hào Nhất Phong nghĩ đến những ảnh hưởng của tin tức này khi truyền ra bên ngoài, thế là hàm răng có chút ngứa ngáy. Lúc này thành phố La Nam phát triển rất tốt, xu thế mạnh mẽ, người ta nghị luận sẽ tuyệt đối không nói Vương Tử Quân đang hoảng sợ chạy đến níu kéo lão. Vì vậy hôm nay Vương Tử Quân đến thăm hỏi mình, chỉ có thể nói là Vương Tử Quân là một người biết quy củ và rõ quy tắc. Hào Nhất Phong nghĩ đến những lời nghị luận có lợi cho Vương Tử Quân, thế là cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, lại mở miệng nói. Tử Quân, cậu dùng cơm chưa, nếu chưa thì ở lại cùng ăn cơm. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, lão cần phải thể hiện phong độ của mình. Lão dù không hy vọng Vương Tử Quân ở nhà mình dùng cơm, thế nhưng vẫn phải bày tỏ một chút. Nhưng những lời như vậy cũng chính là chút lời nói khách khí của lãnh đạo mà thôi, nếu như là chuyện tốt, lãnh đạo sao có thể quên một thuộc hạ đến bày tỏ thái độ với mình cho được. Hào Nhất Phong từng dùng những lời này để nói với đám cán bộ cấp sở đến nhà mình báo cáo công tác, đám cán bộ kia phần lớn đều chưa từng dùng cơm, nhưng mọi người đều nói đã ăn cơm rồi, sau đó cung kính cáo từ. Đúng là như vậy, lãnh đạo cũng có vui thích cá nhân, khi dùng cơm cũng không mong có người quấy rầy. Nhưng Hào Nhất Phong rõ ràng đã xem nhẹ một người cực kỳ có cá tính như Vương Tử Quân, lúc đầu bí thư Vương đã làm cho Hào Nhất Phong có chút buồn bực, bây giờ lại đứng lên thuận thế bỏ lên cao. Cảm ơn lãnh đạo, tôi thật sự đang rất đói bụng, xem như hưởng phúc ăn cơm ở nhà bí thư vậy. Vương Tử Quân nói rồi cũng không tỏ ra là người ngoài, hắn nhanh chóng tiến lên giúp đỡ Hào Tiểu Mai thu dọn bát đũa. Hào Tiểu Mai thật sự không biết bố mình và tên cán bộ trẻ tuổi này có chút vấn đề, lúc này thấy bố mời đối phương ở lại dùng cơm, lại cảm thấy hai người có quan hệ không tệ. Hơn nữa Vương Tử Quân còn tiến lên giúp đỡ nàng thu dọn, rõ ràng là một người nhanh nhẹn, không là người ngoài. Trên bàn cơm, bí thư Hào Nhất Phong căn bản không nói nhiều. Thế nhưng lão không nói không có nghĩa là bí thư Vương không nói. Dù Vương Tử Quân đã qua độ tuổi tán gái, thế nhưng có học thức thâm sâu và kinh nghiệm xã hội phong phú, vì vậy nói chuyện rất vui vẻ với Hào Tiểu Mai. Hào Nhất Phong yên lặng nhai nuốt, lão nghe Vương Tử Quân và con gái của mình trò chuyện với nhau. Lão nhìn bộ dạng vui vẻ của con gái, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, tên kia đang muốn tán con gái nhà mình sao? Cũng may Hào Nhất Phong cũng hiểu rõ về Vương Tử Quân, biết rõ tên kia dù vô sỉ nhưng phương diện cuộc sống là một người cực kỳ đứng đắn. Nhưng đó chỉ là ấn tượng của bí thư Hào Nhất Phong, nếu như lão biết được tình huống thật sự của bí thư Vương, chỉ sợ sẽ dùng chổi trà quét bí thư Vương ra khỏi cửa nhà mình. Bố, khu du lịch Cô Yên Sơn thật sự đẹp như vậy sao? Sang năm con cũng muốn đến đó chơi một chuyến. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói về khu du lịch Cô Yên Sơn, Hào Tiểu Mai chợt có chút thích thú. Hào Nhất Phong cũng đã đi đến Cô Yên Sơn, đó là lần đi cùng lãnh đạo thượng cấp. Lão nghĩ đến khu du lịch Cô Yên Sơn, thế là không khỏi nghĩ đến sự kiện lãnh đạo thượng cấp đến tỉnh Sơn Nam. Bây giờ lão căn bản đã nghĩ ra hương vị của sự kiện kia, nhưng lão biết rõ là một chuyện, bây giờ sự việc đã là như vậy, lão chỉ có thể đặt nó trong lòng mà thôi. Bố, con đang hỏi bố đấy. Hào Tiểu Mai dùng giọng làm nũng hỏi Hào Nhất Phong.
Hào Nhất Phong đối mặt với câu hỏi của con gái, lão không thể nào tiếp tục giữ vững tinh thần được nữa. À, nơi đó rất đẹp. Bí thư Vương, anh nên sắp xếp thật tốt cho tôi, đến khi đó tôi sẽ tìm anh đấy. Hào Tiểu Mai nghe được câu trả lời của bố, thế là càng có hứng thú với khu du lịch Cô Yên Sơn. Nhưng câu nói của Hào Tiểu Mai lại làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy mất hương vị. Một cô gái lớn chưa lấy chồng, cô làm sao đi tìm người ta? Lúc này Hào Nhất Phong lại càng cảm thấy Vương Tử Quân đến chúc Tết mình giống như một con chó ba đuôi chạy vào nhà cắn càn. Hào Nhất Phong nhìn hai người trẻ tuổi nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng lão cũng đáp lại một câu, nhưng trong đầu lại là một chuyện khác. Hai ngày trước Hào Nhất Phong báo cáo công tác cho lão lãnh đạo, khi đó lão lãnh đạo đã nói ra một tin tức làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy kinh ngạc. Tin tức này luôn vang vọng trong đầu lão. Đưa một vị bí thư thành phố phát triển kinh tế vượt bậc tiến vào trong thường ủy tỉnh ủy, tăng cường quyền lên tiếng của các thành phố phát triển kinh tế. Trong tỉnh Sơn Nam, thành phố phát triển kinh tế mạnh mẽ chỉ có 4, trong đó có 2 thành phố Sơn Viên và An Dịch, nhưng hai vị bí thư thành phố này căn bản không thèm quan tâm đến vị trí thường ủy tỉnh ủy, thế cho nên chỉ có thể tìm ra một người giữa Nguyễn Trấn Nhạc và Vương Tử Quân. 2 chọn 1, nhìn qua thì rất dễ dàng, thế nhưng sự việc này thật sự dễ dàng sao? Dù lãnh đạo không nói rõ nhưng Hào Nhất Phong vẫn có thể nghe và hiểu được vài phần ý nghĩ. Đó chính là ở phương diện này lão lãnh đạo ủng hộ cho Nguyễn Trấn Nhạc. Nhưng còn Vương Tử Quân thì sao? Đây không phải là người thường, hắn và Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam căn bản có chút âm thanh không hài hòa. Hơn nữa sự kiện này còn có người trên cao nhúng tay vào, nếu như Hào Nhất Phong xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ có những bất lợi không tốt. Hào Nhất Phong nghĩ đến sự việc này mà không khỏi cảm thấy phiền não. Vương Tử Quân lại chẳng quan tâm. Hắn vẫn nói chuyện vui vẻ với Hào Tiểu Mai. Hào Nhất Phong đưa mắt nhìn bộ dạng ứng đối tự nhiên của Vương Tử Quân, thế là càng cảm thấy tên kia không phải thứ gì tốt. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên, sau khi Hào Tiểu Mai đi ra mở cửa, Quan Vĩnh Hạ với nụ cười tươi vui đi vào trong nhà. Nhưng khi hắn thấy Vương Tử Quân đang ngồi trên bàn cơm thì thật sự kinh hoàng. Vương Tử Quân nếu đi đến nhà Quan Vĩnh Hạ thì căn bản sẽ không có gì bất ngờ. Dù sao thì hắn và Vương Tử Quân từng có giao dịch một lần. Nhưng bây giờ Quan Vĩnh Hạ đến nhà Hào Nhất Phong và thấy Vương Tử Quân, hắn thật sự cảm thấy khó tin. Tên kia đã biết cúi đầu rồi sao? Dựa theo tính cách của Vương Tử Quân, đây tuyệt đối là người ra bài không theo quy tắc thông thường. Thế nhưng bạn nhiều thì có nhiều đường đi, người ta Vương Tử Quân chính là một người cực kỳ may mắn, vào thời điểm mấu chốt giống như luôn có người ẩn hình đứng giúp đỡ. Trợ giúp tên này xoay người trong xu thế khó khăn. Bí thư Hào Nhất Phong đã nhiều lần cảm thấy khó chịu, thế nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Quan Vĩnh Hạ cảm thấy Vương Tử Quân thân là bí thư thị ủy thành phố La Nam, có thể leo đến vị trí này, ngoài thông minh chắc tuyệt thì phải hiểu rõ thế sự, có năng lực phát triển kinh tế. Tất nhiên một sự việc không kém phần quan trọng chính là phải có chỗ dựa cứng ngắc ở cấp tỉnh hoặc thủ đô. Quan trường là một vùng nước đục, quá hỗn tạp. Mỗi người đều là một con nhện với mạng lưới quan hệ phức tạp. Dù anh có suy nghĩ ác ôn với Vương Tử Quân, thế nhưng anh căn bản cũng chỉ có thể cung kính với những người đứng sau Vương Tử Quân mà thôi. Hào Nhất Phong đưa mắt nhìn thùng quà của Vương Tử Quân, lão chợt cười nói. Bí thư Tử Quân, anh đưa thứ gì đến hối lộ tôi đây? Vương Tử Quân cảm thấy tặng quà cũng là một môn học vấn khá cao vời, nhưng phương pháp tặng quà của hắn lại cực kỳ có cá tính. Những người hắn thỉnh thoảng có liên hệ được chia làm 3 loại, một là loại người cần bợ đỡ, những người này chỉ dùng hành tinh chất, giá trị xa xỉ, hơn nữa đối phương thường nhận lễ mà tỏ ra không phải nhận lễ, nhưng sau đó lại ra tay giúp đỡ cho mình. Tuy người ta tỏ ra không quan tâm, thế nhưng lại cười nói rất vui vẻ, biểu hiện tốt đẹp. Người thứ hai chính là loại cần phải liên lạc cảm tình, Vương Tử Quân đều tặng cho những món đặc sản của thành phố La Nam. Cho dù là bí thư Hào Nhất Phong cũng không phải là ngoại lệ. Hắn đến mở miệng nói chuyện sẽ không có gì phải ngại, sẽ mở miệng cảm tạ sự giúp đỡ chân tình của lãnh đạo với thành phố La Nam, nói rằng có vài món tốt cần tặng cho lãnh đạo, mong ngài làm quảng cáo cho các món đặc sản của La Nam. Người thứ ba chính là thuộc hạ, Vương Tử Quân thỉnh thoảng cũng tặng lễ vật cho bọn họ, điều này làm cho người ta cảm thấy hắn là người bình dị gần gũi, lại có thêm hình tượng là bí thư bình dân. Chương 945, cạnh tranh cần lực lượng, hòa bình cần dũng khí.
Hào Nhất Phong thấy trong hộp quà của Vương Tử Quân có rượu huyền lộ dịch, thế là cười nói. Cậu là bí thư thành phố mà chỉ móc được hai chai huyền lộ dịch đến cho tôi thôi sao? Ba người Hào Nhất Phong, Quan Vĩnh Hạ và Vương Tử Quân cùng cười ha hả. Vương Tử Quân cảm thấy mình đến nhà Hào Nhất Phong đã khá lâu, thế cho nên đứng lên nói. Bí thư Nhất Phong, ngài và thư ký trưởng quan cứ bận rộn, tôi cũng không tiếp tục quấy rầy. Hào Nhất Phong đã sớm mong muốn Vương Tử Quân bỏ đi, thế nhưng lúc này lão vẫn tỏ ra khách khí một chút, nói rằng lần sau không có việc thì nên thường xuyên đến nhà chơi. Vừa rồi Hào Tiểu Mai nói chuyện rất vui vẻ và hợp ý với Vương Tử Quân, bây giờ có mặt Quan Vĩnh Hạ, Hào Nhất Phong lại không dám biểu hiện quá đáng, chỉ có thể giữ phong thái của mình. Này, chúng ta đã nói rõ rồi nhé, qua Tết tôi sẽ đến cô Yên Sơn chơi 2 ngày, đến lúc đó Bí Thư Vương cũng không thể tìm lý do chối từ được. Hào Tiểu Mai lên tiếng không khỏi làm cho Hào Nhất Phong phải nhíu mày. Quan Vĩnh Hạ thấy tình cảnh này cũng căn bản là cực kỳ khó hiểu, tình huống này làm hắn giật mình, Vương Tử Quân này có ý gì? Bí Thư Nhất Phong, Vương Tử Quân đến. Quan Vĩnh Hạ nói đến đây thì căn bản không tiếp tục nói thêm, hắn muốn lưu lại cho mình dư âm, cũng để chính mình có thể mở miệng chữa lời. Hào Nhất Phong nhìn vẻ mặt nghi vấn của Quan Vĩnh Hạ, trong tai nghe tiếng cười của con gái Hào Tiểu Mai, thế là thở dài một hơi nói. Hắn thì có khả năng gì? Chỉ là một con sói ba đuôi mà thôi. Tết đến thì Vương Tử Quân thật sự rất bận rộn, dù là việc trong nhà hay bên ngoài cũng cần phải có mặt hắn xử lý. Trong tỉnh Chiết Giang, vì Vương Quang Vinh không thể đi về, thế cho nên Vương Tử Quân dẫn một nhà đi vào trong khu nhà của Vương Lão Gia Tử. Lão Gia Tử thật sự rất vui vẻ vì cả nhà Vương Tử Quân đến ăn Tết, đặc biệt là thấy cháu là Tiểu Bảo Nhi thì càng cười đến mức không thể khép miệng. Dù là tiểu tử kia có những hành vi nghịch ngợm thì Vương Lão Gia Tử vẫn tươi cười như hoa. Điều làm cho mọi người giật mình chính là Vương Lão Gia Tử đã đi đến đoạn đường cuối cuộc đời thế nhưng vẫn chỉ huy tài xế ra đường tự mình mua lễ vật cho cháu bảo bối. Chỉ là mô hình ô tô mà ông cụ mua đã nhanh chóng bị Tiểu Bảo Nhi tháo dỡ, Vương Tử Quân phê bình Tiểu Bảo Nhi chỉ biết phá hoại, thế nhưng Vương Lão Gia Tử lại vui vẻ cùng cháu cầm những phần tách rời của mô hình để ráp qua ráp lại. Lúc này hai ông cháu cầm những phần linh kiện dùng hết sức lực để lắp ráp, bộ dạng đầy trách nhiệm, điều này không khỏi cả nhà cảm thấy buồn cười. Khi cô chú đến nhà thì bầu không khí càng thêm vui vẻ, cả nhà cùng dùng một bữa cơm náo nhiệt. Sau đó Vương Tử Quân và Vương Lão Gia Tử đến phòng làm việc uống trà, đồng thời còn có nhị thúc là Vương Giải Phóng đi theo. Ông nội, nước sôi đến. Vương Tử Hoa gõ cửa đi vào, trong tay là một ấm nước sôi. Vương Tử Quân đã đưa đến cho Vương Lão Gia Tử rất nhiều đồ điện hiện đại, thế nhưng tất cả bị ông cụ cho vào kho, ông vẫn giữ thói quen năm xưa, thật sự giống như ngoan cố đối với xã hội bên ngoài đang phát triển không ngừng. Nhà Lão Gia Tử vẫn sử dụng ấm điện kiểu cũ, lúc này Vương Tử Hoa đưa nước vào chỉ sợ làm phỏng ông cụ mà thôi. Một lần Vương Lão Gia Tử rất bất mãn với sự giác ngộ của đám cháu trai, ông hét lên. Hừ, một cái ấm nước sôi có gì mà lớn tiếng. Các người ăn cơm uống nước vui vẻ sung sướng thì xem thường nó sao? Tôi thấy các người ngày càng vong bản rồi. Thế là sau này tất cả mọi người căn bản không dám nói lời nào phàn nàn về những thiết bị cũ kỹ trong nhà ông, đành phải tùy ý ông cụ mà thôi. Đổ nước vào trong bình thủy. Vương Lão Gia Tử vung tay nói một câu với Vương Tử Hoa, sau đó cho hắn đi ra ngoài. Vương Tử Hoa nhìn Vương Tử Quân ngồi bên cạnh Lão Gia Tử mà không khỏi có chút ghen tuông. Lần này hắn chủ động đi vào chính là muốn được ông cụ giữ lại, thừa cơ hội tiến vào trong một cuộc họp nhỏ của gia đình mình. Không ngờ Lão Gia Tử lại vung tay nói Vương Tử Hoa đi ra ngoài, điều này đã nói rõ hắn căn bản chưa có tư cách để tham gia buổi trò chuyện lần này. Tuy Vương Tử Hoa cảm thấy không cam lòng, thế nhưng hắn vẫn phải cầm ấm nước đi ra. Ông nội, cho Tử Hoa vào, để cậu ấy uống trà cho vui. Vương Tử Quân cười cười với Vương Tử Hoa. Sau đó mới lên tiếng với Vương Lão Gia Tử. Vương Tử Quân nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của Vương Tử Hoa, thế nhưng hắn căn bản không thèm quan tâm đến chút ý nghĩ ghen ghét của đối phương. Dù sao bây giờ Vương Tử Hoa và hắn cũng không phải người ở cùng một cấp bậc, hơn nữa hai người còn là anh em một nhà, Vương Tử Quân căn bản không có quá nhiều đố kỵ. Ngồi xuống học tập một chút cũng tốt. Lão Gia Tử nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, sau đó vẫy tay với Vương Tử Hoa.
Vương Tử Hoa cười thật sự giống như hoa, hắn vội vàng đi đến châm trà cho mọi người. Vương Giải Phóng chợt nói. Cậu xem, lúc này cậu và anh của mình đã khác biệt thế nào rồi. Vương Tử Hoa không nói gì mà chỉ bĩu môi, biểu hiện hắn đã nghe thấy rõ ràng. Vương Tử Hoa ngồi xuống và lặng lẽ quan sát Vương Tử Quân, đó là người anh họ mặc trang phục ở nhà ngồi nhàn nhã ở bên kia, ngồi trước mặt ông nội mà căn bản là không có chút cảm giác tay chân thừa thãi. Vương Tử Quân nói chuyện với ông nội về tình hình của thành phố La Nam, tài ăn nói điêu luyện, tư duy nhanh nhạy, tuy mở miệng rất khoáng đạt nhưng cũng không thiếu lễ phép, thậm chí còn có lúc khách khí. Vương Tử Hoa thầm nghĩ, đến lúc nào mình mới nói cười được tự nhiên trước mặt lão gia tử như Vương Tử Quân chứ? Vương lão gia tử mở miệng nói một câu tán thưởng, sau đó chợt nói. Tử Quân, hai ngày trước có một người bạn cũ đến thăm tôi. Lão gia tử chợt nói chuyện làm cho Vương Tử Quân và Vương Giải Phóng có chút sững sờ, mà Vương Tử Quân lúc này xem như đã hiểu được thứ gì đó, nhưng hắn vẫn im lặng uống trà chờ lão gia tử nói cho xong. Vương Giải Phóng lại căn bản không hiểu rõ ý nghĩ của bố mình, trong lòng thầm kỳ quái không hiểu bố định nói gì. Người bạn cũ của tôi nói những chuyện về cậu. Lão gia tử dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Vương Tử Quân, biểu hiện rất hài lòng, nhưng câu nói này lại làm cho Vương Tử Hoa kinh ngạc không thôi. Người được lão gia tử gọi là bạn cũ thì Vương Tử Hoa biết đối phương có cấp bậc như thế nào, một tồn tại như vậy lại đặc biệt vì Vương Tử Quân mà đến tỉnh Chiết Giang. Ý nghĩa của nó là thế nào thì không cần nói cũng biết. Chính Vương Tử Hoa nhỏ hơn Vương Tử Quân vài tuổi nhưng chỉ đang lật đật ở cấp phòng mà thôi. Vương Tử Quân thấy lão gia tử không nói tiếp thì cười. Có phải là vì chuyện sang năm hay không? Chuyện sang năm, Vương Tử Hoa không thể nào hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì, nhưng Vương Giải Phóng biết tuyến trên đang cố ý để cho các vị bí thư thị ủy thành phố phát triển kinh tế tiến vào trong ban ngành thường ủy. Sự kiện này đã được nhiều người tuyên truyền, cũng có không ít người bắt đầu hoạt động. Vương Giải Phóng là một trong những vị lãnh đạo tỉnh ủy, lão đã gặp không ít người kéo đến tìm hiểu tin tức, thế nhưng lão cũng không quá đặt nặng sự việc này. Bây giờ nghe lão gia tử nói, Vương Giải Phóng chợt nghĩ đến một vấn đề, đó là cháu mình muốn tiến lên. Thường ủy tỉnh ủy, đây là một vũng nước đục. Bạn cũ của ông nói những gì? Vương Tử Quân rót trà cho lão gia tử. Sau đó dùng giọng nhẹ nhàng nói. Ông, có phải là cháu rất đáng tiền không? Ha ha ha, tiểu tử này đúng là, con cái đã lớn rồi mà vẫn còn bộ dạng như vậy. Lão gia tử dù phê bình Vương Tử Quân nhưng gương mặt vẫn là nụ cười vui vẻ khó che giấu. Vương Tử Hoa ở bên cạnh chú tâm lắng nghe, hắn chưa từng nghĩ đến sự việc này, bây giờ nó rơi lên người Vương Tử Quân. Nụ cười của ông cụ chậm rãi trở nên ngưng trọng. Lão uống một ngụm trà rồi mới nói. Cháu có giá trị rất cao. Bên kia nói chỉ cần lần này cháu thoát khỏi cạnh tranh, bọn họ sẽ bảo đảm 2 năm sau cháu tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy, đồng thời còn có thể cho bố cậu tiến lên một bước ngay bây giờ. Giọng nói của Vương lão gia tử tuy không quá cao thế nhưng lại giống như một vầng trăng sáng soi sáng cả không gian. 2 năm sẽ đẩy Vương Tử Quân lên thường ủy tỉnh ủy, còn làm cho Vương Quang Vinh tiến lên một bước. Thật sự đã là quá đủ rồi. Nếu không tham gia quá trình tranh chấp lần này, như vậy thì Vương Quang Vinh sẽ tiến lên một bước, điều này thật sự là hấp dẫn lớn với Vương gia. Dù Vương gia ở tỉnh Chiết Giang xem như là gia tộc có quyền, nhưng dù sao cũng chỉ là ở tỉnh Chiết Giang mà thôi, nếu như không có Lâm Trạch Viễn, Vương Quang Vinh căn bản không thể nào chạy ra khỏi Chiết Giang, không nói đến việc tiến lên một bước. Bây giờ cơ hội tiến lên một bước mở trước mặt Vương gia. Nếu thật sự là có cơ hội thì không nói làm gì, nhưng bây giờ chỉ cần Vương Tử Quân gật đầu, hai thứ tốt sẽ chui vào túi áo. Vương Giải Phóng thật sự có chút động tâm, không quan tâm vị trí hiện tại của anh mình là rất tốt, nếu như tiến thêm một bước thì căn bản là hơn chứ không kém, vị trí sẽ khác hẳn. Bố, người kia nói có chuẩn không? Vương Giải Phóng có chút do dự rồi dùng giọng không yên hỏi. Vương lão gia tử lúc này đặt hết tâm tư lên người Vương Tử Quân, chợt nghe Vương Giải Phóng lên tiếng, thế là trừng mắt nói. Cậu cảm thấy bạn cũ của tôi chạy từ xa đến chủ yếu là tìm vui thôi sao? Thật ra sau khi Vương Giải Phóng nói ra thì có chút hối hận, nhưng sự kiện này liên quan quá lớn, lão thật sự không nhịn được phải xác nhận rõ ràng. Lúc này lão gia tử mở miệng trách mắng, lão lại cảm thấy thả lỏng hơn.
Vương Giải Phóng có thể căn cứ vào lời nói của lão gia tử để thấy sự việc căn bản là cực kỳ chắc chắn, nếu Vương Tử Quân đồng ý, thực lực của Vương gia sẽ tăng tiến mạnh mẽ. Chương 946, trưởng thành cần thay mặt. Vương Tử Quân không nói lời nào chỉ ngồi đó uống trà, trong đầu liên tục bùng sóng. Điều kiện mà đối phương đưa ra thật sự khá dày, thế nhưng muốn thực hiện nó thì hắn phải trả giá bằng thời gian 2 năm của mình. Bỏ ra 2 năm, chính mình cần phải làm như vậy sao? Mình cần phải tiến lên, nhưng Vương Tử Quân có thể trả lời khẳng định với điều kiện kia, chẳng qua hắn được gì. Mà Vương lão gia tử lại có thái độ gì? Một ý nghĩ liên tục lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, lúc này ánh mắt mọi người trong phòng đều nhìn về phía hắn, chờ đợi ý kiến của hắn ở phương diện này. Vương Tử Quân trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn đặt ly trà xuống, sau đó bình tĩnh nhìn Vương lão gia tử rồi hỏi. Ông nội, điều kiện của bọn họ vẫn quá nhỏ, thật sự xem thường người ta. Vương Tử Hoa là người lăn lộn trong quan trường cũng là nhiều năm, tất nhiên biết rõ tiến lên là khó khăn như thế nào. Sau khi nghe xong câu nói của Vương Tử Quân thì hắn thật sự cảm thấy bất ngờ. Chỉ là 2 năm thì Vương Tử Quân có thể từ cấp giám đốc sở tiến lên phó bộ, chính hắn thì phí nhiều năm mà vẫn dậm chân tại chỗ, hắn cảm thấy mình và căn bản không biết đến bao giờ mới lên được cấp phó bộ. Vương Tử Quân trước mặt lại cho rằng điều kiện mà đối phương đưa ra là quá thấp, căn bản xem thường người ta, xem ra chênh lệch giữa hắn và Vương Tử Quân là quá lớn rồi. Nếu so sánh với con trai của mình thì Vương Giải Phóng thật sự là trầm ổn hơn nhiều lắm. Dù sao bây giờ lão cũng có chức phó bộ, có một số việc vẫn tương đối rõ ràng. Lão nhìn vào ánh mắt của Vương Tử Quân mà giống như hiểu được điều gì đó, mà chút ý nghĩ đó lại làm cho lão có chút run rẩy. Nếu thật sự là như vậy thì... Ha ha ha, Tử Quân thật sự là rất tốt, người ta cho ra điều kiện thì khẳng định là khả năng thắng rất lớn, nhưng nếu có cháu nhảy vào, như vậy thì khả năng sẽ nhỏ hơn, mà khả năng của cháu cũng rất nhỏ. Vương lão gia tử rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời của Vương Tử Quân, nhưng cuối cùng vẫn nói ra một câu cảnh tỉnh. Vương Tử Quân căn bản cũng nghĩ đến lời nhắc nhở của ông nội, hắn thật sự không nghi ngờ khả năng của người đã đi đến đưa ra điều kiện với ông nội của mình. Trong quan trường người người đều phải đứng thành hàng ngũ, Vương Tử Quân và Vương Quang Vinh là một đội. Lãnh đạo tuyến trên xem xét sự kiện này nhất định sẽ chú ý. Nếu như Vương Tử Quân rút lui, trên cơ bản sẽ mất đi sự giúp đỡ từ phía đối phương. Nếu thật sự xem xét kỹ càng thì mất đi vị trí thường ủy tỉnh ủy cũng là đáng, vì dù có cạnh tranh thì Vương Tử Quân cũng chưa chắc có thể 100% chiến thắng. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của ông nội, hắn chỉ châm trà giúp ông mà căn bản không nói gì. Thế nhưng vẻ mặt lại xem như một câu trả lời cho Vương Giải Phóng ở bên cạnh. Tiếng pháo vang lên trong đêm, lúc này trong một căn tứ hợp viện đầy không khí đoàn viên gia đình ở thủ đô, bầu không khí đang rất náo nhiệt. Nguyễn Chấn Nhạc là trưởng tôn của Nguyễn gia, hắn đang cầm theo chai rượu để rót vào ly cho các vị trưởng bối. Nguyễn gia có một quy củ, chính là vào dịp Tết thì cả nhà phải cùng nhau tụ tập dùng cơm đoàn viên. Mặc kệ anh ở trời Nam đất Bắc, quy củ này phải tuân thủ tuyệt đối, thế cho nên một gian phòng khách rất lớn đã bị lấp đầy. Nguyễn lão gia tử có tổng cộng 3 người con, 2 trai 1 gái. Bố của Nguyễn Chấn Nhạc là Nguyễn Kính Vân, con trai đầu trong Nguyễn gia, hiện tại đang làm chính ủy đại quân khu, nhị thúc của Nguyễn Chấn Nhạc và tam thúc đều không tham gia chính trường, thế nhưng lại là những người phát triển mạnh mẽ trong thương trường. Trong buổi tụ hội lần này thì Nguyễn lão gia tử và Nguyễn Kính Vân chính là 2 đại nhân vật trên bàn, đại biểu cho thế hệ thứ 3 của Nguyễn gia cũng chỉ có một mình Nguyễn Chấn Nhạc mà thôi. Bố, rượu này rất ngon, uống rất tốt, hơn nữa nó còn có tác dụng khá hay, ngài nên uống thêm vài ly. Chồng của cô Nguyễn Chấn Nhạc chính là một vị phó chủ tịch tỉnh Phương Nam, là một người làm cho người ta sinh ra cảm giác nho nhã. Lúc này hắn đang nâng một chai rượu lên rót cho Nguyễn lão gia tử. Thời gian phong vân năm xưa đã qua, lúc này Nguyễn lão gia tử chủ yếu là hưởng thụ những trò vui nhân gian vào tuổi già. Hiện tại gương mặt lão rất hồng hào, rất vui vẻ, nhìn qua có vẻ rất tinh thần. Anh Toại Hâm, tôi rất thích uống loại rượu này. Tam thúc của Nguyễn Chấn Nhạc chính là Nguyễn Kính Thuật, trước kia vì nhỏ tuổi nhất nên có thói quen tùy tiện, bây giờ nhìn thấy bình rượu khá khác lạ, thế là có ngay hứng thú. Hắn dùng giọng không chút lịch sự nói với Lý Toại Hâm. Sau đó cầm lấy chai rượu và cười ha hả.
Lý Toại Hâm là con rể của Nguyễn gia, hắn vẫn là người cực kỳ cẩn thận khi tiếp xúc với người Nguyễn gia, đồng thời cũng hiểu rõ tính cách của Nguyễn Kính Thuận. Vì vậy lúc này bị Nguyễn Kính Thuận cướp lấy chai rượu nhưng vẫn không tỏ ra khó chịu, hắn còn cười nói. Kính Thuận, rượu này thật sự rất tốt, tôi uống vào một chai mà cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Nguyễn Kính Thuận nhìn chai rượu, lại lầm bầm. Huyền Lộ Dịch, hình như đã được nghe nói ở đâu thì phải. À, chính là một loại rượu bảo vệ sức khỏe của công ty Bất Lão Khang, trong công ty của tôi có nhiều người uống loại rượu này, đều khen không dứt. Nhị thúc của Nguyễn Chấn Nhạc là Nguyễn Kính Chiết, lão gắp một miếng thức ăn ổi nói. Là rượu đến từ tỉnh Sơn Nam sao? Này Chấn Nhạc, cháu ở tỉnh Sơn Nam, cháu nói xem rượu này được làm thế nào? Nguyễn Kính Thuận nhìn qua nhãn hiệu của chai rượu, sau đó thấy nơi sản xuất, thế là không khỏi mở miệng hỏi Nguyễn Chấn Nhạc. Dù là tam thúc của Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng trong nhà thì Nguyễn Kính Thuận lại rất tôn trọng đứa cháu Nguyễn Chấn Nhạc của mình. Hắn biết Nguyễn Chấn Nhạc sau này sẽ có tương lai vô hạn, thế nên cũng không bỏ qua tình huống được hưởng chút hào quang trên người Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc lúc này có tâm tình rất tốt, dù sao thì cơ hội để cả nhà tập trung lại cũng là khó có được, nhưng sau khi nghe đến ba chữ Huyền Lộ Dịch thì tâm tình có chút ngột ngạt. Tổng sản lượng kinh tế năm nay của thành phố La Nam chỉ kém thành phố Đông Bộ một chút mà thôi, điều này làm cho Nguyễn Chấn Nhạc cực kỳ mất vui, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực rất sâu. Sang năm Trung ương sẽ cho ra chỉ thị đưa các vị bí thư thị ủy thành phố phát triển kinh tế vào thường ủy tỉnh ủy, hắn và Vương Tử Quân căn bản là đối thủ khó thể tránh khỏi. Dù trạng thái phát triển của thành phố La Nam bây giờ vẫn căn bản còn chưa vượt qua thành phố Đông Bộ, thế nhưng với xu thế hiện tại, chỉ cần một năm trôi qua, Đông Bộ sẽ bị thành phố La Nam bỏ lại sau lưng. Nguyễn Chấn Nhạc và Vương Tử Quân là hai người một trước một sau tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy Đông Bộ và La Nam, khi đó hai bên chênh lệch như thế nào thì đám lãnh đạo tỉnh Sơn Nam đều hiểu rất rõ ràng. Chương 947, đã sinh du sao còn sinh lượng. Một đối thủ là Vương Tử Quân tạo ra áp lực không nhỏ chút nào cho Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ rằng Tết nhất sẽ làm giảm bớt áp lực mà mình đang gánh chịu, thế nhưng không ngờ vào bữa tiệc rượu đoàn viên của gia đình mà cái tên Vương Tử Quân vẫn xuất hiện, đúng là âm hồn không tan. Nguyễn Chấn Nhạc biết rõ ràng tình huống của loại rượu Huyền Lộ Dịch, rượu này đã làm cho công ty Bất Lão Khang và đạo quán Tam Thanh kiếm được rất nhiều tiền, đồng thời cũng là một nguồn tài chính dồi dào cho thành phố La Nam. Hơn nữa nếu so sánh với những thứ kia thì điều làm cho Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy không thoải mái chính là loại rượu Huyền Lộ Dịch cũng là thành tích của Vương Tử Quân. Lúc này Nguyễn Chấn Nhạc không quá vui vẻ nhưng lại cũng không muốn Nguyễn Lão Gia Tử mất vui, dù sao thì lúc này cũng là Tết nhất, Nguyễn Chấn Nhạc cũng không muốn ông nội mất tinh thần. Tam thúc, rượu Huyền Lộ Dịch này thật sự rất ngon. Nguyễn Chấn Nhạc nói xong thì giống như lại cảm thấy giọng nói của mình có chút khô cứng, thế là nói tiếp. Nghe nói đến tôi uống vào có thể tăng cường gân cốt, thật sự có chỗ tốt, thế nhưng cháu chưa từng thử qua, thật sự còn chưa biết thật giả thế nào. Người khác căn bản không nhìn ra cảm xúc của Nguyễn Chấn Nhạc, Nguyễn Kính Chiết chợt cười nói. Đối với loại rượu thuốc này thì nên tin tác dụng của nó là thật, tạm thời uống thử một chút rồi nói sau. Nguyễn Kính Chiết giống như muốn đánh lạc hướng chủ đề, thế nhưng Nguyễn Kính Thuận ở bên cạnh lại nói. Là công ty chi nhánh của Bất Lão Khang ở thành phố La Nam sao? Chấn Nhạc, thành phố La Nam là nơi nào? Sao chú chưa từng nghe qua? Nguyễn Kính Thuận luôn công tác trong xí nghiệp, thật sự căn bản không biết rõ các thành phố bên ngoài. Nhưng Nguyễn Kính Chiết đang uống rượu mà vẻ mặt chợt biến đổi, nếu so sánh với em trai thì lão căn bản biết khá rõ về tình huống của Nguyễn Chấn Nhạc. Dù không ai nói rõ ràng nhưng trong thủ đô có nhiều người lén lút nói với nhau. Đó là Nguyễn Chấn Nhạc căn bản gặp đối thủ ở tỉnh Sơn Nam, chính là bí thư thị ủy La Nam, Vương Tử Quân. Lúc đầu Nguyễn Kính Chiết căn bản còn không quan tâm đến những lời nghị luận to nhỏ kia, nhưng khi lão tiến hành điều tra những thông tin liên quan đến Vương Tử Quân, lão chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy kinh hoàng. Vương Tử Quân là con rể của Mạc gia, mới hơn 30 mà đã là bí thư thị ủy, điều này làm cho Nguyễn Kính Chiết cảm thấy không thể xem thường. Điều làm lão giật mình nhất cũng không phải là phương diện này, mà chính là tốc độ phát triển kinh tế của thành phố La Nam, trong 2 năm phát triển hơn 100%, đó là quan điểm gì? Thuận theo sự coi trọng ngày càng cao của lãnh đạo Trung ương với tình hình phát triển kinh tế của các thành phố tuyến dưới,
như vậy các vị bí thư thị ủy các thành phố phát triển sẽ ngày càng đẩy lên vị trí quan trọng. Vương Tử Quân là người có thành tích quá tốt ở phương diện phát triển kinh tế, hơn nữa còn là một cán bộ cực kỳ trẻ tuổi, thế nên có thừa khả năng làm đối thủ của Nguyễn Chấn Nhạc. Lần này Nguyễn Chấn Nhạc sở dĩ xuống bên dưới chính là lợi dụng độ tuổi để tìm ra cơ hội phát triển cho mình, thừa cơ tiến lên ban ngành lãnh đạo cấp tỉnh, như thế sẽ thuận lợi cho con đường phát triển mai sau. Nguyễn Kính Chiết chưa từng hoài nghi về những hoài bão mà Nguyễn Chấn Nhạc đang ôm ấp, nhưng bây giờ lão thật sự cảm thấy lo lắng cho cháu trai của mình. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua Nguyễn Kính Thuận rồi nói. Tam Thúc, thành phố La Nam ở khu vực phía nam tỉnh Sơn Nam. Một câu trả lời của Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là rất bình thường, không có chút vấn đề. Hơn nữa giọng điệu của hắn rất bình thản, căn bản không thể nào nghe rõ hắn có chút biểu cảm vui buồn gì. Khi mọi người chi xem đó là một sự việc nho nhỏ chen vào bàn tiệc, Nguyễn Lão Gia Tử nãy giờ không lên tiếng chợt nói. Chấn Nhạc, cháu có biết nhiều về thành phố La Nam không? Nguyễn Lão Gia Tử lên tiếng làm cho bầu không khí chợt trở nên bình tĩnh hơn. Khắp chung quanh không còn vang lên âm thanh nào, cả đại sảnh chợt trở nên yên ắng. Nguyễn Chấn Nhạc đón ánh mắt của ông nội, trong lòng chợt nghĩ đến những gì mình hiểu về ông cụ. Hắn biết rõ nếu ông không quan tâm đến vấn đề nào đó, như vậy sẽ căn bản không dùng giọng trịnh trọng để lên tiếng thăm hỏi, sẽ không nhân cơ hội hôm nay để hỏi mình về việc này. Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên hiểu rõ về thành phố La Nam, không phải chỉ là tình huống phát triển của La Nam. Hắn không những tìm hiểu mà đã từng nghiên cứu qua một lượt. Tất nhiên vì hiểu rõ nên lòng tin của Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là giảm xuống hơn phân nửa, hắn bắt đầu cảm thấy có chút lay động. Ông nội, La Nam là một trong những thành phố phát triển kinh tế mạnh mẽ nhất tỉnh Sơn Nam, 2 năm qua liên tục phát triển hơn 100%, thật sự là thành phố quật khởi, được xưng là đầu tàu phát triển kinh tế của tỉnh. Nguyễn Chấn Nhạc trầm ngâm giây lát rồi nói ra đáp án của mình. Dù Nguyễn Chấn Nhạc tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại thầm lo lắng, tim đập mạnh hơn, chỉ sợ câu trả lời của mình không hợp với ý nghĩ của ông nội. Sau đó hắn không khỏi oán hận thầm nghĩ. Vương Tử Quân này nhất định là xung khắc với mình, nếu không vì sao vào đúng dịp lễ Tết vui vẻ lại nhảy ra quấy phá như vậy. Bàn của Tào Chân Nhi ngồi căn bản không cách quá xa bàn Nguyễn Chấn Nhạc, vừa rồi âm thanh vang lên khắp bốn phía. Thế cho nên nàng căn bản không nghe được những gì đang được bàn bạc bên kia. Lúc này không khí trầm lắng, mới biết bàn bên kia đang nói về những gì có liên quan đến chồng mình. Lần này chồng của Tào Chân Nhi gặp phải đối thủ rất mạnh. Khi mà thành phố La Nam liên tục phát triển quật khởi trong tỉnh Sơn Nam, ánh mắt của nàng bắt đầu quan sát thành phố La Nam, cũng quan sát Vương Tử Quân. Tào Chân Nhi là một người phụ nữ liên tục thúc đẩy chồng tiến lên. Tất nhiên phương diện này nàng sẽ chú trọng hơn bất kỳ ai khác. Hơn nữa sau lưng của Vương Tử Quân căn bản còn có một bóng hồng mà nàng rất ghen ghét. Nhưng khi càng quan sát thì Tào Chân Nhi càng cảm thấy tương lai ảm đạm của chồng mình trong quá trình cạnh tranh lần này. Thành phố La Nam có bước nhảy vọt về kinh tế, Vương Tử Quân đã có cơ sở cực kỳ vững chắc trong tỉnh Sơn Nam, dù là ở thành phố cũng có người nhắc đến tốc độ phát triển của La Nam. Thành phố La Nam và đặc biệt là tốc độ phát triển của thành phố La Nam. Những lời nói và lời tán dương thật sự là khẳng định với quá trình phát triển của La Nam, nếu người người tỏ ra tán thành, như vậy vị trí của chồng Tào Chân Nhi ở thành phố Đông Bộ sẽ ngày càng ảm đạm. Tào Chân Nhi là người biết rõ nhất về những cố gắng của chồng mình. 2 năm qua thành phố Đông Bộ không ngừng phát triển kinh tế, hạng mục tiến vào không ít, thế nhưng nếu so sánh với La Nam thì căn bản không cùng một cấp độ. Có lúc Tào Chân Nhi thậm chí còn sinh ra nghi hoặc, thầm nghĩ Vương Tử Quân không phải là có núi vàng đấy chứ. Vì sao lại kéo được nhiều hạng mục có thể thúc đẩy tăng trưởng như vậy? Mà những công ty kia đến thành phố La Nam thì có được cái lợi gì hơn những thành phố khác? Chân Nhi, cháu và Chấn Nhạc cũng nên có con là vừa. Cháu cũng không còn nhỏ nữa, không thể cứ ở mãi như vậy, Lão Gia Tử thật sự đang rất chờ mong. Khi Tào Chân Nhi đang suy nghĩ về tình hình của thành phố La Nam, nhị thẩm ở bên cạnh chợt cười hỏi. Tào Chân Nhi vốn đang bay bổng theo những ý nghĩ của mình, bây giờ nàng lại bị kéo về hiện thực. Có con sao? Mình sao không muốn có con? Nhắc đến sự việc này thì Tào Chân Nhi đành phải nở nụ cười miễn cưỡng nói. Chấn Nhạc nói 2 năm tới chủ yếu coi trọng sự nghiệp. Chân Nhi, đừng nghe những gì nó nói,
dù sự nghiệp quan trọng nhưng sanh con cũng cần phải căn cứ vào độ tuổi nhất định. Lúc này cháu đang ở vào độ tuổi sinh sản, điều này cũng không phải là nói đùa, chúng ta. Cô của Nguyễn Trấn Nhạc bây giờ cũng là một người phụ nữ thành công, bà mở miệng nói lời khuyên với Tào Chân Nhi. Tào Chân Nhi nghe những lời nói như vậy mà hai mắt cảm thấy cay cay, thiếu chút nữa thì chảy nước mắt. Nguyễn Trấn Nhạc và nàng đã kết hôn vài năm qua, nàng thật sự cố gắng làm một người vợ tốt, thế nhưng mãi mà vẫn chưa có con. Sau đó nàng bắt đầu nhẫn nại, thế nhưng một người với tính tình cường thế như nàng có nhẫn nại cũng là một con hồ ly rình rập sẵn. Bây giờ trong mắt Nguyễn Trấn Nhạc thì nàng đã từ hồ ly hóa thành hổ rồi. Nhưng có thể trách Tào Chân Nhi được sao? Một người phụ nữ được học tập bên Mỹ, sau đó anh không thể nào dùng tình yêu để có thể hạ gục được nàng, như vậy anh có thể làm gì được nàng nữa? Nguyễn Trấn Nhạc rơi vào tình huống như vậy, chỉ có thể cảm thấy uất nghẹn và buồn bực, đồng thời cũng luôn tự hỏi vì sao nàng không sinh con cho mình. Có vài lần Tào Chân Nhi thật sự muốn có đột phá trong cuộc sống. Mỗi lần như vậy thì Nguyễn Trấn Nhạc quay về sẽ thấy một Tào Chân Nhi đang hào hứng nấu cơm canh, chờ mình về dùng cơm, mong muốn cuộc sống tốt đẹp được bắt đầu. Nhưng khi hai người đi ngủ thì giống như có phát sinh chướng ngại vật, trạng thái đáng xấu hổ là khó thể tiến vào. Nguyễn Trấn Nhạc thật sự có chút ngượng ngùng, nói thật lòng thì căn bản là nghệ thuật quá kém. Hai người dù thật sự không có nhiều kinh nghiệm, thế nhưng ít nhất thì cũng như hai ngọn núi lửa, có thể bùng nổ phun trào. Chẳng qua lại chưa từng thành công trong bóng tối. Nguyễn Trấn Nhạc chợt sinh ra cảnh giác, nếu cứ tiếp tục như vậy rõ ràng là không ổn. Nguyễn Trấn Nhạc đang ở trong quan trường, nếu như hôn nhân tan vỡ, như vậy mọi chuyện sẽ không xong. Vì thế Tào Chân Nhi mới cố gắng nhẫn nhịn chồng mình. Dù là Tào gia hay Nguyễn gia thì Tào Chân Nhi vẫn cố gắng cùng chồng biểu hiện trạng thái phu thê ân ái. Lúc này nàng bị người nhà Nguyễn Trấn Nhạc lên tiếng khuyên nhủ. Không khỏi cảm thấy tâm sự bị người ta nhìn thấu, thế là vô thức dùng tay chèn lên ngực, cảm thấy trái tim giống như muốn phá ngực nhảy ra ngoài. Trong lòng nàng giống như xuất hiện một lỗ hổng, áp lực bên trong giống như muốn tuôn trào. Nhưng nàng căn bản không thể nào bày tỏ tâm sự của mình, nếu như nàng nói ra, nàng sẽ nhận lấy đả kích. Vì một mục tiêu chung, nàng nhất định phải nhịn, thậm chí là hai vợ chồng cũng phải nhẫn nhịn. Bầu không khí trong phòng trở nên tích cực hơn, Nguyễn lão gia tử cảm thấy bầu không khí mất vui, thế cho nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Sau khi mọi người dùng cơm xong thì tất cả hoạt động mới chỉ là bắt đầu, Nguyễn lão gia tử gọi nhóm người quản sự của Nguyễn gia vào phòng làm việc của mình. Trấn Nhạc, chuyện sang năm trên cơ bản đã được quyết định. Nguyễn lão gia tử ngồi trên mặt ghế trầm giọng nói. Nguyễn Trấn Nhạc ngồi thẳng người lên, hắn đã nghĩ khá nhiều về sự kiện này. Trong lòng thật sự hy vọng mình có thể cùng Vương Tử Quân tranh chấp một lần theo kiểu quang minh chính đại, nhưng hắn lại có một hy vọng khác còn lớn hơn. Chỉ cần Nguyễn lão gia tử của bọn họ cứng tay một chút, cho dù Vương Tử Quân có năng lực lớn thế nào cũng chỉ có thể chờ mình tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam trước một bước mà thôi, như vậy chính hắn sẽ có cơ hội tiến lên vị trí ngày càng cao hơn. Rất nhiều địa phương trên cơ bản đã được quyết định rõ ràng. Nguyễn lão gia tử nói đến đây thì hơi dừng lại, sau đó nói. Nhưng tỉnh Sơn Nam còn chưa có gì. Bố nói vài câu với trưởng Ban Dương, coi như quyết định cho xong, cũng không thể làm lỡ dịp tốt của Trấn Nhạc được. Nguyễn Kính Thuận dù là người tùy tiện nhưng lại hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc này. Hắn biết rõ với tình huống trước mắt thì đại ca của mình căn bản là không thích hợp lên tiếng, thế cho nên hắn phải trực tiếp nói với bố. Nguyễn Kính Thuận nói làm cho Nguyễn lão gia tử trừng mắt lên nhìn, điều này không khỏi làm cho Nguyễn Kính Thuận cảm thấy hoảng sợ. Tình huống tỉnh Sơn Nam cũng chỉ có thể dựa vào chính Trấn Nhạc mà thôi. Nguyễn lão gia tử nói đến đây thì ánh mắt chợt lóe lên. Phía bên kia căn bản không buông tay với sự kiện này. Bọn họ làm gì được Trấn Nhạc của chúng ta chứ? Nguyễn Kính Thuận nghe được tin tức này thì chợt kinh ngạc. Thế nhưng hắn cũng chỉ là một trong số những người kinh hoàng ở nơi đây, vì bọn họ biết lão gia tử nói như vậy có nghĩa là gì. Tâm tình của Nguyễn Trấn Nhạc chợt trở nên ngưng trọng, hắn biết sự kiện này mình căn bản không thể hy vọng vào những lời bày tỏ của cán bộ thượng tầng, vì phía sau Vương Tử Quân căn bản cũng có người nâng đỡ. Nguyễn lão gia tử nhìn con trai của mình, sau đó lại nhìn Nguyễn Trấn Nhạc, trong lòng chợt bùng lên cảm giác khổ sở. Lão chợt lên tiếng. Có những thành tích mà người ta căn bản không thể nào xóa đi được.
Tốc độ phát triển của La Nam và Đông Bộ là chênh lệch quá lớn, hơn nữa bí thư thị ủy La Nam lại là cán bộ trẻ cực kỳ có năng lực, thế nên căn bản là ai cũng phải coi trọng. Bố, nếu biết rõ phải gặp một người như vậy, lúc đó không nên cho Trấn Nhạc đến thành phố Đông Bộ. Bố của Nguyễn Trấn Nhạc thật sự hiểu rõ sự kiện này, lão có hơi trầm ngâm, sau đó dùng giọng có chút hối hận nói. Hồ đồ! Nguyễn lão gia tử nhìn thoáng qua con trai trưởng của mình rồi lạnh giọng nói. Người không trải qua mưa gió sao có thể phát triển được? Trấn Nhạc, tôi và các vị chiến hữu đã thương lượng xong, sự kiện này cháu chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ khi nào cháu xuất lực làm cho người ta tin phục, như vậy cháu mới có được lực thuyết phục để tiến lên. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn ánh mắt của lão gia tử, hắn trầm giọng nói. Ông nội cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của mọi người. Dù Nguyễn Trấn Nhạc biểu hiện cực kỳ tự tin trước mặt ông nội, thế nhưng khi nghĩ đến những kinh nghiệm mình có được khi đến tỉnh Sơn Nam, hắn thật sự cảm thấy không yên. Có lúc Nguyễn Trấn Nhạc xem trọng một hạng mục, thế nhưng Vương Tử Quân giống như âm hồn không tan luôn dò ngó nội tâm của người khác, luôn nhanh chân hơn tiến lên cướp mất, kéo đến thành phố La Nam. Hơn nữa hai người ở trong mối cạnh tranh vô hình, Vương Tử Quân giống như một tướng quân bất bại, chính mình căn bản còn có thể làm được gì nữa. Nguyễn Trấn Nhạc thật sự sinh ra cảm thán, đã sinh du sao còn sinh lượng. Chương 948, lãnh đạo giúp đỡ tôi. Nguyễn Trấn Nhạc thật sự có tâm tình khá bàng hoàng, trong đầu lóe lên những cái tên lãnh đạo thành phố phát triển kinh tế tiến vào thường ủy tỉnh ủy. Bây giờ trong tỉnh Sơn Nam ngoài thành phố Sơn Viên và thành phố An Dịch là không cần phải xem xét, đối thủ của Nguyễn Trấn Nhạc chỉ có thể là Vương Tử Quân của thành phố La Nam. Hiện người ở hai thành phố có tốc độ phát triển mạnh mẽ như nhau, dù ngoài mặt thì thành phố Đông Bộ với tốc độ phát triển kinh tế xếp hạng 3, thế nhưng thực tế thì Nguyễn Trấn Nhạc biết rõ bất lợi đang ở phía mình. Nếu như thành phố La Nam tiếp tục bảo trì tốc độ phát triển hiện tại, như vậy vượt qua thành phố Đông Bộ của mình chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Reng reng reng, năng tiếng chuông đồng hồ làm cho Nguyễn Trấn Nhạc xóa bỏ những suy nghĩ mông lung của mình. Hắn nhìn lên màn pháo hoa trên không trung, thế là trong lòng sinh ra cảm giác ảm đạm. Nguyễn Trấn Nhạc về phòng thì Tào Chân Nhi còn chưa ngủ, nàng cầm một quyển tạp chí đọc rất say mê. Anh về rồi à? Khi thấy Nguyễn Trấn Nhạc thì Tào Chân Nhi đặt quyển tạp chí xuống rồi dùng giọng bức thiết nói. Lão gia tử có ý kiến thế nào với chỉ thị cho các bí thư thị ủy thành phố phát triển kinh tế tiến vào thường ủy tỉnh ủy? Nguyễn Trấn Nhạc không trả lời ngay. Gương mặt mệt mỏi cùng cực, hắn dùng giọng buồn bực không vui nói. Phải dựa vào chính mình. Chính anh sao, lão gia tử có phải đang nói đùa không? Tào Chân Nhi thở hổn hển nói, nhưng nàng là một người phụ nữ thông minh, nàng biết rõ mình căn bản không thể nào nổi giận được với Nguyễn lão gia tử. Quả nhiên dù Tào Chân Nhi đã dừng lời nhưng vẫn xem như chọc giận Nguyễn Trấn Nhạc, hắn dùng ánh mắt bực tức nhìn Tào Chân Nhi rồi lạnh lùng nói. Này! Chính mình thì sao? Em nghĩ rằng chính anh không làm gì được à? Tào Chân Nhi chợt cảm thấy không còn gì để nói, nàng xoay người bước xuống giường, sau đó lấy ra một gói thuốc dành cho nữ, dùng hai tay kẹp thuốc và châm lửa rất ưu nhã. Một lát sau, một làn khói thuốc được phun ra từ cặp môi hồng của nàng. Nguyễn Trấn Nhạc ngồi xuống đối diện với Tào Chân Nhi, giống như căn bản không thấy những biểu hiện châm lửa đốt thuốc của nàng. Hai ngày trước em trai đã đưa đến cho em vài thứ, anh xem qua đi. Tào Chân Nhi nói rồi lấy từ trong túi của mình ra vài thứ đưa cho Nguyễn Trấn Nhạc. Nếu đánh giá khách quan thì Tào Viễn em trai của Tào Chân Nhi là người có tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, thật sự như ánh mặt trời ban trưa ở thủ đô. Người này lúc nào cũng tây phục chói mắt, anh hùng khí khái, hơn nữa còn là người nghĩa khí, ra tay hào phóng, có rất nhiều người tập trung chung quanh. Nhưng trong mắt Nguyễn Trấn Nhạc thì cậu em trai của Tào Chân Nhi được xưng là công tử thủ đô chỉ giống như một thằng ngu, căn bản cực kỳ xem thường. Tên khốn Tào Viễn kia xem như bị đám trưởng bối Tào gia làm cho hư hỏng, thuần túy là hạng người cặn bã của xã hội. Người này ngoài biết vài mánh khóe để kinh doanh, căn bản tất cả tâm tư đều đặt trên phương diện trêu hoa ghẹo bướm. Trước mặt gái thì tiểu vương không gì là không thể, mồm mép trơn trượt như lươn. Đùa cợt phụ nữ coi như một phương diện cực kỳ thuận tay và thành thạo, gặp gái là có thể xuất ra tất cả bản lĩnh cha sinh mẹ đẻ của mình. Tào Viễn thật sự rất khách khí với anh rể là Nguyễn Trấn Nhạc,
nhưng Nguyễn Chấn Nhạc căn bản luôn cảm thấy em vợ mình không ra thể thống gì, hắn luôn cảm thấy trong người mình chảy dòng máu ưu việt. Có một lần hắn và Tào Chân Nhi cãi nhau, Tào Viễn đi vào nhà nhìn thấy mà không khỏi dùng giọng kinh ngạc hỏi. Chị, người có gia đình như anh rể cũng dễ nổi nóng vậy sao? Nguyễn Chấn Nhạc cũng là con cháu một đại gia tộc ở thủ đô, nhưng lời nói của Tào Viễn giống như phá đá tìm vàng. Nguyễn Chấn Nhạc căn cứ vào sự trưởng thành của mình để hiểu rõ đám người nhà Tào Chân Nhi, hắn lấy nàng cũng là vì bên kia cũng có thể quan tâm đến tương lai của hắn như Nguyễn gia, nhưng vì hai bên gia tộc ngang nhau nên Nguyễn Chấn Nhạc càng thêm ghét Tào Viễn. Vì vậy sau khi nghe Tào Chân Nhi nói có vài thứ Tào Viễn tìm ra được đưa đến cho mình, hắn không nhịn được phải lên tiếng cắt lời. Em nên nói cậu ấy đừng tiếp tục quấy rối anh là được rồi, có gì tốt thì tự giữ lấy mà dùng. Nguyễn Chấn Nhạc, anh không nên cứ mãi dùng ánh mắt xem thường nhìn em của tôi thấy lương tâm của anh bị chó tha mất rồi. Tào Chân Nhi thật sự rất tức giận, nàng cũng không tiếp tục nhẫn nhịn, thế là lớn tiếng với Nguyễn Chấn Nhạc, cũng không quên đưa tấm hình trong tay lên. Đó là một tấm ảnh một nam một nữ, hơn nữa người đàn ông mà Nguyễn Chấn Nhạc căm hận trên tấm ảnh có phong độ nhẹ nhàng, gương mặt là nụ cười nhàn nhạt cực kỳ trưởng thành và tự tin. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn người đàn ông kia mà không khỏi sinh ra một cảm giác điên cuồng, hắn nhìn thoáng qua Tào Chân Nhi, hắn căn bản không thể nào khống chế tâm lý của mình, thế nên dùng giọng chế nhạo nói. Thế nào, em của cô có hứng thú với người đàn ông này sao? Vì sao hắn không đưa đến cho cô một tấm hình lõa thể chứ? Anh đúng là khốn kiếp. Tào Chân Nhi chợt mở miệng mắng, sau đó dùng chiếc gối ném về phía Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc lúc này mới ý thức được lời nói của mình thật sự có chút quá quát. Tào Chân Nhi dù là người tính cách bất thường nhưng phương diện tác phong căn bản là không thể bắt bẻ được, ngược lại chính hắn là người thấy gái thì động tâm. Nếu như không phải hắn là người nắm chắc, thiếu chút nữa thì đã ép Tào Chân Nhi vào thế nổi điên, thế nên không khỏi cầm lấy cái gối rồi dùng giọng van nài nói. Là anh không đúng, anh xin lỗi. Anh đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không biết được nhân tâm tốt. Anh dùng mắt chó của mình mà nhìn tấm ảnh này xem, nói không chừng vị trí thường ủy tỉnh ủy của anh sẽ được trông cậy vào tấm ảnh này đây. Tào Chân Nhi cũng cố gắng áp chế lửa giận của mình, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói. Thứ này thì có cái gì, chỉ là một tấm ảnh cuộc sống bình thường, nếu như là ảnh nút thì có lẽ sẽ dùng được. Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng mệt mỏi nói. Dù là đối thủ của nhau nhưng Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không thể không thừa nhận Vương Tử Quân trong tấm hình cực kỳ có khí thế. Anh nhìn vào cổ tay của anh ta, xem trên cổ tay của anh ta là thứ gì. Tào Chân Nhi dù thầm hận không thôi, thế nhưng nàng nói đến đây thì khóe miệng có chút đắc ý. Trở lại thành phố La Nam công tác, đầu xuân có thể nói là mùa bận rộn của Vương Tử Quân, hắn chạy từ thành phố Ma Đô về tỉnh Chiết Giang. Thật sự tốn rất nhiều thời gian chạy qua lại trên đường. Nhưng tóm lại thì mùa xuân vừa qua cũng là một dịp tốt, đặc biệt là thời gian ở cùng lão gia tử, điều này làm hắn cảm thấy vui vẻ. Nếu như dựa theo hướng đi của kiếp trước, qua Tết sẽ là thời điểm mà Vương lão gia tử một đi không quay lại. Nhưng bây giờ sức khỏe của ông cụ rất tốt, thế là Vương Tử Quân không khỏi sinh ra cảm giác vui mừng. Nhưng cũng không có gì là hoàn mỹ. Chính là Mạc lão gia tử thì sức khỏe rất kém, tuy tinh thần vẫn còn tỉnh táo nhưng phần lớn thời gian chỉ có thể ở trên giường mà thôi. Mạc Tiểu Bắc giống như cũng cảm ứng được điều gì đó, vì thế khi Vương Tử Quân quay về thành phố La Nam, nàng cũng không tiếp tục về nhà mà đưa con về thủ đô. Vương Tử Quân giống như lại rơi vào trạng thái cuộc sống độc thân, hắn về nhà muốn tìm cho mình một thời gian thảnh thơi, thế nên lấy sách ra đọc, chẳng qua bây giờ hắn thật sự không có tâm tư đọc sách. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, đầu óc hắn chỉ nghĩ đến một vấn đề, đó là làm sao để tranh cướp được vị trí thường ủy tỉnh ủy. Dù lão gia tử nói rằng thượng tầng đã cho bọn họ cơ hội cạnh tranh công bằng, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ, nếu nói về các mối quan hệ thì Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là mạnh hơn mình rất nhiều. Bây giờ ưu thế lớn nhất của Vương Tử Quân chính là tình hình phát triển kinh tế của thành phố La Nam là rất tốt. Hắn đối mặt với ưu thế của mình. Phương pháp tốt nhất là hắn nên tiếp tục thúc đẩy phát triển, để bảo trì trạng thái tốt đẹp của mình. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, thế là không khỏi có một kế hoạch xuất hiện, nó liên tục được tu bổ và hoàn thiện. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại,
chợt nghe bên kia vang lên âm thanh kinh ngạc. Bí thư Vương, tôi là Kim Điền Lạc, ngài đang ở nhà sao? Dù Kim Điền Lạc hỏi Vương Tử Quân có ở nhà không, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ Kim Điền Lạc đã biết mình về nhà rồi, nếu không sẽ chẳng gọi điện thoại cho mình. Hắn nghĩ vậy và cười cười nói. Bí thư Kim, tôi đang ở nhà. Tốt quá, Bí thư Vương, tôi có chút công tác cần báo cáo với ngài, ngài chờ tôi một chút. Một lát sau Kim Điền Lạc đã xuất hiện ngoài cửa nhà Vương Tử Quân, trong tay hắn có thêm hai con cá. Sau khi Vương Tử Quân mở cửa, Kim Điền Lạc lên tiếng. Bí thư Vương, hai ngày trước có người thân đến chơi mang đến vài con cá sống, nói là bắt được từ hồ nước trong thôn biếu tôi nhắm rượu. Vì vậy tôi giữ chúng lại, muốn cùng ngài uống vài ly. Vương Tử Quân nhìn cặp cá trong tay Kim Điền Lạc, hắn cười hì hì nói. Anh đúng là rất giỏi suy tính, rượu chỗ tôi thì có nhưng lại không có cá. Tôi nghe nói Chủ tịch Khởi Duệ là cao thủ làm cá, không bằng chúng ta đưa rượu và cá đến cho Chủ tịch Khởi Duệ để anh ấy ra tay mới hay. Thật ra thì Kim Điền Lạc muốn dùng cơm riêng với Vương Tử Quân để tăng cường tiếp xúc giữa đôi bên, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân cho ra lời đề nghị, hắn cũng không thể nào từ chối được. Hơn nữa Hà Khởi Duệ là Chủ tịch thành phố, tất nhiên hắn cũng không thể phản đối. Tốt, tôi như thế nào lại quên mất nhỉ? Vừa rồi tôi đi qua nhà thấy cửa nhà Chủ tịch Hà vẫn mở, có lẽ anh ấy đang ở nhà. Vương Tử Quân lấy từ trong kho rượu ra hai chai rượu chuyên cung cấp cho lãnh đạo từ nhà Mạc Lão Gia Tử, sau đó cùng Kim Điền Lạc đi đến nhà Hà Khởi Duệ. Dù Hà Khởi Duệ là Chủ tịch thành phố nhưng cũng không dọn nhà, vẫn ở trong căn nhà trước kia dành riêng cho Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố. Chào Bí thư Vương, chào Bí thư Kim. Khi hai người Vương Tử Quân hào hứng đi về nhà Hà Khởi Duệ, chợt có hai người đàn ông trung niên tiến lên chào hỏi. Khi thấy hai người đàn ông trung niên này thì Vương Tử Quân cười nói. Đồng chí Phong, đồng chí Cẩm Luân, Tết nhất thế nào rồi? Kim Điền Lạc nhìn Vương Tử Quân đang cười tự nhiên cùng nói chuyện với hai người đàn ông trung niên trước mặt, trong lòng không khỏi bội phục trí nhớ của Bí thư Thị ủy. Mặc dù hắn công tác ở thành phố La Nam nhiều năm, lại làm thư ký trưởng không ít năm, thế nhưng căn bản là không thể nào nhớ hết các cán bộ khác được. Nhưng Vương Tử Quân rõ ràng là người có trí nhớ kinh khủng, chỉ cần gặp mặt một lần thì có thể nhớ rõ tên tuổi. Lần thứ hai gặp mặt thì Bí thư Vương hoàn toàn có thể gọi tên của đối phương, hơn nữa còn có thể nói được những câu quan tâm rất tuyệt. Hai người đàn ông trung niên kia chính là cán bộ của Cục Cầu Đường, chỉ là cấp phó mà thôi. Cũng chỉ từng có cơ hội báo cáo với Vương Tử Quân vào một lần khảo sát Cục Cầu Đường. Bọn họ vốn dĩ nghĩ rằng Vương Tử Quân không biết mình là ai, không ngờ Bí thư Vương không những có thể kêu tên bọn họ, còn có thể hỏi tình huống trong nhà. Nhưng hai người này cũng rất có ánh mắt, bọn họ biết rõ hai vị lãnh đạo đang đi có việc, thế cho nên khách khí nói một câu rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhưng hai người bọn họ đi thì cũng không có nghĩa là không còn ai tiến lên. Từ nhà Vương Tử Quân đến nhà Hà Khởi Duệ chỉ có 100 mét nhưng lại có hàng chục người tiến ra chào hỏi. Vương Tử Quân thì căn bản là không có vấn đề, thế nhưng Kim Điền Lạc xách theo hai con cá lại cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi, hắn biết người ta cố ý đi ra chào hỏi Bí thư Vương, thế nhưng bây giờ là năm mới, căn bản không thể nói được gì. Đi đến nhà Hà Khởi Duệ, đúng lúc Hà Khởi Duệ có ở nhà. Sau khi gõ cửa, Chủ tịch Hà mặc tạp đề đi ra thấy Vương Tử Quân và Kim Điền Lạc xách theo hai con cá, thế là chợt ngây người. Thư ký trưởng Kim, tôi nói có đúng không? Chủ tịch Hà không những là người giỏi làm cá, còn là người giỏi làm cơm. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kinh ngạc của Hà Khởi Duệ, thế là cười nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc cũng cười ha hả nói. Bí thư Vương, tôi thật sự khâm phục khả năng của Chủ tịch Hà, tôi còn không biết đến nấu nướng là gì ấy chứ. Hà Khởi Duệ nhìn những thứ mà Vương Tử Quân và Kim Điền Lạc mang theo bên mình, thế là cười lên ha hả, sau đó vội vàng mời hai người vào nhà. Vợ của Hà Khởi Duệ thấy Vương Tử Quân và Kim Điền Lạc đi đến thì cũng vội vàng đi ra chào đón, châm trà pha nước, cũng mang đến vài món hoa quả bánh trái. Vương Tử Quân cũng không khách khí, hắn dù đến nhà của Hà Khởi Duệ không nhiều, thế nhưng lại căn bản rất tự nhiên, hắn nói. Chị dâu! Hai người chúng tôi hôm nay đến đây có một mục đích, chính là muốn ăn món ngon. Hai con cá này hôm nay chúng tôi đã nói sẵn là để cho Chủ tịch Hà ra tay xử lý,
một năm qua chị đã phục vụ anh ấy mệt mỏi, lúc này là năm mới, nên để cho anh ấy thực hiện bản chức của mình. Vợ của Hà Khởi Duệ dù là một vị phó phòng ở bệnh viện, thế nhưng nàng lại hiểu rất rõ những chuyện trong quan trường. Nàng trước nay luôn cảm kích Bí Thư Vương, dù sao thì nếu không có sự ủng hộ của Bí Thư Vương, chồng nàng căn bản không thể tiến lên vị trí hôm nay, không thể là một vị chủ tịch thành phố được. Bí Thư Vương, mọi người tâm sự với nhau đi, tôi đi làm cơm cho mọi người, nếu nói làm cá thì tôi nấu còn ngon hơn cả anh Hà. Vợ của Hà Khởi Duệ lên tiếng, sau đó tiếp nhận hai con cá trong tay của Kim Điền Lạc và đi vào nhà bếp. Hà Khởi Duệ nhìn vợ Hà Khởi Duệ bỏ đi mà cười nói. Bí Thư Vương, những ngày Tết thế nào? Ngoài mệt mỏi thì cũng chỉ là biến mình thành kẻ cô đơn, bây giờ vợ và con đều về thủ đô với ông cố ngoại, bây giờ tôi rơi vào tình huống một người ăn no cả nhà không đói, thế cho nên mới kéo Kim Điền Lạc đến nhà anh dùng cơm. Vương Tử Quân vung tay tay dùng giọng vui đùa nói. Kim Điền Lạc thấy hai người Hà Khởi Duệ và Vương Tử Quân trò chuyện vui vẻ thì cũng lên tiếng. Chủ tịch Hà, anh nói với chị dâu nên làm một con cá mà thôi, chúng ta cũng ăn không hết được. Hà Khởi Duệ cười nói. Tôi biết rồi. Vương Tử Quân chợt thay đổi chủ đề. Những ngày qua không có tình huống gì khác biệt đấy chứ. Kim Điền Lạc và Hà Khởi Duệ đều biết tình huống khác biệt trong lời nói của Vương Tử Quân là gì, Hà Khởi Duệ cười nói. Không có tình huống gì lớn, trạng thái các xí nghiệp là rất tốt, công nhân vui vẻ, tất nhiên không có vấn đề gì. Kim Điền Lạc cũng nói. Trước Tết tôi đã đến thăm nom các huyện vùng ngoài, bọn họ thật sự không tệ, trên cơ bản đều không có vấn đề. Nhưng thành phố Sơn Viên thì có chút không yên ổn, nghe nói công nhân bãi công làm cho tuyến tỉnh có chút bị động. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến vấn đề của thành phố Sơn Viên, dù sao thì hắn cũng là bí thư thị ủy La Nam, không phải là bí thư thị ủy Sơn Viên. Kim Điền Lạc nói đến sự kiện này, hắn cũng chỉ nghe mà thôi. Mặc dù đã vài ngày hắn không ở trong thành phố La Nam, thế nhưng mỗi ngày đồng chí Tân và Khương Long Cương đều báo cáo về tình hình tỉnh Sơn Nam cho hắn nghe. Ba người trò chuyện vui vẻ với nhau, chuông cửa nhà Hà Khởi Duệ chợt vang lên, con trai của Hà Khởi Duệ đang học phổ thông nhanh chóng chạy ra mở cửa. Bí Thư Vương, tôi nghe nói ngài muốn nếm thử trù nghệ nấu cá của Chủ tịch Hà, thế nên cũng chạy đến mong được hưởng lộc xuân. Tống Ích Dân xách theo một miếng thịt đi vào cửa cười hì hì nói. Vương Tử Quân thấy Tống Ích Dân xách theo một miếng thịt thì cười nói. Tôi đang nghĩ một con cá cũng ăn không hết, bây giờ anh lại đưa đến thêm một miếng thịt nữa rồi. Tống Ích Dân cũng không khách khí mà trực tiếp đặt miếng thịt vào trong tay con trai của Hà Khởi Duệ. Nhị tiểu tử, đưa cho mẹ, nói là nên xào ớt cay vào, càng cay càng thơm. Con trai của Hà Khởi Duệ còn chưa kịp xách miếng thịt vào bếp thì tiếng gõ cửa vang lên, lần này người đến là đồng chí Tân. Hắn cũng không đến tay không, trong tay là hai chai rượu, hắn tiến vào thì nói. Các vị lãnh đạo, tôi nghe nói lần này Chủ tịch Hà tự mình ra tay, thế là nổi thói tham lam chạy đến đây. Hai người đồng chí Tân và Tống Ích Dân chạy đến làm cho bầu không khí trong nhà Hà Khởi Duệ thêm nhiệt liệt. Hà Khởi Duệ nhìn đám người Vương Tử Quân cười nói vui vẻ, hắn chợt sinh ra cảm giác, hai người kia chỉ là bắt đầu mà thôi. Hà Khởi Duệ biết rõ vì sao đám người kia tụ hội trong nhà của mình, đó chính là vì Bí Thư Vương Tử Quân. Nếu Bí Thư Vương không đến đây, chỉ sợ bọn họ sẽ không chạy như điên đến nhà mình. Tuy có chút chua chát nhưng Hà Khởi Duệ vẫn nhận rõ vị trí của mình, Vương Tử Quân có thể chạy đến nhà mình dùng cơm, không phải đang giúp đỡ chính mình sao. Cảm giác của Hà Khởi Duệ là tương đối chuẩn, chỉ sau nửa giờ thì đám người Trương Hợp Tuân, Mễ Hoa Lâm lục tục chạy đến. Đám người này cũng giống như Bí Thư Tử Quân, ai cũng xách theo rượu và thức ăn, ai cũng cười hì hì nói là đến tham gia. Bí Thư Vương, ngoài vị chính ủy phân khu và chủ tịch Lý đang ở trên tỉnh, chúng tôi trên cơ bản đều có mặt đông đủ. Trương Hợp Tuân thấy các thường ủy thị ủy tụ tập đông đủ thì cười tủm tỉm nói. Trương Hợp Tuân vốn còn có chuyện cần làm, đã sớm ước hẹn với người ta. Nhưng khi nghe nói Bí Thư Vương xách rượu đến nhà Chủ tịch Hà Khởi Duệ, thế là hắn nhanh chóng có phản ứng. Giống như trước kia, hắn căn bản không do dự mà nói lời từ chối cuộc hẹn, sau đó xách theo hai con gà rừng đã được làm sẵn chạy đến đây. Sau khi đến thì Trương Hợp Tuân phát hiện mình đã chậm, đám người Tống Ích Dân đã ngồi sẵn trong nhà Hà Khởi Duệ.
Vương Tử Quân không ngờ chính mình chỉ đơn giản muốn đến dùng cơm thế nhưng lại biến nhà Hà Khởi Duệ thành một phòng hội nghị. Nhưng lúc này hắn không thể đứng lên bỏ đi, giống như lúc này không có hắn sẽ không thể nào thành bữa tiệc, hắn phải tiến hành bữa cơm hôm nay. Trong nhà có bầu không khí vui vẻ, dù có hơi rối nhưng vợ của Hà Khởi Duệ vẫn thấy rất thoải mái và sung sướng. Tất cả thường ủy thị ủy chạy đến nhà mình, điều này nói rõ ban ngành thành phố La Nam vẫn rất đoàn kết. Phụ nữ tay nhân nhanh nhẹn, hơn nữa còn có ba người hàng xóm đến giúp đỡ, thế là chỉ một lát sau đã có một bữa cơm thịnh soạn. Đặc biệt là con cá lớn của Kim Điền Lạc, chỉ có thể dùng mâm để dựng vào. Vương Tử Quân nhìn vợ Hà Khởi Duệ bận rộn không ngừng, thế là đứng lên nói. Chị dâu, hôm nay đã làm chị vất vả, thế này đi, chúng tôi cũng không làm gì cả, nhưng Chủ tịch Hà phải kính chị một ly. Có lời đề nghị của Vương Tử Quân thì đám người chung quanh bắt đầu ồn ào, Hà Khởi Duệ lúc đầu còn có chút xấu hổ, thế nhưng dưới lời khuyến khích của mọi người, đành phải cùng vợ nâng ly. Bầu không khí trên bàn rượu càng thêm nhiệt liệt, sau khi vợ Hà Khởi Duệ quay vào trong bếp thì chuông cửa lại vang lên. Nhóm người Vương Tử Quân chợt trầm tĩnh một chút, ai cũng hạ ly rượu xuống, con trai Hà Khởi Duệ chạy ra mở cửa rồi nói. Bố, gì Lý đến? Đi vào chính là Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố La Nam, là Lý Nhị Bình. Nàng tiến vào cửa thì cười nói. Nghe nói trong nhà Chủ tịch Hà bày cơm ngon, nghe nói các vị đều chạy đến, bây giờ thấy các lãnh đạo đều đến đông đủ, xem ra chỉ tôi đến muộn mà thôi. Chủ tịch Lý, chị không ở nhà với Cục trưởng Đại Nhân, sao lại đi làm sớm như vậy? Tông Ích Dân và Lý Nhị Bình có mối quan hệ khá tốt, hắn lớn tiếng cười nói. Anh nói không đúng rồi, hôm nay anh ấy đi làm để mình tôi ở nhà cô đơn, thế là dứt khoát chạy xe về La Nam. Lý Nhị Bình cố gắng tỏ ra khoa trương. Chạy về thành phố La Nam cũng không muốn dùng cơm một mình, thế là nhanh chóng đến nhà lãnh đạo ăn nhờ bữa cơm. Lý Nhị Bình nói bằng giọng điệu khá khôi hài, đám người trong đây đều biết Chủ tịch Lý căn bản là nghe được tiếng gió nên chạy từ Sơn Viên về La Nam. Mọi người cùng Lý Nhị Bình ngồi xuống. Vương Tử Quân mỉm cười lắc đầu, thầm nghĩ mình chỉ đến nhà Hà Khởi Duệ dùng cơm, vì sao lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Vương Tử Quân nghĩ như vậy nhưng lại không nói ra rõ ràng, không phải trước mặt ai cũng có thể nói như vậy được. Mọi người cùng nâng ly, chúc sang năm bầu không khí ở La Nam tiếp tục phát triển hơn thế này. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên, xem như là người mở đầu cho bữa cơm hôm nay. Chương 949 Hoa Hướng Dương yêu ánh mặt trời, tất cả không cho mặc cả. Sau khi uống cạn ly rượu, Trương Hợp Tuân chợt đứng lên nói. Bí thư Vương, ly rượu này tôi xin mời ngài, chúc ngài thừa thế xông lên, tiếp tục lèo lái con thuyền thành phố La Nam tiếp tục hát vang tiến mạnh trong tỉnh Sơn Nam, để La Nam chúng ta có quyền lên tiếng trong tỉnh Sơn Nam. Trương Hợp Tuân nói dù rất ẩn giấu nhưng mọi người nơi đây đều hiểu điều đó có nghĩa là gì. Vấn đề nhân sự luôn là như vậy, khi mà tổ chức đang khảo sát cán bộ một cách âm thầm và khá bí mật thì bên dưới đã dì tai nhau rộn ràng từ lâu. Sẽ đưa một vị bí thư thị ủy thành phố phát triển kinh tế tiến vào thường ủy tỉnh ủy, điều này thật sự không còn là bí mật gì lớn với nhiều người, mọi người lúc này đang quan sát xem ai là người tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy mà thôi. Trong tỉnh Sơn Nam thì chỉ có hai vị lãnh đạo đứng đầu hai thành phố Đông Bộ và La Nam là có thể cạnh tranh tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy, bây giờ Vương Tử Quân lại càng có lực cạnh tranh lớn hơn với những gì hiện có. Nếu Vương Tử Quân tiến vào thường ủy tỉnh ủy, như vậy đó lại là một tin tức tốt cho tất cả mọi người nơi đây, vì người tiến lên tiếp nhận vị trí của Vương Tử Quân trong tương lai cũng sẽ là thường ủy tỉnh ủy mà thôi. Đồng thời lực ảnh hưởng của Bí Thư Vương sẽ tiến thêm một bước. Cũng có ý nghĩa là thành phố La Nam sẽ có được cơ sở phát triển còn mạnh hơn lúc này. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt với nụ cười của Trương Hợp Tuân, hắn chợt lóe lên vài ý nghĩ, sau đó nâng ly rượu lên cùng với Trương Hợp Tuân, cuối cùng mới nhìn về bốn phía nói. Điều này còn cần các vị cùng chung cố gắng, chỉ khi chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng đẩy mạnh thành phố La Nam phát triển, như vậy chúng ta mới có quyền lên tiếng, lực ảnh hưởng cũng sẽ được tăng cường. Vương Tử Quân sẽ căn bản không từ chối, vì chỉ khi tiếp nhận thì mới có khí thế, mới làm cho tâm tư của đám người chung quanh thêm thống nhất mà thôi. Vương Tử Quân không nói rõ với Trương Hợp Tuân, thế nhưng ý nghĩa của lời nói lại làm cho đám người chung quanh phải giật mình,
tâm tình của bọn họ lại càng thêm sống động. Vương Tử Quân chợt nhớ có câu nói trên bàn rượu có ba giai đoạn, thứ nhất là nói những lời mật ngọt, thứ hai là đến giai đoạn nói những lời hào khí, thứ ba là nói những lời rối loạn. Xem ra bây giờ bữa cơm đang tiến vào giai đoạn thứ hai, nếu như không phải bọn họ đang uống rượu dùng cơm, chỉ sợ sẽ có người tưởng rằng đây là một hội nghị thường ủy thị ủy Lan Nam. Lý Nhị Bình là người rất mẫn cảm, sau khi nghe rõ ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, trong lòng nàng thầm vui mừng. May mà mình nhanh chóng chạy đến đây, nếu như vì đường xa mà bỏ bữa cơm lần này, tuyệt đối là một tổn thất không thể chấp nhận được. Người nồi đây dùng cơm có ai mà không có cá tính, nhưng trước mặt Vương Tử Quân chẳng phải đều biến thành đá cuội hết rồi sao? Dù chỉ là một bữa cơm nhưng những người tham gia đều có ý nghĩ của riêng mình, mỗi người đều giống như đóa hoa hướng dương hướng về phía mặt trời là lãnh đạo, chỉ chờ mong sao Bí Thư Vương nhanh chóng tiến lên một bước. Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, Lý Nhị Bình chờ Trương Hợp Tuân nói xong thì lên tiếng. Bí Thư Vương, chúng ta làm nhiều công tác như vậy, ngoài việc để cho lãnh đạo biết rõ thành tích của chúng ta, cũng phải phơi bày thành tích của thành phố chúng ta cho nhân dân La Nam thấy rõ. Chờ Lý Nhị Bình nói xong thì Trương Hợp Tuân dùng giọng vui đùa nói. Cuối cùng cũng là Chủ tịch Lý Bạch Cốt Tình có ý kiến hay, thật sự có hiệu quả vẽ mắt cho rồng. Sau đó mọi người cười vang. Vương Tử Quân lên tiếng hỏi vì sao Chủ tịch Lý lại được Trương Hợp Tuân ví là Bạch Cốt Tinh. Trương Hợp Tuân cũng nhanh chóng cười giải thích, Bạch Cốt Tinh cũng chính là một cây trụ cột tinh anh, thế là làm cho mọi người trong bữa cơm cười lớn, cực kỳ vui vẻ. Bữa cơm tiến hành được một nửa thì có một vài việc đan xen, có vài vị phó chủ tịch cầm rượu tiến đến nhà Hà Khởi Duệ. Dù bọn họ đều không dùng cơm, thế nhưng cũng kiên trì mời rượu Vương Tử Quân. Sau khi kết thúc bữa cơm thì Vương Tử Quân vẫn còn xem như có chút tỉnh táo, hắn thấy tất cả các vị phó chủ tịch đều đến, căn bản không thiếu vị nào. Chẳng lẽ mình đã tạo nên một tình huống cường thế không thể mặc cả ở thành phố La Nam? Cục diện như vậy là tốt hay không? Ngày Tết qua mau, ngày 15 âm lịch thì chính quyền thành phố La Nam bắt đầu hoạt động như thường, chưa đến Tết Nguyên Tiêu thì tất cả hạng mục ở thành phố La Nam đã được các thường ủy thị ủy đẩy vào trạng thái hoạt động sôi nổi. Dù Vương Tử Quân căn bản không cho ra yêu cầu gì ở phương diện này, thế nhưng đám cán bộ thành phố La Nam hiểu năm nay cực kỳ quan trọng với Vương Tử Quân, thế cho nên ai cũng cố gắng công tác, muốn đẩy công tác của thành phố La Nam tiến lên giai đoạn phát triển mới. Vào một ngày nọ, khi Vương Tử Quân đang đi thị sát tình hình giai đoạn 3 trong quá trình kiến thiết khu du lịch Cô Yên Sơn quay về, đồng chí Tân đi đến phòng làm việc của hắn và nói. Bí Thư Vương, hôm nay chủ nhiệm Triệu của phòng giám sát số 1 thuộc Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy sẽ đến, bọn họ vừa mới gọi điện thoại cho Bí Thư Kim, nói là chủ nhiệm Triệu sẽ có công tác cần báo cáo với ngài. Chủ nhiệm Triệu phòng giám sát số 1 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Vương Tử Quân khẽ nhíu mày, hắn căn bản không quen thuộc chủ nhiệm Triệu, thế nhưng phòng giám sát số 1 phụ trách địa vực có cả thành phố La Nam. Bây giờ chủ nhiệm Triệu xuống bàn công tác với mình, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến nguyên nhân chủ nhiệm Triệu chạy đến La Nam, hắn vẫn cười nói. 10 phút sau mời chủ nhiệm Triệu đến đây. Trong ấn tượng của đa số mọi người thì đám cán bộ ủy ban kỷ luật đều có gương mặt âm trầm, bộ dạng giống như bao công, thế nhưng nếu đặt những nhận định đó lên người chủ nhiệm Triệu thì thật sự là sai lầm. Chủ nhiệm Triệu với gương mặt tươi như hoa, phối hợp với hai má phúc hậu, thật sự giống như một vị Phật. Khi Vương Tử Quân đứng lên nói lời hoan nghênh chủ nhiệm Triệu, lúc này chủ nhiệm Triệu cũng cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Chào Bí Thư Vương, mạo muội quấy nhiễu anh, mong Bí Thư lượng thứ cho. Vương Tử Quân cười cười mời chủ nhiệm Triệu ngồi xuống, sau đó cười nói. Chủ nhiệm Triệu quá khách khí rồi, chúng ta đều là vì công tác mà thôi. Đối với bản thân tôi, nếu chủ nhiệm Triệu có thời gian đến Hồng thành phố La Nam chỉ đạo công tác, tôi thật sự cầu còn không được. Chủ nhiệm Triệu nhìn bộ dạng phong độ nhẹ nhàng của Vương Tử Quân, hắn thầm nghĩ Vương Tử Quân là danh bất hư truyền. Dù đối phương nhỏ hơn mình chục tuổi, thế nhưng người và người có sự khác biệt, đối phương căn bản không thua kém các vị bí thư thị ủy già lão đầy kinh nghiệm. Chủ nhiệm Triệu là một cán bộ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Hắn biết rõ người bên dưới có ý nghĩ gì với cán bộ phòng ban của mình. Bọn họ nhất định nói hoan nghênh nhưng trên cơ bản không hy vọng mình xuất hiện. Chương 950, làm tốt công tác,
nói năng cũng không kém ai. Vương Tử Quân nói một lời hy vọng chủ nhiệm Triệu có thời gian đến La Nam chơi đùa, bề ngoài biểu hiện hữu hảo, nhưng bên trong chưa chắc là thật. Chủ nhiệm Triệu thầm nghĩ đến những câu chuyện về Bí Thư Vương, hắn cười nói. Bí Thư Vương, ngài nói làm tôi thật sự động lòng, bây giờ La Nam là thành phố phát triển du lịch, khu du lịch Cô Yên Sơn nổi tiếng toàn quốc, đã gánh hơn phân nửa Giang Sơn ngành du lịch của tỉnh rồi. Sau vài câu liên hệ thì Vương Tử Quân biết rõ chủ nhiệm Triệu này luôn công tác ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, khi Vương Tử Quân đang công tác ở tỉnh đoàn, bọn họ chỉ cách nhau vài trăm mét mà thôi. Hai người nói vài câu, sau đó chủ nhiệm Triệu lại nói. Bí Thư Vương, lần này chúng tôi nhận được đơn tố cáo, thế cho nên chúng tôi tiến hành điều tra theo thông lệ, còn mời ngài hỗ trợ. Chủ nhiệm Triệu nói xong thì lấy ra một phần tài liệu khẽ đặt lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cầm lấy tài liệu nhìn thoáng qua, hai hàng chân mày chợt nhăn lại. Hắn sở dĩ nhíu mày cũng không phải vì tuyến trên phản ánh vấn đề quá nghiêm trọng, khác biệt là tờ đơn tố cáo này căn bản không là vấn đề với hắn. Điều này có ý gì? Vương Tử Quân cảm thấy nó nghiêm trọng ở điểm này. Theo như những gì được phản ánh thì đáng lý ra phải do Ủy ban Kỷ luật huyện ủy phụ trách, cho dù phản ánh lên trên thì chỉ cần có chút văn kiện đưa xuống là được. Đáng giá để cho chủ nhiệm Triệu thuộc Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy tự mình xuống một chuyến sao? Tư liệu không nhiều, chủ yếu là phản ánh tình huống giám đốc La Ngưỡng Bính của công ty cơ giới lúc còn tại vị đã lợi dụng chức vụ để thu vào túi riêng tiền phí khám chữa bệnh, hơn nữa kim ngạch cũng không nhiều, chỉ là 60.000 mà thôi. Nhưng cuối tài liệu lại có một sự kiện liên quan, đó chính là Ủy ban Kỷ luật huyện ủy trước Tết đã từng điều tra vụ này. Thế nhưng sau đó nhận được chỉ thị chính xác của Bí thư huyện ủy Nhan Sĩ Tắc, yêu cầu Ủy ban Kỷ luật huyện ủy ngừng điều tra vụ án này. Dù sự kiện này chưa đủ để phản ánh Nhan Sĩ Tắc có vấn đề, thế nhưng tự dưng yêu cầu ngừng tra án đã nói rõ vấn đề. Vương Tử Quân đặt tài liệu xuống, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Sự kiện này rõ ràng muốn động vào Nhan Sĩ Tắc, mà Nhan Sĩ Tắc là người thế nào? Hắn chính là người mà mình đã chấm sau khi đến thành phố La Nam, sau đó là cán bộ được Vương Tử Quân đề bạt trọng dụng. Bí thư Vương, Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy rất coi trọng phần tài liệu này yêu cầu chúng tôi nhất định phải điều tra rõ ràng, dưới điều kiện tiên quyết căn bản là không tha cho bất kỳ phần tử tha hóa nào, càng phải bảo vệ đồng chí của mình. Vẻ mặt Triệu Quân Dũng rất nghiêm túc, hắn ngoài miệng nói bảo vệ đồng chí của mình, thế nhưng nửa câu đầu mới thật sự là ý nghĩ của hắn vào lúc này. Mặc dù Vương Tử Quân cảm thấy Nhan Sĩ Tắc là người rất tốt, hơn nữa ở thành phố La Nam ai cũng biết Nhan Sĩ Tắc là người của hắn, thế nhưng lúc này đối mặt với Triệu Quân Dũng, hắn cũng chỉ có thể trầm giọng bày tỏ. Chủ nhiệm Triệu, thị ủy La Nam chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hỗ trợ điều tra, nếu có gì cần thì anh có thể trực tiếp liên hệ với Bí Thư Kim. Cảm ơn Bí Thư Vương. Sau đó Triệu Quân Dũng cũng không tiếp tục nói về vấn đề vụ án ở huyện Dương Phong. Chỉ hàn huyên vài câu với Vương Tử Quân, sau đó bắt tay cáo từ. Triệu Quân Dũng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, Kim Điền Lạc nhanh chóng đi đến. Hắn là cán bộ gắn chặt với Vương Tử Quân, hắn biết rõ sự kiện này có ý nghĩa gì với lãnh đạo của mình. Bí thư Vương, Bí thư Nhan không có vấn đề gì đấy chứ. Căn cứ vào góc độ của mình thì Vương Tử Quân tất nhiên không hy vọng Nhan Sĩ Tắc có vấn đề. Dù sao Nhan Sĩ Tắc cũng là cán bộ mà mình thưởng thức, nếu đối phương xảy ra vấn đề, như vậy sẽ tạo nên ảnh hưởng không rõ với mình, thậm chí đám cán bộ đi theo mình cũng xem như xong. Nhưng vô duyên vô cớ lại cho ra chỉ thị dừng điều tra vụ án ở xí nghiệp cơ giới, bên trong rốt cuộc có vấn đề gì? Nhan Sĩ Tắc có vấn đề gì hay không? Vương Tử Quân căn bản là không dám khẳng định. Nhưng sự việc này đã được đưa ra ngoài ánh sáng, phía sau có người nào thúc đẩy hay không? Trong đầu lóe lên một ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chợt trầm giọng nói. Căn cứ vào những chứng cứ thực chất, cố gắng hỗ trợ Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy điều tra làm rõ ràng vụ này. Kim Điền Lạc gật gật đầu mà không nói điều gì. Kim Điền Lạc rời đi, Vương Tử Quân thầm nghĩ về sự kiện vừa xảy ra. Một chuyện không có gì quá như của La Ngưỡng Bính, Nhan Sĩ Tắc vì sao lại ngăn cản không cho Ủy ban Kỷ luật huyện ủy điều tra. La Ngưỡng Bính là thân thích hay bạn bè của Nhan Sĩ Tắc sao? Nhan Sĩ Tắc có tiếp nhận thứ gì của La Ngưỡng Bính ở sự kiện này không? Nếu Nhan Sĩ Tắc có nhận thứ gì từ La Ngưỡng Bính, như vậy vụ án hoàn toàn có thể được định tính ngay lập tức,
vặn ngã Nhan Sĩ Tắc thì sẽ tạo nên chấn động trong quan trường thành phố La Nam, Nhan Sĩ Tắc sẽ căn bản không thể không nghĩ đến phương diện này. Nhưng vì sao Nhan Sĩ Tắc lại làm như vậy? Vương Tử Quân nghĩ đến phương diện xí nghiệp cơ giới, thế là hắn chợt nghĩ đến phương diện xí nghiệp cơ giới thay đổi chế độ vào năm ngoái. Bên trong rốt cuộc có vấn đề gì không? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên làm cho Vương Tử Quân phải thu hồi những ý nghĩ của mình. Hắn nói một câu mời vào, ngay sau đó trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm từ bên ngoài đi vào. Bí thư Vương. Lữ Hâm Sâm đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Vương Tử Quân, sau khi mở miệng chào một câu đơn giản, hắn dùng giọng có chút hưng phấn nói. Hôm nay có vài nhà báo từ Trung ương đi xuống, bọn họ chuẩn bị cho ra những bài viết về tình hình phát triển kinh tế mạnh mẽ của thành phố La Nam chúng ta, đám ký giả đều đặc biệt nhấn mạnh muốn được gặp ngài. Công tác tuyên truyền chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của trưởng phòng Lữ Hâm Sâm trong năm nay. Lữ Hâm Sâm là một trưởng phòng tuyên truyền, hắn tất nhiên luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Vào thời đại của Vương Tử Quân, giữa hai bên có mối quan hệ không xa không gần, trạng thái này không khỏi làm cho Lữ Hâm Sâm sinh ra cảm giác lo lắng. Dù sao thì nguyên nhân cũng là trước kia người ta đến mà mình căn bản không nhanh chóng tiến đến cùng hợp tác, điều này làm cho Lữ Hâm Sâm cảm thấy nóng lòng như lửa đốt. Năm xưa khi Vương Tử Quân đến thành phố La Nam, khi đó hắn còn có ý nghĩ khác, nhưng bây giờ tất cả đã biến thành phải làm sao để nhanh chóng có mối quan hệ tốt với bí thư Vương Tử Quân. Lữ Hâm Sâm là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, hắn tất nhiên có con đường phát triển của riêng mình. Hắn biết rõ năm này là thời điểm cực kỳ quan trọng với Vương Tử Quân, trong lúc tiến lên phía trước, nếu như mình có thể tiếp sức cho bí thư Vương Tử Quân tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy, như vậy con đường làm quan của mình sau này nhất định sẽ được bí thư Vương báo đáp. Hai năm qua công tác tuyên truyền của thành phố La Nam luôn có được thành tích cao vời, đó rõ ràng là một điểm sáng chói mắt. Đúng lúc Lữ Hâm Sâm đang cố gắng thực hiện tốt công tác thì lại gặp dịp may, có vài tờ báo cấp trung ương đến viết bài phản ánh tình hình phát triển của thành phố La Nam. Hắn thật sự hưng phấn đến mức hai mắt tỏa sáng, thế cho nên nhanh chóng sắp xếp đám nhà báo đến nghỉ ở nhà khách La Nam. Hắn cảm thấy mình là một trưởng phòng tuyên truyền. Làm như vậy sẽ là một hồi báo tốt cho bí thư Vương. Vương Tử Quân cũng cảm thấy có chút vui vẻ vì sự kiện này, trước khi hắn tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy thì công tác tuyên truyền là căn bản không thể thiếu. Bây giờ ký giả của các tờ báo cấp trung ương đến thành phố La Nam, đây rõ ràng là một điều có thể ngộ mà không thể cầu. Vương Tử Quân thầm tính toán những khả năng có thể xuất hiện, hắn mở miệng dùng giọng sắp xếp nói. Trưởng phòng Lữ, đây là một dịp tốt để chúng ta tuyên truyền về thành phố La Nam chúng ta nhất định phải tiến thêm một bước trên phương diện phát triển kinh tế, thế cho nên cần nhiều người cùng hô vang khẩu hiệu, đồng thời càng phải nói ra sự thật, cho ra hiệu quả thật sự. Tôi thấy thế nha Phi, sáng hôm nay trước tiên anh thay mặt chiêu đãi nhà báo, tối hôm nay chúng ta sẽ cùng dùng cơm với bọn họ ở nhà khách La Nam. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi bảo chứng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lữ Hâm Sâm trầm ngâm giây lát rồi nhanh chóng nói. Bí thư Vương, anh xem chúng ta nên coi điều gì là trọng điểm để giới thiệu tình huống phát triển kinh tế mạnh mẽ của thành phố La Nam. Muốn nói giới thiệu tình hình phát triển kinh tế của thành phố La Nam thì Lữ Hâm Sâm là một trưởng phòng tuyên truyền và không ai lợi hại hơn, chỉ một lát cũng có thể nói dở thành hay, nước miếng tung tóe. Nhưng vấn đề là lúc này hắn không dám tự tiện làm loạn, dù sao thì sự việc cũng có liên quan đến Bí thư Vương. Nếu như không phân biệt rõ đâu là trọng điểm, như vậy dù gom một đống thức ăn ngon thì cũng chưa chắc có được một bữa ngon miệng. Vương Tử Quân hiểu ý của Lữ Hâm Sâm, đối phương là một trưởng phòng tuyên truyền lâu năm, tất nhiên sẽ mạnh hơn mình nhiều lần ở phương diện tuyên truyền. Sở dĩ đối phương mở miệng hỏi ý kiến của mình, cũng không phải là cảm thấy mình cao siêu hơn, chủ yếu là vì mình là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam. Vương Tử Quân đang chuẩn bị để cho Lữ Hâm Sâm cứ thực hiện theo trình tự như trước kia, thế nhưng lúc này một ý nghĩ lóe lên trong lòng Vương Tử Quân. Trong ký ức của hắn thì cuối năm nay Quốc hội sẽ có một cuộc thảo luận về vấn đề giải phóng tư tưởng, yêu cầu sự chính đáng, đẩy mạnh hoạt động giáo dục cán bộ, mà thời điểm bây giờ đang ở vào giai đoạn ủ mầm. Lúc này nếu như thành phố La Nam vừa làm tốt công tác phát triển kinh tế, vừa có thể làm ra thành tích ở phương diện xây dựng giáo dục đội ngũ cán bộ, như vậy sẽ càng có tác dụng gấp rút đối với ấn tượng của lãnh đạo với thành phố La Nam. Trưởng phòng Hâm Sâm,
anh cứ tự nhiên ở phương diện giới thiệu tình hình phát triển kinh tế của thành phố La Nam, thế nhưng tôi cũng có một ý kiến, chính là chúng ta sẽ chú trọng công tác xây dựng kinh tế và cũng không quên trọng điểm là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Vương Tử Quân lên tiếng làm cho Lữ Hâm Sâm cảm thấy có chút khó hiểu, lúc này thành phố La Nam phát triển kinh tế cực kỳ nhanh chóng, thật sự tỏa sáng rực rỡ, đám nhà báo quốc gia đến đây chủ yếu là viết bài tán dương và học hỏi kinh nghiệm. Lúc này Bí Thư Vương không đặt trọng điểm vào phương diện phô bày thành tích phát triển kinh tế, vì sao lại đặt trọng điểm vào phương diện xây dựng đội ngũ cán bộ? Lữ Hâm Sâm thật sự cảm thấy rất khó hiểu. Hắn dừng lại một lát, sau đó dùng giọng nghi hoặc nói. Chúng ta vừa phát triển kinh tế vừa xen kẽ công tác xây dựng đội ngũ cán bộ sao? Đúng vậy, đặc biệt là phải phô bày rõ ràng một chút. Một ban ngành tốt, một đội ngũ tốt, một cơ chế tốt, một chế độ tốt, đó chính là những biểu hiện hạng nhất vào lúc này. Vương Tử Quân gõ lên mặt bàn rồi nói tiếp. Đồng thời chúng ta cần phải trọng điểm tuyên truyền về những tấm gương tiên tiến điển hình trong đội ngũ cán bộ của thành phố La Nam. Lữ Hâm Sâm nghe thấy Vương Tử Quân sắp xếp như vậy, trong lòng đã xác định Bí Thư Vương có tính toán của riêng mình. Hắn dù có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng hắn biết rõ phương án tốt nhất của mình vào lúc này chính là thi hành theo đúng như sắp xếp của Bí Thư Vương. Hai người nói thêm vài câu về phương diện nên tuyên truyền hình tượng thành phố La Nam như thế nào, sau đó Lữ Hâm Sâm rời đi. Vương Tử Quân lại tiếp tục quay về trạng thái trầm tĩnh, sự kiện liên quan đến Nhan Sĩ Tắc chợt xuất hiện trong đầu Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nên tỏ thái độ gì ở sự kiện này? Nếu Nhan Sĩ Tắc xảy ra vấn đề, như vậy mình phải làm sao bây giờ? Trong chuyện này có kẻ nào đang cố tạo sóng hay không? Vấn đề là mục đích của họ là gì? Cuối cùng bọn họ muốn đả kích ai? Việc này cần phải tìm biện pháp giải quyết cho tốt, có một việc cấp bách vào lúc này chính là rèn sắt khi còn nóng. Nếu như Nhan Sĩ Tắc không có vấn đề, như vậy tất cả mâu thuẫn sẽ được giải quyết dễ dàng, nhưng nếu bản thân Nhan Sĩ Tắc căn bản là không trong sạch, như vậy sẽ có người căn cứ vào đó để làm lớn chuyện. Giữa trưa Vương Tử Quân về nhà, Kim Điền Lạc lại đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn lên tiếng báo cáo. Bí Thư Vương, tổ điều tra đã mời La Ngưỡng Bính đến, đồng chí của chúng ta chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ mà thôi, phương diện điều tra đều là do người của chủ nhiệm Triệu tiến hành. Vương Tử Quân không nói gì, hắn chỉ khẽ gật gật đầu với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc lần này, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng thăm dò nói. Sáng hôm nay tôi đã nói chuyện với chủ nhiệm Triệu. Anh ấy yêu cầu chúng ta hỗ trợ kêu gọi Giám đốc Lý đang ở phía Nam đến để tìm hiểu rõ tình huống. Giám đốc Lý, Vương Tử Quân đã biết Giám đốc Lý kia là ai? Khi xí nghiệp cơ gô ới ở huyện Dương Phong thay đổi chế độ, chính là vị Giám đốc Lý kia đứng ra hoàn thành, bây giờ bọn họ muốn tìm Giám đốc Lý, rõ ràng là muốn đào sâu sự việc. Như vậy thì tích cực phối hợp với bọn họ. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng. Rất nhiều chuyện nếu anh càng không hy vọng nó được mở rộng thì tình huống truyền bá lại cực kỳ nhanh, hơn nữa anh căn bản không thể nào che giấu được, nếu anh muốn che giấu thì căn bản không tốt bằng phô bày ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.